Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố. Diệp Thần Phong. Chương 1341, thái độ chuyển biến. Ngồi dưới đất Giang Tuấn Hoa, ánh mắt của hắn dại ra, thân thể run lẩy bẩy, hắn cảm giác mình vừa vặn tại bên bờ tử vong đi rồi một vòng, hắn nghe trên người mình khiến người ta buồn nôn mùi thối, trong lòng của hắn lửa giận là hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Diệp Thần Phong dĩ nhiên khiến hắn tại mình thích thủy mộng hàm trước mặt đồ cứt đái hắn phun. Này làm cho hắn hận không thể lập tức tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm nhìn thấy Diệp Thần Phong không có thật sự quán xuyên Giang Tuấn Hoa yết hầu, miệng các nàng ba ly cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Giang Tuấn Hoa tốt xấu cũng là Thủy gia đại trưởng lão cháu trai, nếu là hắn thật sự đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trên tay, e sợ chuyện này liền nhất định phải động tĩnh quá lớn. Nhàn nhã tự tại lắc quạt giấy Diệp Thần Phong, hắn đi tới Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm trước mặt. Thần sắc hắn lạnh lẽo liếc mắt nhìn Thủy Mộng Hàm, này làm cho Thủy Mộng Hàm không kiềm hãm được lui về phía sau một bước. Thủy Mộng Hàm mặc dù có hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực, thế nhưng liền ngay cả người cũng không nắm chắc như thế nhẹ nhõm miểu sát Giang Tuấn Hoa, cho nên Thủy Mộng Hàm trong lòng bản năng sinh ra một tia sợ hãi. Thủy Tử Yên vội vàng đứng ra mở miệng nói ra, đệ đệ, người trước đi chỗ ta ở ngồi một hồi đi. Thủy Tử Yên chỉ hướng một tòa tinh xảo nhất cùng khéo léo nhà gỗ, cái kia căn nhà gỗ là Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm, hai người bọn họ tại Bắc Vực hoang mạc trụ sở tạm thời, thủy ra những người khác đều là muốn 5-6 người ở cùng một chỗ. Diệp Thần Phong đối với Thủy Tử Yên vẫn là tồn tại một ít hảo cảm, hắn nhìn xem Thủy Mộng Hàm nói ra, xem ở tỉ tỉ của ngươi trên mặt mũi, lúc này ta liền không cùng người so đo rồi, ta chỉ đem ngươi là cái tiểu hài tử, vừa vặn nhất thời nói sai. Nếu như lại có lần sau nữa lời nói, e sợ liền tỉ tỉ của ngươi mặt mũi cũng không tiện khiến cho. Trên lưng cõng lấy một cái hắc huyền kiếm, trong tay cầm quạt giấy Diệp Thần Phong, hắn nghênh ngang hướng về Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm ở nhà gỗ đi đến. Tại Diệp Thần Phong đi vào nhà gỗ sau, Thủy Mộng Hàm ủy khuất nước mắt tại hốc mắt trong không ngừng đảo quanh, người nhìn trên mặt đất đồ cứt đái hắn phun Giang Tuấn Hoa, cùng với mơ hồ ngửi được trong không khí mùi thối. Này làm cho đại tiểu thư của nàng tính khí là triệt để bạo phát, người hướng về Giang Tuấn Hoa, quát lên, ngươi thực sự là cho chúng ta Thủy gia mất mặt, dĩ nhiên dọa thành bộ này uất ức dạng. Thủy Tử Yên nhìn cách đó không xa mặt khác ba tên Thủy gia thanh niên. Nói ra, các ngươi thanh Giang Tuấn Hoa vịn đi xuống đi. Ở đằng kia ba tên Thủy gia thanh niên thanh Giang Tuấn Hoa vịn sau khi đi, ở đây cũng chỉ còn sót lại Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm rồi. Thủy Mộng Hàm lôi kéo Thủy Tử Yên cánh tay. Nói ra tỷ, người từ nhỏ vẫn không có mắng qua ta, hung qua ta đây. Nhưng người hôm nay vì như thế một người ngoài lại cùng ta trở mặt, ta thật không nhìn ra hắn nơi nào xứng với tỷ tỷ ngươi. Thủy Tử Yên vẫn là vô cùng thương yêu chính mình một muội muội. Người sờ sờ Thủy Mộng Hàm đầu. Nói ra, Mộng Hàm, ta trên trời Diệu Thành không phải gặp một tên vô cùng trẻ tuổi luyện khí sư đấy sao? Người luyện khí sư kia ngăn ngắn một ngày liền luyện chế được 50 chiếc nhẫn chữ vật. Lúc trước Diệp Thần Phong nhưng thật ra là luyện chế được 100 chiếc nhẫn chữ vật, bất quá, hắn chỉ lấy ra 50 viên cho Thủy Tử Yên Tử Vân sàn đấu giá đi bán đấu giá, cho nên Thủy Tử Yên cũng không biết Diệp Thần Phong ngăn ngắn một ngày luyện chế được 100 chiếc nhẫn chữ vật. Mà Thủy Mộng Hàm từ nhỏ đã đối luyện khí vô cùng cảm thấy hứng thú, bất quá, tư chất của nàng cực kỳ có hạn. Người không có thông qua luyện khí tông khảo hạch, không thể gia nhập luyện khí tông học tập thuật luyện khí, nhưng Thủy Mộng Hàm chưa từng có buông tha đối luyện khí nghiên cứu. Thẳng đến trước đây không lâu, Thủy Mộng Hàm từ tỷ tỷ nàng Thủy Tử Yên trong miệng đã được biết đến Diệp Thần Phong người này, đồng thời rõ ràng hiểu được Diệp Thần Phong vô cùng trẻ tuổi, còn không phải luyện khí tông bên trong luyện khí sư, hơn nữa lại đang ngăn ngắn trong vòng một ngày liền luyện chế được 50 chiếc nhẫn chữ vật. Phải biết toàn bộ luyện khí tông một năm cũng mới chỉ có thể sản xuất 100 chiếc nhẫn chữ vật. Cho nên, từ tỷ tỷ mình trong miệng biết Diệp Thần Phong sau, Thủy Mộng Hàm liền một mực nhớ kỹ muốn gặp một lần Diệp Thần Phong, thậm chí trong lòng nàng đã coi Diệp Thần Phong là làm chính mình sùng bái thần tượng. Thủy Mộng Hàm thu hồi tại hốc mắt trong đảo quanh nước mắt, vội vàng hỏi, tỷ tỷ, người có phải hay không tìm tới ta sùng bái thần tượng? Thủy Tử Yên tức giận điểm một cái Thủy Mộng Hàm đầu. Nói ra, Mộng Hàm, ngươi vừa vặn không phải đã gặp hắn sao? A hát! Nghe vậy, Thủy Mộng Hàm trong cổ họng thất kinh hô lên một tiếng, nói ra tỷ,
lẽ nào ngươi nói hắn chính là vị kia trẻ tuổi luyện khí sư? Thấy Thủy Tử Yên không chút do dự gật gật đầu, Thủy Mộng Hàm lập tức khóc tăng gương mặt, tỷ, ngươi làm sao không sớm nói cho ta? Khó trách hắn có thể vượt cấp miểu sát Giang Tuấn Hoa rồi, thần tượng của ta như thế nào lại là một người bình thường đâu này? Khi biết Diệp Thần Phong chính là mình sáng nhớ chiều mong cái vị kia tuổi trẻ luyện khí sư sau, Thủy Mộng Hàm thái độ đến rồi một cái rất có xoay chuyển, Thủy Tử Yên nhìn thấy muội muội mình dáng dấp, người bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, vừa nãy ngươi có thời gian hãy nghe ta nói sao? Tỷ, vậy làm sao bây giờ? Ngươi nói ta nên làm gì à? Ta vừa vặn trả mắng hắn đây. Hắn có thể hay không đối với ta lưu lại ấn tượng xấu? Một ngày luyện chế ra đến 50 chiếc nhẫn chữ vật, đây quả thực là luyện khí sư giới một cái thần tích, không được, ta nhất định phải lập tức cùng thần tượng của ta đi xin lỗi. Thủy Mộng Hàm vẻ mặt thành thật nói ra. Thủy Tử Yên mang theo Thủy Mộng Hàm đi vào Diệp Thần Phong chỗ ở bên trong nhà gỗ, Diệp Thần Phong đang ngồi ở bên trong nhà gỗ trên một cái ghế, nhắm mắt lại, trong tay hơi hơi lắc quạt giấy, tại cảm giác được có người vào sau đó hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Hắn nhìn thấy Thủy Mộng Hàm trực tiếp đi tới trước mặt hắn, này làm cho hắn cho rằng Thủy Mộng Hàm nha đầu này lại muốn tới tìm phiền toái. Hắn lạnh nói, chẳng lẽ ngươi chả không hề nghe rõ ta mới vừa mới nói với ngươi lời nói sao? Ai biết Thủy Mộng Hàm chỉ là đáng thương sạch sẽ nhìn xem Diệp Thần Phong, người tại mấp máy thủy nhuận môi sau đó người mới lên tiếng, tỷ phu, xin lỗi, vừa vặn đều là của ta sai, kính xin tỷ phu ngươi không cần chấp nhặt với Mộng Hàm. Hả? Đây là vừa vặn cái kia tính khí cay cú nha đầu sao? Diệp Thần Phong nghi ngờ nhìn hướng Thủy Tử Yên, mà Thủy Tử Yên nhưng là không nhanh không chậm hướng về Diệp Thần Phong giải thích một chút nguyên nhân trong đó, này mới khiến Diệp Thần Phong bình thường trở lại. Hắn nói ra ta thân phận của luyện khí sư, hy vọng các ngươi có thể giữ bí mật cho ta. Tỷ phu, ngươi yên tâm đi, Mộng Hàm nhất định sẽ nghe tỷ phu lời của ngươi, tỷ phu nói bảo mật, ta liền tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận người nào. Tại Diệp Thần Phong trước mặt, Thủy Mộng Hàm trên người đại tiểu thư tính khí vô ảnh vô tung biến mất rồi, nghiễm nhiên biến thành một cái đáng yêu hiểu chuyện đẹp đẽ nha đầu, cho dù tại gia gia của mình cùng trước mặt phụ thân, Thủy Mộng Hàm cũng không có như thế hiểu chuyện qua đây. Diệp Thần Phong cũng không có ý định chấp nhặt với Thủy Mộng Hàm, đang nhìn đến Thủy Mộng Hàm vừa xin lỗi, lại một mặt sùng bái nhìn xem hắn, này làm cho Diệp Thần Phong là triệt để tha thứ Thủy Mộng Hàm lúc trước hành vi rồi. Nói ra, ngươi không nên gọi ta tỷ phu, kỳ thực ta và chị ngươi chỉ là bạn bè quan hệ. Ừ, như vậy tốt quá. Nghe được chính mình sùng bái thần tượng cùng tỷ tỷ của mình chỉ là bạn bè quan hệ, Thủy Mộng Hàm là hưng phấn sắc mặt có một chút ửng hồng, người lập tức đi tới Diệp Thần Phong sau lưng, duỗi ra bản thân cái kia non mềm hai tay của, cho Diệp Thần Phong ôn nhu bốc lên đến vai đến, nói ra, vậy ta có thể hay không gọi ngươi Diệp đại ca? Ta cho Diệp đại ca ngươi nắm nắn bả vai đi. Vừa nãy thực sự là Mộng Hàm sai rồi, Diệp đại ca ngươi muốn làm sao trừng phạt Mộng Hàm cũng có thể. Thủy Mộng Hàm này vai đều trực tiếp nắm lên, liền để Diệp Thần Phong cơ hội cự tuyệt cũng không có, bất quá, được Thủy Mộng Hàm nắm bắt vai thật sự chính là thật thoải mái, hắn nói ra chuyện mới vừa rồi ta đã quên mất. Nghe vậy, Thủy Mộng Hàm là càng thêm nhiệt tình, người lại giúp Diệp Thần Phong rót một chén trà. Rót nữa xong trà sau, người lại bắt đầu giúp Diệp Thần Phong bốc lên vai đến. Diệp Thần Phong nâng chung trà lên hơi hơi nhấp một ngụm, chỉ nghe chính đang cho hắn nắn bả vai Thủy Mộng Hàm nũng nịu nói ra, Diệp đại ca, ngươi có thể hay không dạy ta thuật luyện khí? Còn có, Diệp đại ca, ngươi đã không phải tỷ tỷ nam nhân, như vậy ngươi có thể hay không làm nam nhân của ta? Kỳ thực ta có thể làm ôn nhu, ta có thể mỗi ngày đều cho ngươi nắn bả vai. Diệp đại ca, ngươi nói tốt không tốt? Khạc, 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 phốc, một tiếng. Kèm theo một trận ho sặc sụa thanh âm, Diệp Thần Phong vừa vặn uống vào trong miệng nước trà trực tiếp phun đi ra. Nguyên bản này Thủy Mộng Hàm thái độ đối với hắn chuyển biến khiến hắn phi thường hài lòng, nhưng Thủy Mộng Hàm chuyển biến thái độ hơi bị quá mức đầu chứ. Chương 1342, để hắn chết tại trong di tích. Thủy Mộng Hàm đối Diệp Thần Phong nhiệt tình. Này làm cho Diệp Thần Phong cảm thấy chịu không được, cũng còn tốt một bên Thủy Tử Yên đúng lúc mở miệng nói, Mộng Hàm, ngươi đi xem Giang Tuấn Hoa tình huống thế nào. Không nên ở chỗ này nói bậy nói bạ, dù sao ngươi Diệp đại ca cũng phải cùng chúng ta đồng thời tiến vào trong di tích, ngươi có nhiều thời gian cùng hắn ở chung.
Khi nghe đến tỷ tỷ của mình Thủy Tử Yên lời nói sau, Thủy Mộng Hàm là cực kỳ không bỏ rời đi nhà gỗ, bất quá, người cũng biết Giang Tuấn Hoa là Thủy gia đại trưởng lão cháu trai, coi như là xem ở đại trưởng lão trên mặt mũi, người cũng nhất định phải mau chân đến xem Giang Tuấn Hoa tình huống. Tại Thủy Mộng Hàm rời đi nhà gỗ sau đó Thủy Tử Yên là một mặt nụ cười nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, nói ra, đệ đệ, Mộng Hàm chính là như vậy tính cách, kỳ thực bản tính của nàng cũng không xấu, lúc trước người tại biết có ngươi một người như vậy sau, người cả ngày nhao nhao lấy muốn ta tìm tới ngươi, người đối với ngươi sùng bái là phát ra từ nội tâm, người từ nhỏ đã đối luyện khí cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu như đệ đệ ngươi nguyện ý, như vậy ngươi có thể tại luyện khí thượng chỉ điểm một chút Mộng Hàm. Diệp Thần Phong tại luyện khí lĩnh vực liên nhập môn cũng không tính là nhập môn đây. Hắn chỉ lĩnh ngộ pháp tắc không gian, vừa vặn biết luyện chế chữ vật giới chỉ, hơn nữa chỉ là có thể đem chữ vật giới chỉ luyện chế so sánh châu bò mà thôi. Hắn thuận miệng nói ra, về sau nếu có cơ hội, ta sẽ chỉ điểm một chút muội muội ngươi. Thân là nam nhân đều là sĩ diện, Diệp Thần Phong đương nhiên sẽ không thừa nhận, kỳ thực hắn bây giờ đối luyện khí hầu như có thể nói là một chữ cũng không biết. Đệ đệ, Mộng Hàm kỳ thực cũng không phải là một cái nữ nhân tùy tiện, chỉ là trong lòng nàng khả năng quá sùng bái ngươi rồi, người vừa mới sẽ buông xuống sự căng thẳng của nữ nhân, tại Thủy gia người vẫn không có nhìn tới bất kỳ người đàn ông nào đây. Thủy Tử Yên giải thích một câu. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, nói ra, Thủy đại tiểu thư, ngươi không cần cùng ta giải thích, lần này ngươi cũng chuẩn bị muốn đi vào di tích bên trong sao. Ta nhưng nghe nói chỉ có thần niệm cảnh nhị trọng thiên trở xuống người mới có thể tiến vào trong di tích, bằng không sẽ bị trong di tích pháp tắc cho trực tiếp đánh chết. Này là trước kia Diệp Thần Phong từ Tống Xuân Mi đám người trong lúc nói chuyện với nhau nghe được, mà này Thủy Tử Yên thực lực rõ ràng cho thấy tại thần niệm cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ. Thủy Tử Yên đôi mắt đẹp nguyết một cái Diệp Thần Phong, nói ra, đệ đệ, ngươi lẽ nào quên ước định của chúng ta lúc trước sao? Khoảng thời gian này ngươi muốn gọi ta tỷ tỷ, ta thích danh xưng này. Nói xong, Thủy Tử Yên từ trong quần áo lấy ra một viên hạt châu màu xanh lam, người đem trong cơ thể linh khí bỗng nhiên rót vào đã đến hạt châu màu xanh lam bên trong, hạt châu màu xanh lam thượng hào quang chói lọi. Tiếp lấy, Thủy Tử Yên trong cơ thể khí thế đột nhiên thu nạp lên, thực lực của nàng trực tiếp từ thần niệm cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ, ngã rơi xuống thần niệm cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. TRUENCUAT. UINET nhìn xem Diệp Thần Phong trong con ngươi thần sắc kinh ngạc, Thủy Tử Yên đắc ý nói, viên này hạt châu màu xanh lam là ông nội ta lúc trước tại một chỗ trong mộ cổ lấy được, này hạt châu màu xanh lam có thể áp chế thực lực của người tu luyện, hơn nữa trải qua này hạt châu màu xanh lam áp chế sau đó vậy thiên địa pháp tắc căn bản cảm ứng không ra, cho nên, lần này ta đương nhiên cũng muốn đi vào bên trong di tích rồi. Ngược lại, Thủy Tử Yên vẻ mặt lại trở nên ngưng trọng lên, nói ra, Giang Tuấn Hoa ca ca Giang Tuấn Thiên cũng muốn đi vào trong di tích, này Giang Tuấn Thiên thực lực tại thần niệm cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ, lần này trừ ta ra, Thủy gia tiến vào trong di tích người liền muốn thuộc thực lực của hắn mạnh nhất rồi. Ngươi vừa vặn để Giang Tuấn Hoa bộ mặt tận ném, ngươi tiến vào di tích sau nhất định phải cẩn thận Giang Tuấn Thiên người này, đương nhiên tỷ tỷ ta mãi mãi cũng là đứng ở ngươi bên này. Này trong nhà gỗ có hai cái gian phòng, người hôm nay sẽ ngủ ở trong phòng của ta đi. Ta cùng Mộng Hàm tại trong một cái phòng chen một chút. Thủy đại tiểu thư, Diệp Thần Phong vừa vặn muốn nói chuyện, hắn liền nghênh đón Thủy Tử Yên lúc thì trắng mắt, hắn lập tức sửa lời nói, được, tỷ tỷ, vậy ta liền cảm ơn ngươi. Khi nghe đến Diệp Thần Phong gọi tỷ tỷ mình sau, Thủy Tử Yên trên mặt mới xem như là lại khôi phục nụ cười. Mà Thủy Mộng Hàm rời đi nhà gỗ sau, người chuẩn bị đi xem Giang Tuấn Hoa tình huống, nhưng tại người mới vừa đi tới Giang Tuấn Hoa ở nhà gỗ trước, Giang Tuấn Hoa liền nổi giận đùng đùng từ trong nhà gỗ đi ra. Giang Tuấn Hoa vừa vặn là tắm một cái, đem y phục trên người toàn bộ đã đổi, hắn là càng nghĩ càng tức giận. Hắn hận không thể lập tức đem Diệp Thần Phong cho băm thành tám mảnh rồi. Giang Tuấn Hoa đang nhìn đến Thủy Mộng Hàm sau, dưới chân hắn bước chân ngừng lại, giải thích, Mộng Hàm, vừa nãy là ta nhất thời bất cẩn rồi, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ giúp ngươi dạy cái kia chó ghẻ, ta sẽ để hắn hối hận đi tới trên thế giới này. Thủy Mộng Hàm nhìn thấy Giang Tuấn Hoa khoa khoa mà nói bộ dáng, lông mày của nàng là không kiềm hãm được nhíu nhíu, quát lên, Giang Tuấn Hoa, ngươi mới là chó ghẻ đây.
Cả nhà ngươi đều là chó ghẻ. Diệp đại ca có thể chiến thắng ngươi, này là chuyện đương nhiên, ngươi nếu như còn dám gây sự với Diệp đại ca, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyên bản Giang Tuấn Hoa muốn tại Thủy Mộng Hàm trước mặt tỏ một chút thái, thuận tiện cứu vãn một cái vừa vặn uất ức hình tượng, nhưng Giang Tuấn Hoa không nghĩ tới chính mình trực tiếp sẽ bị Thủy Mộng Hàm chửi mắng một trận, này làm cho hắn sắc mặt khó coi hỏi, Mộng Hàm, ai là Diệp đại ca? Lẽ nào ngươi nói là vừa vặn con kia chó ghẻ? Giang Tuấn Hoa, ngươi còn dám nói, nếu như Diệp đại ca là chó ghẻ, như vậy ngươi Giang Tuấn Hoa tính là gì? Ngươi ngay cả Diệp đại ca một đầu ngón tay cũng so không hơn, ta đã cùng Diệp đại ca nói xin lỗi, ta khuyên ngươi cũng lập tức cho Diệp đại ca đi xin lỗi. Thủy Mộng Hàm khí thế hung hăng khẽ kêu nói. Giang Tuấn Hoa có phần choáng váng rồi, vừa vặn Thủy Mộng Hàm chả không phải phi thường không ưa Diệp Thần Phong đấy sao? Làm sao mới một hồi thời gian, Thủy Mộng Hàm liền trái một câu Diệp đại ca? Phải một câu Diệp đại ca? Mộng Hàm, ngươi làm cái gì vậy? Lẽ nào ngươi được cái kia chó ghẻ cho tưới súc sao? Lẽ nào ngươi cũng thích cái kia chó ghẻ? Giang Tuấn Hoa bàn tay thật chặt nắm thành quyền đầu, phải biết Thủy Mộng Hàm là hắn ưa thích nữ nhân, hắn tuyệt đối không cho phép những người khác đụng chạm rồi. Thủy Mộng Hàm nghe được Giang Tuấn Hoa lại vẫn dám xưng hô của nàng Diệp đại ca vì chó ghẻ, này làm cho sắc mặt của nàng có chút lạnh xuống, quát lên, Giang Tuấn Hoa, ta thích ai, ngươi quản được sao? Bất quá! Ta có thể nói thật cho ngươi biết, ta chính là yêu thích Diệp đại ca rồi, về sau chú ý ngươi nói với Diệp đại ca lời nói thái độ, ta muốn cho Diệp đại ca đi nắn bả vai rồi. Cho Diệp đại ca nắn bả vai. Nhìn xem Thủy Mộng Hàm phẫn nộ rời đi bóng lưng, Giang Tuấn Hoa cảm giác mình là đang nằm mơ, hơn nữa là một cái cực kỳ không chân thực mộng, hắn biết tại toàn bộ Thủy gia, liền nước gia gia chủ, chính là Thủy Mộng Hàm gia gia. Căn bản cũng không hưởng thụ được Mộng Hàm nắn bả vai đãi ngộ, Thủy Mộng Hàm làm sao có khả năng cho mới vừa quen Diệp Thần Phong nắn bả vai. Nhưng hiện thực liền đặt tại Giang Tuấn Hoa trước mặt, này làm cho Giang Tuấn Hoa không chấp nhận cũng phải tiếp nhận rồi, bên trong thân thể của hắn lửa giận là liên tục tăng lên, một đôi con mắt bên trong phảng phất đều phải phun ra lửa đến rồi. Màn đêm từ từ chậm lại. Nguyên bản đi quan sát tất cả đại cao thủ mở ra di tích kết giới người cũng đều trở về. Giang Tuấn Hoa chỗ ở bên trong gian phòng. Giờ khắc này ngoại trừ đầy mặt tức giận Giang Tuấn Hoa bên ngoài, tại Giang Tuấn Hoa đối diện chả ngồi một cái cùng hắn giống nhau đến mấy phần thanh niên. Tên thanh niên này chính là Giang Tuấn Hoa thân ca ca Giang Tuấn Thiên rồi, một thân thực lực tại thần niệm cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ tầng thứ. Giang Tuấn Hoa ngoại trừ không có đem chính mình đồ cướp đái hắn phun sự tình nói cho Giang Tuấn Thiên bên ngoài, hắn đem những chuyện khác đều từng chút cho Giang Tuấn Thiên tự thuật một lần. Giang Tuấn Thiên đang nghe xong đệ đệ mình Giang Tuấn Hoa tự thuật sau đó sắc mặt của hắn là hoàn toàn trở nên âm trầm, không tính tuấn lãng trên mặt tránh qua một vệt vẻ tàn nhẫn, hỏi, ngươi nói Tử Yên dĩ nhiên chủ động kéo tiểu tử kia cánh tay. Hơn nữa còn phi thường giữ gìn tiểu tử kia. Sau liền ngay cả Mộng Hàm cũng say mê tiểu tử kia. Còn nói muốn làm tiểu tử kia nữ nhân. Ca, đúng, ngươi nói chúng ta có phải không nghĩ biện pháp đừng cho hắn tiến vào trong di tích. Giang Tuấn Hoa một mặt không cam lòng nói ra. Tại sao không cho hắn tiến vào di tích? Huống hồ ngươi và hắn trong lúc đó trước đó đánh cược đâu, ngươi đã thua bởi hắn một cái danh ngạch, chúng ta liền để hắn tiến vào trong di tích. Hơn nữa còn muốn cho hắn phi thường thuận lợi tiến vào trong di tích, chỉ cần hắn tiến vào trong di tích mặt, ta muốn giết chết hắn cơ hội liền nhiều vô cùng rồi, đây không phải rất tốt sao? Giang Tuấn Thiên khóe miệng hiện lên một vệt hung tàn nụ cười. Nghe vậy, Giang Tuấn Hoa cũng lập tức phản ứng lại, đúng, chúng ta muốn cho tiểu tử kia thuận lợi tiến vào trong di tích, chúng ta muốn cho hắn trực tiếp chết ở trong di tích mặt. Được rồi, chỉ cần đi vào di tích. Tiểu tử kia căn bản không đáng sợ, chúng ta có rất nhiều cơ hội giải quyết hắn, lần này chúng ta quan trọng nhất là có thể tại trong di tích đạt được so với người khác càng nhiều hơn chỗ tốt, chỉ cần chúng ta có thể nhất phi trùng thiên, đến lúc đó Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm chả không phải chúng ta hai huynh đệ cái đấy sao? Giang Tuấn Thiên cười nói, trong con ngươi tốc biến một vệt thần sắc tham lam. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1343, Linh Mạch, vận khí thật tốt. Hai ngày sau, Bắc Vực Hoang Mạc di tích kết giới, tại đa số cao thủ liên hợp dưới, rốt cuộc lại được mở ra một đạo lỗ hổng.
Tại di tích mở ra trong nháy mắt, Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm các loại thủy gia người liền lập tức biết rồi, Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm mang theo Diệp Thần Phong hướng về di tích địa phương tiến đến. Tại trong hai ngày này không có bất kỳ người nào tới tìm Diệp Thần Phong phiền phức, mà Thủy Mộng Hàm nhưng là cả ngày quấn lấy Diệp Thần Phong, một hồi muốn cho Diệp Thần Phong dạy nàng thuật luyện khí, một hồi lại muốn Diệp Thần Phong làm nam nhân của nàng, chả mỗi ngày rút ra một quãng thời gian cho Diệp Thần Phong nắn bả vai, này làm cho Diệp Thần Phong là vừa thống khổ, lại hưởng thụ. Tại Diệp Thần Phong, Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm đến di tích lối vào lúc, còn lại tứ đại tông môn bên trong người cũng đều đã đến đông đủ, còn có 20 tên có thể tiến vào trong di tích tán tu cũng đều trình diện rồi. Mỗi cái giữa các môn phái đều cách xa nhau một khoảng cách, Diệp Thần Phong thô sơ giản lược quét mắt một lần, hắn phát hiện lần này tiến vào trong di tích người, thực lực cao nhất cũng chỉ có thần niệm cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ, không có bất kỳ một tên thần niệm cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong cao thủ, dù sao thực lực một khi đến thần niệm cảnh nhị trọng thiên, liền sẽ được trong di tích pháp tắc đánh chết. Mà mỗi cái trong di tích đều có không sai cơ duyên, vạn nhất thần niệm cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong cao thủ, tại trong di tích không cẩn thận đột phá một cái tiểu tầng thứ, cái kia thật là tự xui xẻo thúc dục, cho nên, các đại môn phái cũng sẽ không khiến thần niệm cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong đệ tử tiến vào chỗ này trong di tích rồi. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn Âm Minh Tông vị trí, hắn nhìn thấy Giang Mạc Thiên là chỉ cao khí ngang đứng ở Tống Xuân Mi bên cạnh. Mà Tống Xuân Mi thỉnh thoảng dặn dò Giang Mạc Thiên một ít chuyện, này làm cho Diệp Thần Phong lông mày vi vi ngưng ngưng. Ngược lại, Diệp Thần Phong lại nhìn một cái Hàn Băng Tông vị trí, hắn tại Hàn Băng Tông trong đám người thấy rõ ràng Ninh Tuyết Ni nha đầu này thân ảnh, xem ra Hàn Băng Tông con gái của Tông chủ Ninh Tuyết Ni cũng muốn đi vào chỗ này trong di tích rồi. Làm Diệp Thần Phong thu hồi ánh mắt thời điểm, hắn phát hiện ngoại trừ Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm bên ngoài. Còn lại thủy gia người đều nhìn chằm chằm theo dõi hắn, đặc biệt là Giang Tuấn Thiên cùng Giang Tuấn Hoa cái này hai cái huynh đệ, bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần Phong trong ánh mắt ẩn hàm sát ý. Oanh, một tiếng. Tại tất cả mọi người trước mặt cách đó không xa địa phương bỗng nhiên cát đá tung tóe, tại xa địa bên trong xuất hiện một cái đen ngòm vòng xoáy. Theo, cái hắc động này động vòng xoáy xuất hiện, liền ngay cả bầu trời bên trong Thái Dương cũng biến thành mờ đi mấy phần. Đứng ở Diệp Thần Phong cùng Thủy Tử Yên đám người trước mặt một tên trên người mặc trường sam màu xám lão giả. Hắn đang nhìn đến đen ngòm vòng xoáy xuất hiện sau đó thần sắc hắn nghiêm túc nói, cái này vòng xoáy chính là di tích lối vào, các ngươi chờ sẽ trực tiếp nhảy vào cái này vòng xoáy trong, các ngươi là có thể đến trong di tích mặt. Tên này trên người mặc trường sam màu xám lão giả, trên người hắn khí độ bất phàm, một đôi mắt là thần hái sáng láng, hắn chính là Thủy gia tứ trưởng lão Lôi Vô Niệm. Một thân thực lực tại tạo hóa cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ tầng thứ, đồng dạng hắn cũng là lần này thủy gia người dẫn đầu, này Lôi Vô Niệm thuộc về nước gia gia chủ phe phái. Nếu như là thần niệm cảnh nhất trọng thiên trở lên cao thủ nhảy vào này trong nước xoáy, như vậy bọn hắn sẽ trực tiếp được cái này vòng xoáy lập tức cho nát tan. Lôi Vô Niệm tiếp tục nói, căn cứ ở đây các đại môn phái cao thủ suy đoán. Các ngươi tuy rằng có thể cũng trong lúc đó nhảy vào vòng xoáy trong. Nhưng các ngươi có thể sẽ được phân tán tại trong di tích các góc, cho nên, các ngươi nhất định muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lần sau, đạo này tiến vào di tích lỗ hổng chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, hơn nữa các đại môn phái cao thủ đã xác định quá rồi, lần sau lại muốn mở ra đạo này lỗ hổng phải chờ nửa năm sau đó. Một khi, các ngươi tiến vào chỗ này trong di tích, các ngươi liền tất cần phải tại trong di tích chờ đủ nửa năm. Tại nửa năm này trong... Các ngươi không riêng yếu đối mặt trong di tích hung hiểm, các ngươi chả phải đề phòng những môn phái khác bên trong đệ tử, tiến vào di tích này về sau, bọn hắn chính là của các ngươi kẻ địch rồi, bọn hắn hội nghĩ tất cả biện pháp giết chết các ngươi, nếu như các ngươi muốn sống, như vậy các ngươi cũng phải nghĩ tất cả biện pháp giết bọn hắn. Trong di tích chết đi, các đại môn phái cũng sẽ không truy cứu, đây là chúng ta trước đó đạt thành nhận thức chung. Tại Lôi Vô Niệm dứt tiếng sau đó Thủy Tử Yên trong tay xuất hiện một khối hình trăng lưỡi liềm ngọc bội, người đem ngọc bội đưa cho Diệp Thần Phong, nói ra, đệ đệ, ngọc bội kia chính là chúng ta thủy gia dòng chính nhất mạch thân phận tượng trưng, ta cùng muội muội ta trên người đều còn có một khối, chỉ cần chúng ta tại trong phạm vi trăm dặm, chúng ta đều có thể thông qua ngọc bội cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Nghe thế hình trăng lưỡi liềm ngọc bội công hiệu sau đó Diệp Thần Phong là thản nhiên thu về đến. Một bên Thủy Mộng Hàm lôi kéo Diệp Thần Phong cánh tay,
Phùng lên miệng nói ra, Diệp đại ca, các loại tiến vào trong di tích rồi, ta nhất định sẽ trước tiên tìm tới ngươi. Tại Thủy Tử Yên nói chuyện với Thủy Mộng Hàm giữa, Âm Minh Tông người đã là không kịp chờ đợi lần lượt lọt vào trong nước xoáy, Thủy gia tứ trưởng lão Lôi Vô Niệm, hắn nói ra các ngươi cũng đều đi thôi. Lôi Vô Niệm tha cho có thầm ý liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, nếu Diệp Thần Phong là Thủy Tử Yên cùng bạn của Thủy Mộng Hàm, mà hắn lại là nước gia gia chủ phe phái, hắn đương nhiên sẽ không ngăn trở Diệp Thần Phong tiến vào trong di tích được rồi. Bất quá, hắn nhìn ra được Giang Tuấn Thiên đám người đối Diệp Thần Phong tràn đầy sát ý, mà Diệp Thần Phong lại chỉ có hợp biển cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ tầng thứ, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong tiến vào trong di tích tám thành là giữ nhiều lành ít. Diệp Thần Phong, Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm đi tới đen ngòm vòng xoáy trước, còn lại Thủy gia đệ tử là hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Diệp Thần Phong. Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm là Thủy gia tất cả đại đệ tử trong lòng nữ thần, lại mà lần này lại bị Diệp Thần Phong chiếm đi một cái tiến vào di tích danh ngạch, cho nên Diệp Thần Phong thuận lý thành trương đã trở thành Thủy gia đệ tử cái đinh trong mắt rồi. Đệ đệ, tiến vào di tích sau, ngươi nhất định phải chính mình cẩn thận, nếu như gặp phải Giang Tuấn Thiên liền lập tức tránh đi, ta sẽ mau chóng cùng ngươi hội hợp. Giờ khắc này, Thủy Tử Yên trên người thực lực cũng bị hạt châu màu xanh lam áp chế đã đến thần niệm cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ rồi. Theo Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm nhảy vào đen ngòm trong nước xoáy, Diệp Thần Phong cũng không chút do dự nhảy tiến vào. Đang nhảy vào vòng xoáy trong nháy mắt, Diệp Thần Phong cảm giác thân thể của mình tại không ngừng mà theo vòng xoáy xoay tròn, hơn nữa tốc độ xoay tròn tại càng lúc càng nhanh, để Diệp Thần Phong cảm giác linh hồn của chính mình cùng thân thể yếu chia lìa bình thường. Ước chừng sau một phút, trời đất quay cuồng cảm giác biến mất rồi, Diệp Thần Phong nguyên bản lơ lửng giữa trời hai chân cũng dẫm thực rồi, khi hắn chậm rãi mở hai mắt ra thời điểm, đập vào mi mắt là một chỗ âm trầm sơn cốc, trên đỉnh đầu bầu trời không có thái dương, cũng không có mặt trăng, bất quá, lại là có vẻ phá lệ sáng sủa. Diệp Thần Phong biết mình là thuận lợi tiến vào trong di tích. Đang quan sát xong sáng sủa bầu trời sau đó Diệp Thần Phong cảm giác chỗ này trong sơn cốc linh khí so với bên ngoài nồng nặc gấp mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần, khi hắn cúi đầu nhìn về phía dưới chân lúc, con người của hắn vi vi co rụt lại, chỉ thấy dưới chân hắn trong lòng đất khảm nạm một khối lại một khối màu đen linh thạch thượng phẩm, cả cái sơn cốc trong lòng đất đều bị linh thạch thượng phẩm cho che kín. Linh mạch, dĩ nhiên là linh mạch, nơi này tối thiểu có 6 triệu linh thạch thượng phẩm. Chính lúc Diệp Thần Phong được trong sơn cốc vô số linh thạch thượng phẩm khiếp sợ thời điểm, một đạo phảng phất như phát điên thanh âm từ sau lưng hắn vang lên. Diệp Thần Phong lập tức chuyển qua thân thể, ánh vào hắn trong tầm mắt là một gã ăn mặc trường sam màu đen đàn ông trung niên, tên này đàn ông trung niên ngực trên y phục thêu một cái nho nhỏ nước chữ, xem ra tên này đàn ông trung niên chính là Thủy gia đệ tử. Tên này đàn ông trung niên vừa vặn được sơn cốc khắp nơi linh thạch thượng phẩm hấp dẫn. Hắn cũng không hề chú ý tới Diệp Thần Phong, mà ở Diệp Thần Phong nhìn về phía hắn thời điểm, hắn mới phát hiện trong sơn cốc còn có một người. Làm này đàn ông trung niên nhìn thấy Diệp Thần Phong tướng mạo lúc, hắn khuôn mặt lộ ra cực kỳ điên cuồng nụ cười, tự nhủ xem ra vận khí của ta thật đúng là tốt vô cùng đây. Tiểu tử, người lợi dụng Thủy Đại Tiểu Thư cùng nước Nhị Tiểu Thư quan hệ, cướp đi Giang Thiếu gia danh ngạch, để ta nguyên bản cũng có thể tiến vào trong di tích. Nhưng cũng là bởi vì ngươi, đệ ta chỉ có thể thanh danh ngạch nhường cho Giang Thiếu gia. Dĩ nhiên để ta và ngươi được truyền tống đến cùng một nơi, ngươi nói vận khí của ta phải hay không rất tốt. Này linh mạch linh thạch đều là ta Hoa Dương trắng một người, mà ngươi lập tức liền sẽ chết trong tay ta rồi. Diệp Thần Phong tại cảm thấy được trước mặt tên này gọi Hoa Dương trắng đàn ông trung niên, chỉ có hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực sau, trên mặt hắn vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Cười lạnh nói, gặp phải ngươi loại rác rưởi này, số may hẳn là ta mới đúng. Nếu đối phương muốn giết chết Diệp Thần Phong, như vậy Diệp Thần Phong cũng là không cần thiết cùng Hoa Dương trắng khách khí. Chương 1344, lại đột phá. Di tích bên trong, bầu trời sáng sủa chói mắt. Nơi nào đó che kín linh thạch thượng phẩm trong sơn cốc. Linh khí đem cả cái sơn cốc đều tràn ngập đầy. Có thể là bởi nơi này linh khí phi thường nồng nặc duyên cớ, tại rất nhiều trong góc đều dài đầy bất đồng linh thảo. Diệp Thần Phong cùng Hoa Dương chơi cách khoảng 50 mét, hai người là mặt đối mặt đứng đấy, Hoa Dương trắng thuộc về Thủy gia đại trưởng lão người, mà Giang Tuấn Thiên cùng Giang Tuấn Hoa khi tiến vào di tích trước đó,
bọn hắn từng căn dặn còn lại Thủy gia đệ tử, một khi tại trong di tích gặp phải Diệp Thần Phong, có thể giết chết không cần luận tội. Giang Tuấn Hoa bởi vấn đề mặt mũi, hắn không có nói với Giang Tuấn Thiên mình là thảm bại tại Diệp Thần Phong trong tay, mà là nói Diệp Thần Phong đùa nghịch ra thủ đoạn mới thắng hắn. Đương nhiên, Giang Tuấn Thiên cũng sẽ không có hoài nghi, dù sao Diệp Thần Phong mới chỉ là hợp biển cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ thực lực, mà Giang Tuấn Hoa nhưng có hợp biển cảnh nhị trọng thiên trung kỳ thực lực. Cho nên, theo Giang Tuấn Thiên nếu như không phải Diệp Thần Phong đùa nghịch ra thủ đoạn, Diệp Thần Phong căn bản không khả năng chiến thắng đệ đệ của hắn. Đương nhiên ngày đó ở đây mặt khác ba tên Thủy gia đệ tử, bọn hắn tại Giang Tuấn Hoa uy hiếp dưới, bọn hắn cũng không dám thanh Giang Tuấn Hoa rèm pha nói ra ngoài. Hoa Dương Trắng khi nghe đến Diệp Thần Phong ngông cuồng tự đại lời nói sau, nụ cười trên mặt hắn trở nên dữ tợn lên, trong ánh mắt đối Diệp Thần Phong là tràn đầy khinh thường, quát lên, tiểu tử, ngươi lại dám nói ta là rác rưởi. Này không có Thủy đại tiểu thư cùng nước nhị tiểu thư che chở ngươi. Sau đó ngươi thì sẽ biết ai mới thật sự là rác rưởi. Diệp Thần Phong một mặt không sao cả nói ra, nếu như ngươi bây giờ lập tức cút cho ta lời nói, như vậy xem ở Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm trên mặt mũi, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Ha ha ha, Hoa Dương Trắng phảng phất nghe được trên thế giới này buồn cười nhất chuyện cười, trên người hắn mênh mông khí thế không ngừng nhấp nhô, dưới chân bước chân đột nhiên bước ra. Thân ảnh của hắn liền trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt, bao hàm mãnh liệt khí thế quả đấm, như mãnh hổ xuống núi bình thường thế như trẻ che hướng về Diệp Thần Phong ngực đập tới. Một quyền này, Hoa Dương Trắng không chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ, cho dù không phải là bởi vì Diệp Thần Phong, đệ đệ hắn không cách nào tiến vào trong di tích, bởi vì nơi này trong sơn cốc khắp nơi linh thạch thượng phẩm. Hắn cũng nhất định muốn giết Diệp Thần Phong, hắn yếu độc chiếm chỗ này sơn cốc hết thảy linh thạch. Tại Hoa Dương khinh thường bên trong, này mấy trăm vạn linh thạch thượng phẩm. Là hắn mười mấy đời, thậm chí là mấy chục đời cũng không cách nào tích góp, nếu như có thể đem nơi này linh thạch toàn bộ chiếm làm của riêng, như vậy chờ hắn rời đi chỗ này di tích sau. Cho dù không nước động ra, hắn đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Diệp Thần Phong nhìn thấy Hoa Dương Trắng vừa ra tay chính là sát chiêu, trên mặt của hắn cũng trong nháy mắt che kín sát cơ. Nắm tay phải tấn mãnh văng ra ngoài, đón nhận Hoa Dương Trắng bén nhọn nắm đấm. Một tiếng. Tại Hoa Dương Trắng quả đấm cùng Diệp Thần Phong quả đấm lẫn nhau đụng vào nháy mắt, Diệp Thần Phong nắm đấm bên trong sức mạnh như mãnh liệt như thủy triều, tấn mãnh bạo phát ra. Này làm cho nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm Hoa Dương Trắng sắc mặt kịch biến, hắn chỉ cảm thấy vung đi ra nắm đấm tê dại một hồi. Từ Diệp Thần Phong nắm đấm có lực lượng truyền đến từ trên đó dĩ nhiên cùng hắn không phân cao thấp. Này làm cho dưới chân hắn bước chân là lui về phía sau hai bước. Tại Hoa Dương Trắng lui về phía sau đồng thời, Diệp Thần Phong bước chân cũng bị đẩy lui hai bước, bởi vậy có thể thấy được về mặt sức mạnh Diệp Thần Phong cùng Hoa Dương Trắng tại sàn sàn với nhau. Hoa Dương Trắng một đôi con mắt hung tàn nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Trên mặt là vẫn không có tản đi vẻ khiếp sợ. Nói ra, không thể, ngươi mới hợp biển cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ thực lực, ngươi về mặt sức mạnh làm sao có khả năng cùng ta ngang hàng. Thấy Diệp Thần Phong không hề trả lời ý của mình, Hoa Dương Trắng trong tay phải bạch quang lóe lên, hắn đem sau lưng một cái trường kiếm màu trắng rút ra, mũi kiếm nhắm ngay Diệp Thần Phong, quát lên, tiểu tử, ngươi không cần quá đắc ý, ta am hiểu là kiếm pháp. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, tay phải của hắn nắm chặt rồi hắc huyền kiếm chui kiếm. Hắn cũng đột nhiên đem hắc huyền kiếm cho rút ra, to lớn hắc huyền kiếm làm cho Diệp Thần Phong bốn phía khí lưu trở nên hơi hỗn loạn rồi, hắn bình thản nói ra, như vậy ngươi sẽ chết càng tăng nhanh hơn. Hoa Dương nhìn không đến Diệp Thần Phong trong tay cầm một cái cồng kềnh vô cùng cự kiếm, cái kia phách lối dáng vẻ khiến hắn khóe mắt cơ bắp vi vi co quắp, hắn giữ tợn quát lên, muốn cùng ta so đấu kiếm pháp. Ta xem ngươi còn chưa đủ tư cách. Cầm trong tay trường kiếm màu trắng Hoa Dương Trắng. Hắn gión mũi chân, bóng người lần thứ hai hướng về Diệp Thần Phong lao đi rồi. Mà Diệp Thần Phong trong cơ thể hàn băng kiếm ý hơi động, hắc huyền kiếm trên thân kiếm lập tức tản ra uy nghiêm đáng sợ hàn khí, hắn đem hắc huyền kiếm nhanh chóng hướng về Hoa Dương Trắng vung ra ngoài, nhiệt độ chung quanh nhất thời giảm xuống một ít, một đạo dài hơn 2 mét lạnh lẽo kiếm khí hướng về Hoa Dương Trắng bay đi. Đang hướng Diệp Thần Phong lướt đi qua Hoa Dương Trắng. Hắn nhìn xem Diệp Thần Phong cả người khí chất trở nên phảng phất là một thanh lợi kiếm rồi,
lại nhìn tới cái kia hướng về tự bay bắn mà đến dài hơn 2 mét kiếm khí, dưới chân hắn bước chân là vội vội vàng vàng lui về, trên mặt cuối cùng là hiện lên vẻ hoảng sợ, hắn không nghĩ tới trước mặt tên tiểu tử này, dĩ nhiên lĩnh ngộ hiếm thấy kiếm ý. Hoa Dương Trắng lùi về sau tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng đạo kia dài hơn 2 mét kiếm khí nhanh hơn hắn, tại muốn tránh cũng không được dưới tình huống, Hoa Dương Trắng đem trong tay trường kiếm màu trắng chắn trước mặt mình. Hắn trong gân mạch linh khí dòng sông là lao nhanh tới cực điểm, tại thân thể hắn bốn phía tạo thành một tầng do linh khí ngưng tụ màu trắng màng bảo hộ. Bạch, một tiếng. Diệp Thần Phong kiếm khí trực tiếp đem Hoa Dương Trắng quanh thân màng bảo hộ cho rạch ra, chi. Một tiếng, đâm nhói màng tai thanh âm vang vọng tại trong không khí. Chỉ thấy Diệp Thần Phong tia kiếm khí kia bổ vào Hoa Dương Trắng trường kiếm trong tay trên thân kiếm. Trường kiếm màu trắng thân kiếm trong nháy mắt được chém đi xuống hơn một nửa, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ gãy vỡ bình thường. Hoa Dương Trắng đang nhìn đến Diệp Thần Phong tia kiếm khí này cuối cùng là biến mất rồi, sau đó miệng hắn bên trong là sâu đậm thở ra một hơi, cái trán cùng trên gương mặt đã sớm là bị rậm rạp chằng chịt mồ hôi cho che kín. Làm Hoa Dương Trắng lần nữa nhìn về phía Diệp Thần Phong thời điểm, trong lòng của hắn đã sinh ra ý lui. Hắn biết mình khả năng không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong, hắn nói ra tiểu tử, còn như vậy tiếp tục đánh, chúng ta chỉ biết lưỡng bại câu thương, không bằng chúng ta tạm thời đình chiến, mà bên trong thung lũng này linh thạch, chúng ta mỗi người một nửa, ngươi thấy thế nào? Cầm trong tay Hắc Huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn đối với Hoa Dương Trắng nói là phỏng theo như không nghe thấy, trong cơ thể hắn hàn băng kiếm ý lần nữa chuyển động, lúc này chỉnh thanh Hắc Huyền kiếm đều bị màu trắng sương mù cho bao phủ lại rồi. Diệp Thần Phong nhìn xem Hoa Dương nói vô ích nói, ta vừa vặn đã cho ngươi lăn cơ hội rồi, đáng tiếc ngươi không có quý trọng, sống sót cơ hội, không có lần thứ hai. Diệp Thần Phong lần thứ hai vung ra tay bên trong Hắc Huyền kiếm, Long Tường Cửu Thiên. Thấy Diệp Thần Phong không có nghe lấy ý kiến của mình, Hoa Dương bạch mâu tử ngưng lại, không thèm đến xỉa quát lên, tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Nhưng mà, tại Hoa Dương bạch thoại âm vừa vặn hạ xuống xong. Từ Diệp Thần Phong trong tay Hắc Huyền kiếm bên trong nhảy ra một cái màu trắng cự long, này cự long hung mãnh hướng về Hoa Dương Trắng bay lượn tới. Hoa Dương Trắng đang nhìn đến màu trắng cự long sau, trên người của hắn chiến ý nhất thời hoàn toàn không có, đến giờ phút này rồi, hắn cuối cùng là biết chọc Diệp Thần Phong là một kiện buồn cười dường nào sự tình rồi, nhưng xuất hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi, màu trắng cự long trong nháy mắt đem cả người hắn nuốt mất rồi. Tại bạch sắc cự long đem Hoa Dương Trắng nuốt hết sau đó Diệp Thần Phong tiện tay đem Hắc Huyền kiếm thả lại trên lưng. Tại bạch sắc cự long bao phủ dưới, Hoa Dương Trắng thân thể là không ngừng được cắn nát thành thịt băm, đợi đến màu trắng cự long biến mất sau đó Hoa Dương Trắng nửa người trên toàn bộ biến thành thịt băm rồi, thi thể của hắn an tĩnh nằm ở trên mặt đất. Mà chính lúc Diệp Thần Phong tầm mắt muốn từ Hoa Dương Trắng tay thượng rời đi thời điểm. Từ Hoa Dương Trắng trên thi thể nhanh chóng tràn ra nhất cổ tinh khiết mà nồng nặc năng lượng, tại Diệp Thần Phong chả chưa kịp phản ứng thời khắc, này cỗ nồng nặc năng lượng liền đột nhiên chui vào bên trong thân thể của hắn. Này làm cho Diệp Thần Phong căn bản không có bất kỳ chuẩn bị tư tưởng, tại Hoa Dương Trắng thân trong cơ thể năng lượng toàn bộ xông vào Diệp Thần Phong trong cơ thể sau, nguồn năng lượng này rất nhanh tiến vào Diệp Thần Phong trong gân mạch, đang nhanh chóng cùng hắn trong gân mạch linh khí dòng sông dung hợp. Diệp Thần Phong lập tức ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, hắn nhất định muốn nhanh chóng tiêu hóa nguồn năng lượng này, bằng không tại nguồn năng lượng này xông tới dưới, trong cơ thể hắn gân mạch nhất định sẽ không thể chịu đựng. Diệp Thần Phong không ngừng khởi động trong cơ thể linh khí dòng sông, đem thần huyết quyết cùng ma thiên quyết luân phiên vận chuyển, cực kỳ nhanh chóng dung hợp Hoa Dương Trắng trong cơ thể nguồn năng lượng này. Đại ước sau 20 phút, oanh, oanh, liên tiếp 2 tiếng. Diệp Thần Phong đem nguồn năng lượng này là thuận lợi dung hợp tiến trong cơ thể của mình rồi, mà ở hoàn toàn dung hợp nháy mắt, Diệp Thần Phong trong cơ thể hợp biển cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ thật khí thế lần thứ hai đi lên kéo lên, hắn thuận lợi khóa nhập nhất trọng thiên đỉnh phong, nhưng mà, tại nhất trọng thiên đỉnh phong vẫn không có dừng hẳn, thực lực của hắn lại khóa nhập nhị trọng thiên sơ kỳ, cuối cùng vững vàng đứng tại hợp biển cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ tầng thứ. Chương 1345, tình thế. Săn giết hành động. Hô! Một ngụm chọc khí từ Diệp Thần Phong trong miệng chậm rãi phun ra, trên người hắn tản mát ra hợp biển cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ thật khí thế, khi hắn mở mắt nháy mắt, trong khoảnh khắc toàn bộ nội liễm trở về bên trong thân thể của hắn.
Ngồi xếp bằng tại do linh thạch thượng phẩm xếp thành trên mặt đất Diệp Thần Phong, hắn cảm thụ trong gân mạch càng thêm lao nhanh linh khí dòng sông, lông mày của hắn không kiềm hãm được ngưng lên, hồi tưởng mới vừa từ hoa dương trắng trên thi thể tràn vào hắn trong cơ thể năng lượng, tại triệt để dung hợp nguồn năng lượng này sau, Diệp Thần Phong dĩ nhiên trực tiếp từ hợp biển cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ, liên tiếp đột phá đến hợp biển cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ. Như thế chuyện quái dị, này làm cho Diệp Thần Phong là nghĩ mãi mà không ra, hắn không nghĩ ra hoa dương trắng trong thi thể nồng nặc năng lượng vì sao lại chủ động tràn vào trong thân thể của hắn. Nhưng mà, tại Diệp Thần Phong vắt hết óc thời điểm, bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm vang lên, tiểu gia hỏa, chỗ này trong di tích thiên địa pháp tắc vô cùng quỷ dị, căn cứ vừa mới phát sinh ở trên người ngươi sự tình, giả như ta không có suy đoán lỗi, nếu như ngươi tại chỗ này trong di tích đem những người khác giết đi, như vậy những người khác trong cơ thể một nửa năng lượng hội tràn vào trong cơ thể của ngươi, mà nửa kia sẽ bị nơi này thiên địa pháp tắc cho hấp thu. Vừa vặn người kia có hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực, hắn trong cơ thể năng lượng có thể làm cho ngươi đột phá hai cái tiểu tầng thứ, này cũng chẳng có gì lạ rồi. Lão Bạch, chiếu ngươi nói như vậy, ta lần sau lại giết còn lại tiến vào trong di tích người, bên trong cơ thể của bọn họ một nửa năng lượng vẫn là hội tràn vào trong thân thể của ta. Đang nghe xong bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh suy đoán sau đó Diệp Thần Phong nhịp tim nhất thời thêm nhanh hơn một chút, nếu như bóng trắng người suy đoán không sai. Như vậy cho dù chỗ này trong di tích không có bất kỳ cơ duyên, trống trơn là này đặc biệt thiên địa pháp tắc. Là hắn có thể đủ ở nơi này điên cuồng tăng cao thực lực rồi, phải biết lần này tiến vào trong di tích nhưng là có trọn vẹn 95 người. Đương nhiên Diệp Thần Phong không phải là một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Thế nhưng chỗ này di tích thiên địa pháp tắc khủng bố những người khác cũng sớm muộn sẽ phát hiện, đến lúc đó những người khác chủ động đối Diệp Thần Phong động thủ, như vậy Diệp Thần Phong cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nghĩ đến đây lần tiến vào trong di tích, thực lực thấp nhất người cũng có hợp biển cảnh nhất trọng thiên, nếu như Diệp Thần Phong giải quyết hết một nửa người, e sợ khiến hắn đột phá đến thần niệm cảnh cũng không thành vấn đề. Khụ khụ, nghe được Diệp Thần Phong đối với mình xưng hô. Bóng trắng người là mất tự nhiên ho khan hai tiếng, nói ra tiểu gia hỏa, có thể hay không thay cái xưng hô với ta. Còn có ta biết ngươi ý nghĩ trong lòng, nơi này thiên địa pháp tắc xác thực đối với ngươi có phi thường trợ giúp cực lớn, nhưng ta luôn cảm giác nơi này vô cùng quỷ dị, ngươi vẫn cẩn thận một ít tuyệt vời. Nghe vậy, bóng đen người Giang Vận Thiên thanh âm cũng lập tức vang lên lên, tiểu tử. Ta cũng có loại phi thường dự cảm không tốt. Ta tổng cảm giác được nơi này cho ta một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, thậm chí mơ hồ để ta có chút bất an. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh lại nói, nguyên lai ngươi cũng có cái cảm giác này a hát. Cái này liền nói rõ cũng không phải ta đa tâm, từ khi tiến vào chỗ này di tích bắt đầu, của ta này sợi tàn hồn cũng bắt đầu run rẩy, loại bất an này thâm nhập linh hồn của ta. Diệp Thần Phong nghe được bóng trắng nhân hòa bóng đen người lo lắng. Hắn biết bóng trắng nhân hòa bóng đen nhân sinh trước, hẳn là nhân vật cường đại không gì sánh nổi, thậm chí ngay cả bọn hắn đều nói lời như vậy rồi, này làm cho Diệp Thần Phong thu hồi vui sướng tâm tình. Có thể là cảm nhận được Diệp Thần Phong tâm tình biến hóa, bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh tiếp tục nói tiểu gia hỏa. Đã đến rồi thì nên ở lại, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Chỉ cần ngươi thời khắc duy trì cảnh giác là được rồi, có hai chúng ta trong bóng tối phụ trợ ngươi. Tự coi như ngươi tiến vào hiểm địa, chúng ta cũng có biện pháp cho ngươi thoát hiểm. Bóng đen người Giang Vận Thiên cũng lập tức phụ họa nói, đúng, tiểu tử, vừa nãy là chúng ta lo lắng nhiều lắm, chỗ này di tích quả thực là vì ngươi mà chuẩn bị, ngươi có thể lợi dụng nơi này đặc thù thiên địa pháp tắc, đem thực lực nhanh chóng tăng lên rồi, lấy tình huống như vậy đến xem, ngươi cứu ra Âm Minh Tông bên trong tiểu nữ oa kia, đây không được bao lâu thời gian rồi. Bất quá! Lần này tiến vào trong di tích người, có rất nhiều thực lực đều tại ngươi bên trên, ngươi có săn giết những người khác tâm tư, những người khác nói không chắc cũng coi ngươi là thành con mồi, cho nên, ngươi đang hành động thời điểm nhất định muốn chú ý cẩn thận. Diệp Thần Phong đối với bóng đen người Giang Vận Thiên lời nói, trong lòng của hắn cũng là sâu sắc cảm thấy tán thành, ở bên ngoài cùng với Thủy Tử Yên, Thủy Mộng Hàm ở cùng một chỗ trong hai ngày. Diệp Thần Phong bước đầu hiểu được năm môn phái tiến vào chỗ này di tích đại khái thực lực, hắn biết mỗi môn phái đều an bài hai tên thần niệm cảnh nhất trọng thiên cao thủ lấy tư cách người dẫn đầu. Mượn tứ phẩm tông môn Thủy gia tới nói, người dẫn đầu chính là Thủy Tử Yên cùng Giang Tuấn Thiên rồi,
Thủy Tử Yên đem nguyên bản thần niệm cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thực lực, áp chế đã đến thần niệm cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, bởi vì Thủy Tử Yên chả không cách nào hoàn toàn khống chế song viên kia có thể áp chế thực lực hạt châu màu xanh lam, cho nên, người hoặc là chỉ có thể thanh thực lực áp chế càng thấp hơn, không cách nào đem thực lực áp chế ở nhất trọng thiên trung kỳ cùng hậu kỳ tầng thứ, cho nên, tại Thủy gia tiến vào trong di tích trong các đệ tử, ở bề ngoài là Giang Tuấn Thiên tên này thần niệm cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ người thực lực mạnh nhất. Mà tại đây năm cái trong tông môn, ngoại trừ Thủy gia là tứ phẩm tông môn bên ngoài, Vạn Nguyệt Các đồng dạng là tứ phẩm tông môn, Vạn Nguyệt Các tiến vào di tích hai tên người dẫn đầu cũng là một nam một nữ, nam tên là Lương Tả Ý, thực lực tại thần niệm cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ, nữ tên là Tô Băng Xoáy, thực lực tại thần niệm cảnh nhất trọng thiên trung kỳ. Này Vạn Nguyệt Các là một cái cực kỳ đặc thù tông môn, bởi vì cái này tông môn có hai cái tông chủ, bọn hắn vừa vặn là một đôi phu thê. Nam tông chủ phụ trách trưởng quản Vạn Nguyệt Các nam đệ tử, mà nữ tông chủ phụ trách trưởng quản Vạn Nguyệt Các nữ đệ tử. Về phần còn dư lại ba cái tông môn đều là ngũ phẩm tông môn, Âm Minh Tông hai cái người dẫn đầu chính là Tống Xuân Mi đệ tử Giang Mạc Thiên, cùng với Diệp Thần Phong ngày đó tại Hắc Phong Sơn Mạch bên trong nhìn thấy Vương Tiềm rồi, người trước tại thần niệm cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, người sau tại thần niệm cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ. Mà ngũ phẩm tông môn Hàn Băng Tông cùng Diệp Thần Phong cũng là khá có duyên phận, lúc trước Diệp Thần Phong nếu không phải là bị giam giữ tiến vào Hàn Băng Thánh Địa, hắn căn bản cũng không hội lĩnh ngộ Hàn Băng Kiếm Ý, càng sẽ không thu phục Cửu U Băng Sư Tiểu Bạch rồi. Lần này Hàn Băng Tông con gái của tông chủ Ninh Tuyết Ni cũng tiến vào di tích, bất quá, lấy thực lực của nàng, người còn chưa đủ tư cách lấy tư cách Hàn Băng Tông người dẫn đầu. Hàn Băng Tông hai tên người dẫn đầu phân biệt gọi Ninh Tuyết Tùng cùng Điền Quang Mới. Ninh Tuyết Tùng chính là Hàn Băng Tông tông chủ nghĩa tử, thực lực tại thần niệm cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ, mà Điền Quang Mới thực lực nhưng là tại thần niệm cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. Cuối cùng Vạn Thú Tông tại năm cái trong tông môn cũng coi như là so sánh nhân vật đặc biệt, bởi vì Vạn Thú Tông tu luyện là khống chế yêu thú công pháp, bình thường mỗi một gã Vạn Thú Tông đệ tử, bọn hắn đều sẽ có một con kèm theo bọn hắn đồng thời trưởng thành yêu thú. Hơn nữa một người một thú phối hợp lại cũng cực kỳ hiểu ngầm, cho nên Vạn Thú Tông đệ tử sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Này Vạn Thú Tông hai tên người dẫn đầu phân biệt gọi Quý Cao cùng Quý Vân, hai người này là một đôi anh em ruột, thực lực của bọn họ đều tại thần niệm cảnh nhất trọng thiên trung kỳ, nhìn như lần này năm môn phái tiến vào di tích người dẫn đầu, có thể coi là này Vạn Thú Tông yếu nhất, thế nhưng Quý Cao cùng Quý Vân sức chiến đấu tuyệt đối có thể so sánh với thần niệm cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ cao thủ rồi. Cái này đại tông môn tư liệu, Diệp Thần Phong đều là từ Thủy Tử Yên trong miệng hiểu được, hơn nữa Thủy Tử Yên cũng tất cả nói, cái này đại tông môn bên trong người dẫn đầu đều có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Về phần cái kia 20 tên tiến vào di tích tán tu, liền ngay cả Thủy Tử Yên cũng không quá hiểu rõ bọn hắn tình huống, Thủy Tử Yên cũng không biết 20 tên tán tu bên trong có hay không cao thủ tồn tại. Diệp Thần Phong tại trong đầu phân tích một chút năm cái tông môn thực lực sau. Thủy gia tạm mà không đi nói hắn, dù sao Diệp Thần Phong cùng Thủy Tử Yên, Thủy Mộng Hàm quan hệ vẫn là vô cùng không sai, nếu như Thủy gia đệ tử không làm ra chuyện gì quá phận, Diệp Thần Phong cũng tuyệt đối sẽ không hướng về Thủy gia đệ tử hạ sát thủ. Về phần vừa vặn được Diệp Thần Phong giải quyết hết Hoa Dương Trắng, này Hoa Dương Trắng cũng đúng là đáng chết, hắn đều đối Diệp Thần Phong hạ sát thủ rồi, như vậy Diệp Thần Phong đương nhiên sẽ không làm một cái người hiền lành rồi. Đối với loại này nỗ lực muốn tại trên đầu hắn gảy phân đi tiểu người, Diệp Thần Phong giải quyết luôn luôn sẽ không nương tay. Xem ra muốn hảo hảo kế hoạch một cái săn giết hành động, bằng vào ta thực lực bây giờ, tốt nhất trước tiên đối hợp biển cảnh tam trọng thiên đỉnh Phong trở xuống người động thủ. Diệp Thần Phong tự nói, khóe miệng không khỏi xẹt qua một vệt nụ cười, hắn phảng phất đã có thể nhìn thấy, tại không lâu sau đó, thực lực của mình như ngồi trung hỏa mũi tên giống như tăng lên. Chương 1346, hấp thu quá mạnh. Bởi vừa vặn đang cùng Hoa Dương Trắng chiến đấu, Diệp Thần Phong cũng không hề cẩn thận quan sát qua chỗ này sơn cốc. Diệp Thần Phong cũng không gấp triển khai trong lòng mình săn giết kế hoạch, hắn nhìn trên mặt đất che kín màu đen linh thạch thượng phẩm, cảm thụ trong sơn cốc cực kỳ linh khí nồng nặc, ở trong môi trường này tu luyện quả thực là làm ít mà hiệu quả nhiều. Bây giờ Diệp Thần Phong trong nhẫn chứa đồ chỉ còn dư lại 1.5 triệu tả hữu linh thạch thượng phẩm rồi, dù sao ban đầu ở thành lập Diệp Cửa thời điểm, Diệp Thần Phong để lại hơn 500.000 linh thạch thượng phẩm cho Diệp Cửa,
bây giờ nhìn thấy thung lũng này được phố tràn đầy linh thạch thượng phẩm, Diệp Thần Phong vừa vặn bổ sung trong nhẫn chứa đồ linh thạch thượng phẩm số lượng. Nghĩ đến Diệp Môn, Diệp Thần Phong không khỏi lại nghĩ tới Hà Bình, Hoàng Sung Nghĩa cùng hãng giết giàng ba người này, lúc trước Diệp Thần Phong là tiếp thu Bạch Tuyết Sơn Trang, tại Hà Bình đám người đề nghị ra mới thành lập Diệp Cửa, mà ở Diệp Môn thành lập sau đó Diệp Thần Phong liền làm hất tay trưởng quỹ, hắn trực tiếp đem Diệp Môn giao cho Hà Bình ba người giúp hắn xử lý. Hà Bình ba người bọn họ tính là cùng Diệp Thần Phong, tại Hàn Băng Tông Hàn Băng trong thánh địa hoạn qua khó khăn, ba người bọn hắn cũng từ trong đáy lòng coi Diệp Thần Phong là làm lão đại của mình, Diệp Thần Phong còn thật sự có chút nhớ nhung niệm Hà Bình, Hoàng Sung Nghĩa cùng hãng giết giàng ba người này, hắn biết chờ lần này từ trong di tích rời khỏi, hắn là thời điểm về Diệp Môn nhìn một chút rồi, dù sao hắn mới là Diệp Cửa Tông Chủ. Diệp Thần Phong qua loa đoán chừng bên trong sơn cốc này linh mạch, trống trơn là khảm nạm trên mặt đất linh thạch thượng phẩm liền ước chừng tại khoảng 600 vạn, này dưới mặt đất còn có thể hay không có càng nhiều linh thạch thượng phẩm. Linh thạch vừa là địa huyền giới thông dụng tiền tệ, lại là người tu luyện ắt không thể thiếu tài nguyên, bất kể là thực lực như thế nào đi nữa cao thủ cường hãn, bọn hắn cũng sẽ không ngại trong tay mình linh thạch quá nhiều. Đương nhiên, Diệp Thần Phong cũng không vội vã đem đầy sơn cốc linh thạch tất cả đều thu nhập chiếc nhẫn chữ vật của mình. Bởi vì hắn nhìn thấy trong sơn cốc rất nhiều bên trong góc mọc đầy các loại linh thảo, tại bạch bóng người Ngô Phong dỗi rảnh giáo dục dưới, Diệp Thần Phong đối với địa huyền giới linh thảo hầu như cũng đã quen thuộc. Nguyên bản Diệp Thần Phong còn tưởng rằng bên trong thung lũng này sẽ xảy ra mọc ra một hai cây thiên tài địa bảo tới, đáng tiếc là sinh trưởng ở chỗ này trong sơn cốc đều là cực kỳ phổ thông linh thảo. Trong đó thình lình có luyện chế dưỡng linh đan cùng bổ linh đan linh thảo. Bất quá! Tuy rằng những linh thảo này ở bên ngoài cũng là có thể mua được, thế nhưng trải qua này linh mạch ôn dưỡng, những linh thảo này nếu so với phía ngoài linh thảo dược lực mạnh hơn mười mấy lần. Diệp Thần Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua những linh thảo này được rồi. Hắn đem trong sơn cốc hết thảy linh thảo đều vơ vét toàn bộ, dù sao hắn yếu tại đây nơi trong di tích ngốc thượng thời gian nửa năm, có những linh thảo này sau đó hắn tối thiểu không cần lo lắng đan dược không đủ dùng rồi. Tại đem linh thảo thu sạch vào trong nhẫn chứa đồ sau, Diệp Thần Phong biết hiện tại liền triển khai trong lòng săn giết kế hoạch, này vẫn còn có chút không quá bảo hiểm, trong tay hắn nhất định muốn có lá bài tẩy, trong đầu đột nhiên linh quang tốc biến, hắn lập tức nghĩ tới bên trong đan điền thiên địa chi hỏa thanh viêm. Bây giờ thanh viêm power vẫn là chỉ có thể đốt cháy chết hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ, mà hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Vào thời khắc này Diệp Thần Phong trước mặt cũng chỉ có bị nháy mắt giết chết phần rồi. Trước đó Diệp Thần Phong không có lợi dụng trong nhẫn chứa đồ địa viêm tinh tăng lên thanh viêm power, là vì bóng trắng nhân hòa bóng đen người khuyến cáo, dù sao hắn và thanh viêm trong lúc đó không thể cách biệt quá nhiều, bằng không hắn hội không cách nào khống chế thanh viêm. Mà bây giờ Diệp Thần Phong thực lực đã khóa nhập hợp biển cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ, hắn có thể lợi dụng địa viêm tinh giúp thanh viêm tăng lên hỏa diễm cường độ rồi. Ban đầu ở Thiên Diệu ngoài thành trong rừng, Diệp Thần Phong từ Thủy Tử Yên trong miệng biết được, đất này viêm tinh trên đất huyền giới cơ hồ đã là tuyệt tích đâu, cho nên viêm tinh trên đất huyền giới có cực kỳ cao giá trị, thậm chí rất nhiều tông môn đều thanh địa viêm tinh xưng là thiên tài địa bảo, dù sao vật lấy hiếm là quý, huống chi là địa viêm tinh loại này cơ hồ đã tuyệt tích đồ vật rồi. Diệp Thần Phong tại cổ võ giới thời điểm, tại bạch bóng nhân hòa bóng đen người dưới sự chỉ đạo. Hắn tiêu hao 1.000 khối hạ phẩm địa viêm tinh, đem tin tức về hắn truyền đưa cho thế tục giới người nhà, để thế tục giới người nhà không cần lo lắng cho hắn. Mà cho dù là hạ phẩm địa viêm tinh, trên đất huyền giới cũng là cực kỳ chân quý, thay đổi bất luận cái nào đại tông môn lão tổ, biết Diệp Thần Phong một hơi tiêu hao 1.000 khối hạ phẩm địa viêm tinh. Bọn hắn nhất định sẽ hận không thể một cái tát đập chết Diệp Thần Phong, bởi vì Diệp Thần Phong loại hành vi này thật sự là quá phá của. Muốn trách liền cũng chỉ có thể đủ quái lúc trước Diệp Thần Phong trong tay vẫn không có linh thạch, bằng không là có thể dùng linh thạch thay thế địa viêm tinh rồi. Bây giờ đang tiêu hao 1.000 khối hạ phẩm địa viêm tinh sau, Diệp Thần Phong trong nhẫn chứa đồ, màu đỏ nhạt hạ phẩm địa viêm tinh còn sót lại hơn 1.000 khối, màu đỏ trung phẩm địa viêm tinh vẫn là có hơn 1.000 khối, màu đỏ sẫm thượng phẩm địa viêm tinh có hơn 500 khối, màu hồng đậm cực phẩm địa viêm tinh có hơn 200 khối. Lão Bạch, Lão Hắc, ta hiện tại hẳn có thể lợi dụng địa viêm tinh tăng lên một cái thanh viêm nhiệt độ đi nha.
Diệp Thần Phong ở trong lòng âm thầm nói ra. Này làm cho bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh cùng bóng đen người Giang Vận Thiên là một trận thẹn thùng, bọn hắn phi thường không thích Diệp Thần Phong đối với mình danh xưng này, nhưng Diệp Thần Phong lại là gọi thuận miệng rồi, trước sau không muốn đổi đã tới. Tiểu tử, lẽ nào ta rất đen sao? Không nên đều là lão hắc gọi ta. Bóng đen người Giang Vận Thiên cực kỳ khó chịu ngữ khí vang vọng ở Diệp Thần Phong trong đầu. Diệp Thần Phong bĩu môi, nói ra, ai cho ngươi một mực mặc chính là quần áo màu đen đâu này. Ta ngược lại thật ra cảm thấy lão bạch cùng lão hắc, rất dễ nghe. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh cũng nói, được rồi, theo tên tiểu tử này đi. Tiếp lấy, Ngô Phong dỗi rảnh lại tiếp tục nói, tiểu gia hỏa, ngươi muốn tăng lên thanh viêm power có thể, nhưng ngươi nhất định phải chính mình nắm giữ đúng mực, một khi thanh viêm nhiệt độ tăng lên quá cao. Liền chính ngươi cũng sẽ trưởng khống không được. Khi nghe đến bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh nói có thể tăng lên thanh viêm thực lực, Diệp Thần Phong liền không nữa cùng bóng trắng người, bóng đen người dài dòng, hắn đang muốn dùng loại nào cấp bậc địa viêm tinh tăng lên thanh viêm nhiệt độ. Cuối cùng Diệp Thần Phong quyết định trước dùng trung phẩm địa viêm tinh thử xem, hắn bàn tay phải một phen, một đóa ngọn lửa màu xanh nhất thời xuất hiện tại trong bàn tay của hắn. Sau đó, Diệp Thần Phong chữ vật giới chỉ lóe lên, ba khối màu đỏ trung phẩm địa viêm tinh xuất hiện tự tay trái của hắn trong, tại ba khối trung phẩm địa viêm tinh sau khi xuất hiện, Diệp Thần Phong trong tay phải thanh viêm lập tức trở nên nhao nhao muốn thử lên. Diệp Thần Phong đem ba khối trung phẩm địa viêm tinh trực tiếp nhét vào thanh viêm thượng, mà thanh viêm nhưng là thật nhanh đốt cháy ba khối trung phẩm địa viêm tinh, đem địa viêm tinh bên trong năng lượng chuyển hóa thành năng lượng của mình. Tại cắn nuốt ba khối trung phẩm địa viêm tinh sau, Diệp Thần Phong cảm giác thanh viêm vẫn không có biến hóa quá lớn mà. Thẳng thắn, hắn trực tiếp từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra 300 khối trung phẩm địa viêm tinh. Nhìn xem chồng chất ở bên cạnh 300 khối trung phẩm địa viêm tinh, Diệp Thần Phong đang định từng khối cho thanh viêm thôn phệ thời điểm. Trong đầu hắn vang lên bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh cấp thiết âm thanh, tiểu gia hỏa, ngươi làm cái gì vậy? Thanh viêm chính là thiên địa chi hỏa, nó cũng là có linh trí của mình. Ngươi lập tức lấy ra 300 khối trung phẩm địa viêm tinh, ngươi đây không phải đang đùa với lửa ma. Vội vàng đem địa viêm tinh thu hồi trong nhẫn chứa đồ. Nhưng mà, bóng trắng người nhắc nhở đã là chậm, tại bạch bóng nhân âm vừa vặn hạ xuống xong, Diệp Thần Phong trong tay phải thanh viêm, nó dĩ nhiên trực tiếp thoát ly Diệp Thần Phong thủ trưởng, hướng về một bên địa viêm tinh bay đi, để Diệp Thần Phong căn bản không kịp thu hồi 300 khối trung phẩm địa viêm tinh. Oanh, một tiếng. Thanh viêm tại chạm vào 300 khối trung phẩm địa viêm tinh thời điểm, nó nhất thời hóa thành nhất cổ màu xanh to lớn hỏa diễm, đem 300 khối trung phẩm địa viêm tinh đều đốt đốt, Diệp Thần Phong căn bản vô pháp đem địa viêm tinh cho thu hồi lại rồi, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh viêm thôn phệ 300 khối trung phẩm địa viêm tinh. Theo, địa viêm tinh từng khối bị thôn phệ, Diệp Thần Phong hiện tại biết rồi vừa vặn cái kia 3 khối địa viêm tinh cũng không phải là không có phát ra tác dụng. Mà là tác dụng hơi chậm một chút chậm, thanh viêm nhiệt độ là càng sâu càng cao, này làm cho đứng ở một bên Diệp Thần Phong đều có chút khiếp đảm rồi. Ước chừng sau 10 phút, 300 khối trung phẩm địa viêm tinh được thanh viêm thôn phệ không còn chút nào, mà thanh viêm ngọn lửa màu xanh trở nên càng thêm nồng nặc, cháy hừng hực hỏa diễm, để Diệp Thần Phong có loại đưa thân vào trong lò nướng cảm giác. Diệp Thần Phong có thể rõ ràng cảm thấy được, thanh viêm đang hấp thu 300 khối trung phẩm địa viêm tinh sau, nhiệt độ của nó tăng lên thật nhiều lần. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm lần thứ hai vang lên, tiểu gia hỏa, người bây giờ biết không có thể tùy tiện cho thanh viêm tăng cao thực lực đi nha. E sợ lấy bây giờ thanh viêm nhiệt độ, nó có thể trực tiếp đốt cháy chết một tên hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Vấn đề là, lấy thực lực của người bây giờ yếu trưởng khống nhiệt độ cao như thế thanh viêm, chỉ sợ ngươi muốn hảo hảo nghĩ một chút biện pháp rồi, lần sau lấy thực lực của ngươi bây giờ, ngươi cũng không cách nào trưởng khống bây giờ thanh viêm luyện đan rồi, cho nên việc cấp bách ngươi cũng nhất định muốn nhanh chóng tăng cao thực lực, ngươi muốn đem mình cùng thanh viêm ở giữa chênh lệch thu nhỏ lại. Chương 1347, Quỷ dị Hắc Tuyền. Kiếm thần chi mộ. Diệp Thần Phong một bên nghe bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh lời nói, ánh mắt một bên nhìn xem phía trước mặt cháy hừng hực thanh viêm. Tuy rằng hắn và thanh viêm trong lúc đó cách xa nhau xa 6 mét, nhưng nóng rực nhiệt độ nhưng vẫn là khiến hắn mồ hôi đầm đìa. Trong cổ họng cực kỳ khô khốc khó nhịn, Diệp Thần Phong nuốt nước miếng một cái,
lau một cái trên trán rậm rạp chẳng chịt mồ hôi, hắn nhìn thấy Thanh Viêm chỗ ở trên đất, cái kia khảm nạm tại trong lòng đất linh thạch thượng phẩm, cũng không thể chịu đựng Thanh Viêm nhiệt độ rồi, Thanh Viêm dưới đáy linh thạch thượng phẩm, tại dùng một loại mắt thường tốc độ rõ rệt hòa tan vào. Diệp Thần Phong biết tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, bàn tay phải của hắn một phen, cách đó không xa cháy hừng hực Thanh Viêm, nó giống như là cảm thấy Diệp Thần Phong triệu hoán, nó hỏa diễm lập tức không ngừng thu nhỏ lại. Thẳng đến cuối cùng biến thành một đóa to bằng bàn tay ngọn lửa màu xanh. Xíu, một tiếng. Hỏa diễm màu sắc trở nên càng thêm nồng nặc Thanh Viêm, nó bay thẳng đến Diệp Thần Phong bàn tay phải bay đi. Nhưng mà, tại Thanh Viêm không ngừng tới gần Diệp Thần Phong thời điểm, Diệp Thần Phong sắc mặt khẽ thay đổi, chỉ vì Thanh Viêm vẫn không có chạm vào thân thể của hắn, y phục trên người hắn cũng đã có đốt cháy khét dấu hiệu rồi. Tại Diệp Thần Phong chả chưa kịp phản ứng thời khắc, Thanh Viêm vững vàng đã rơi vào Diệp Thần Phong bàn tay phải bên trong, này làm cho Diệp Thần Phong cảm giác tay phải của mình thật giống trong nháy mắt đưa vào nhiệt độ cực cao dung nham bên trong. Hắn chỉnh chỉ bàn tay phải lập tức trở nên hoàn toàn đỏ đậm, hắn căn bản vô pháp đem bây giờ Thanh Viêm nhiệt độ áp chế xuống, nếu như bỏ mặc Thanh Viêm như thế thiêu đốt đi xuống, chỉ sợ hắn chỉnh chỉ bàn tay phải đều sẽ được đốt cháy thành cho bụi. Tiểu tử, lập tức đem Thanh Viêm thu hồi bên trong đan điền của ngươi. Người bên trong đan điền có vạn năm băng tuyết liên hoa, lấy vạn năm băng tuyết liên hoa hàn băng lực lượng. Hẳn là có thể áp chế lại Thanh Viêm. Bóng đen người Giang Vận Thiên mở miệng nhắc nhở. Diệp Thần Phong khi nghe đến bóng đen nhân sau, hắn ý nhận thức lập tức hơi động, tại hắn bàn tay phải bên trong thiêu đốt Thanh Viêm, trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể hắn, hướng về hắn đan điền phương hướng lao đi rồi. Nhưng là, được Thanh Viêm trải qua gân mạch, toàn bộ được đốt cháy có nổ tung dấu hiệu rồi, cuối cùng làm Thanh Viêm tiến vào bên trong đan điền thời điểm. Diệp Thần Phong cảm giác mình toàn bộ đan điền đều giống như được bắt đầu cháy rừng rực, bất quá, tốt ở trong đan điền vạn năm băng tuyết liên hoa, cũng bắt đầu từ từ xoay tròn, theo vạn năm băng tuyết liên hoa xoay tròn, Diệp Thần Phong bên trong đan điền được đốt cháy thống khổ cảm giác cũng từ từ biến mất rồi. Phù phù, một tiếng. Quần áo trên người toàn bộ được ướt đẫm mồ hôi Diệp Thần Phong, hắn đặt mông trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Cảm thụ bên trong thân thể vẫn mơ hồ làm đau gân mạch, khi hắn liếm liếm môi khô khốc sau đó miệng hắn bên trong cuối cùng là sâu đậm thở ra một hơi đến. Tiểu gia hỏa, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi rồi, thiên địa này chi hỏa power nhưng không phải có thể tùy tiện đủ tăng lên, bằng không ngươi thật sự hội chơi với lửa có ngày chết cháy. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi dành nghiêm túc nói. Mà bóng đen người Giang Vận Thiên, hắn tại cảm thấy được nguy cơ đi qua sau đó hắn hi hi ha ha giễu cợt nói, tiểu tử, làm sao? Mới vừa mùi vị sướng hay không sướng? Hảo hoàn ngươi không có bị Thanh Viêm cho tươi sống nướng chín, bằng không này nhưng thật là một cái chuyện cười lớn rồi, bởi vì Thanh Viêm là ở đan điền của ngươi bên trong hình thành. Được tự thân hình thành thiên địa chi hỏa cho thiêu chết, ta nhưng chả xưa nay chưa từng nghe nói ví dụ như vậy. Diệp Thần Phong đối với bóng đen người trào phúng là phỏng theo như không nghe thấy. Hắn đang ngồi điều tức chỉ chốc lát sau, hắn liền từ trên mặt đất đứng lên, hắn nhìn xem trong sơn cốc khắp nơi linh thạch thượng phẩm, hắn bắt đầu đem linh thạch thượng phẩm từng khối thu nhập chiếc nhẫn chữ vật của mình bên trong. Trọn vẹn bỏ ra 7, 8 tiếng, Diệp Thần Phong mới đưa bên trong sơn cốc linh thạch thượng phẩm siêu cạo sạch sẽ rồi, nguyên bản Diệp Thần Phong cho rằng dưới mặt đất còn có thể có càng nhiều linh thạch thượng phẩm. Nhưng dưới mặt đất ngoại trừ bùn đất liền vẫn là bùn đất rồi. Bất quá, cho dù dưới mặt đất không có linh thạch thượng phẩm rồi, Diệp Thần Phong cũng ở đây nơi trong sơn cốc cướp đoạt đã đến, trọn vẹn hơn 650 vạn linh thạch thượng phẩm, lại tăng thêm Diệp Thần Phong nguyên bản trong nhẫn chứa đồ 1.5 triệu tả hữu linh thạch thượng phẩm, Diệp Thần Phong trước mắt trọn vẹn đã có được 8 triệu tả hữu linh thạch thượng phẩm rồi. Vậy liền coi là đỉnh cấp tông môn tông chủ tư nhân tài sản. Chỉ sợ cũng không có Diệp Thần Phong giàu có được rồi, dù sao một cái tông môn tài nguyên tu luyện, nhưng cũng không phải tông chủ một người độc hưởng, tông chủ cũng chỉ có thể đủ hưởng thụ trong đó một phần tài nguyên. Cho nên, tuy rằng Diệp Thần Phong bây giờ linh thạch số lượng khả năng vẫn không có toàn bộ đỉnh cấp tông môn nhiều, thế nhưng hắn tuyệt đối so với địa huyền giới bất luận cái nào tông môn tông chủ giàu có rất nhiều rồi. Tại đem hết thảy linh thạch thượng phẩm đều thu nhập trong chữ vật giới chỉ sau. Bên trong thung lũng này linh khí nồng nặc vẫn không có lập tức tản đi, dù sao này linh mạch tại trong sơn cốc nhiều năm,
bên trong thung lũng này linh khí nồng nặc, tại 1-2 tháng bên trong còn là sẽ không tiêu tan sạch sẽ. Trong sơn cốc linh thạch giống như linh thảo đều không có còn lại rồi, nhìn một cả cái sơn cốc là một mảnh trống không, Diệp Thần Phong cực kỳ thỏa mãn hướng về sơn cốc cửa ra vào đi đến. Tại đi ra khỏi sơn cốc sau, phóng tầm mắt nhìn tới cảnh tượng để Diệp Thần Phong chấn kinh rồi, chỉ thấy ở phía xa sáng sủa bầu trời trong, có một đạo to lớn màu đen vết xước, phảng phất là bị người cho mạnh mẽ vỡ ra tới. Tuy rằng giữa bầu trời cái kia đạo hắc sắc vết xước khoảng cách Diệp Thần Phong vô cùng xa xôi, thế nhưng tại Diệp Thần Phong nhìn chằm chằm lỗ hổng kia nhìn thời điểm, Diệp Thần Phong có loại tâm trí lạc lối cảm giác, bên trong thân thể huyết dịch đều tại sôi trào lên, phảng phất cả người phát điên hơn bình thường. Cũng còn tốt, Diệp Thần Phong tâm trí kiên định, hắn lập tức thu hồi ánh mắt, lòng vẫn còn sợ hãi thở phào nhẹ nhõm, cái này di tích vốn là không thể nhìn thấy phần cuối. Khi hắn bên trái cách đó không xa có một cái âm trầm sơn mạch, tại trước mặt hắn rất xa phương hướng, ánh lửa ngút trời, nơi đó một khu vực thật giống toàn bộ bị ngọn lửa cho bao phủ lại rồi. Diệp Thần Phong đi tới nơi này nơi di tích cũng có 10 mấy tiếng rồi, nhưng sắc trời trước sau cũng không có thay đổi ám, như thế xem tới nơi này từ sáng đến tối đều là một mảnh sáng sủa, căn bản cũng không có ban ngày cùng đêm tối phân chia. Tiểu gia hỏa, xem ra chỗ này di tích thật sự có chút không đơn giản a hát. Cái này căn bản là một vị cường giả sáng tạo đi ra ngoài một cái tiểu thế giới, phàm là có thể sáng tạo ra của mình tiểu thế giới cường giả, cũng đều là tại trong lịch sử nổi danh, nhưng ta làm sao nghĩ không ra tại khu vực này sẽ có như thế một cái tiểu thế giới. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh thông qua Diệp Thần Phong, hắn cũng cảm giác được chỗ này di tích đại thể cảnh tượng. Diệp Thần Phong liếc nhìn cách mình gần nhất mảnh kia âm trầm sơn mạch, hắn quyết định đi trước bên trong dãy núi nhìn xem tình huống, bất quá, chỗ này trong sơn cốc ngược lại là khẳng định không gặp nguy hiểm, Diệp Thần Phong có thể đem nơi này cho rằng một cái chính mình nghỉ ngơi địa phương, hỏi hắn các ngươi có hay không biện pháp tại cửa vào sơn cốc nơi bố trí một cái mê huyễn trận. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, này đối với chúng ta mà nói vô cùng đơn giản, ngươi lấy ra 100 khối linh thạch thượng phẩm đến. Diệp Thần Phong tại lấy ra 100 khối linh thạch thượng phẩm sau, hắn dựa theo bóng trắng người cách nói, đem 100 khối linh thạch thượng phẩm trình tự bố trí ở cửa vào sơn cốc nơi, sau đó, hắn lại đem trong cơ thể mình linh khí truyền vào bố trí trong trận pháp. Rất nhanh, lối vào đã bị một mảnh sương mù cho bao phủ lại rồi, lấy bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh cách nói, vậy thần niệm cảnh cao thủ thì không cách nào phá vỡ trận pháp này. Tại cửa vào sơn cốc bố trí xong một cái trận pháp sau đó có ở sau lưng một cái hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn liền hướng bên trái cách đó không xa âm u sơn mạch lao đi rồi. Ước chừng sau 15 phút, Diệp Thần Phong liền đã tới âm u sơn mạch lối vào nơi, trong đầu hắn thời khắc đều tăng cao cảnh giác, cảm ứng chung quanh gió thổi cỏ lay, tại xác thực đã định chưa bất kỳ khác thường gì sau đó hắn mới bước chân vào chỗ này âm trầm bên trong dãy núi. Mới vừa bước vào sơn mạch, liền có nhất cổ khí tức âm lãnh, hướng về Diệp Thần Phong phả vào mặt, này làm cho Diệp Thần Phong không nhịn được cả người run lên một cái. Theo lý tới nói, lấy Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, vậy âm phong căn bản vô pháp xâm nhập trong cơ thể hắn rồi, này làm cho hắn là càng thêm cảnh giác lên. Nhưng tại này âm trầm bên trong dãy núi đi rồi sau 10 phút, Diệp Thần Phong vẫn không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có âm phong đập vào mặt mà thôi. Sùng sục, sùng sục, sùng sục. Đột nhiên, Diệp Thần Phong nghe được một trận cực kỳ nhỏ tiếng vang, tại đây âm u bên trong dãy núi, giữa bầu trời tia sáng cũng bị che đậy không ít, bất thình lình thanh âm, làm cho Diệp Thần Phong vi vi nín thở. Tại kết luận phương hướng âm thanh truyền tới sau đó Diệp Thần Phong từng bước hướng về nơi đó di chuyển tới. Sùng sục, sùng sục, sùng sục. Tại càng gần sau, âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Làm Diệp Thần Phong vòng qua một gốc đại thụ che trời sau, một mảnh không có sinh trưởng bất kỳ cỏ dại đất trống ánh vào tầm mắt của hắn. Tại mảnh đất trống này chính giữa có một cái to lớn nguồn suối, bất quá, từ trong con suối nhô ra là màu đen nước suối, này màu đen nước suối đã tạo thành một mảnh ao nước nhỏ rồi, cái kia sùng sục. Sùng sục, thanh âm, bắt đầu từ trong suối nước toát ra màu đen bọt khí vọng lại. Mà tại đây hắc tuyền bên cạnh, thình lình dựng đứng một khối cổ điển mộ bia, mặt trên cứng cáp mạnh mẽ viết, một đời kiếm thần, hạ vô cực chi mộ. Chương 1348, chạm mặt. Một đời kiếm thần.
Hạ Vô Cực chi mộ. Diệp Thần Phong nhìn cách đó không xa quỷ dị hắc tuyền, cùng với khối này cực kỳ cổ điển mộ bia, hắn không khỏi vi vi ngẩn người, dạng gì kiếm đạo cao thủ mới có thể được gọi là kiếm thần. Diệp Thần Phong biết rõ tuy nhiên mình đã lĩnh ngộ hàn băng kiếm ý, thế nhưng bây giờ hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, căn bản chỉ giới hạn ở da lông mà thôi, hắn có thể đại khái đoán được, có thể được xưng là kiếm thần nhân, thực lực nhất định là đứng ở đỉnh đầu kim tự tháp cường giả. Kiếm thần, nơi này thậm chí có một vị kiếm thần phần mộ, sao lại có thể như thế a hát, ta xưa nay đều chưa từng nghe nói Hạ Vô Cực người này. Diệp Thần Phong trong đầu vang lên bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm kinh ngạc. Tiếp lấy, bóng đen người Giang Vận Thiên cũng nghi ngờ nói ra, đừng nói là Hạ Vô Cực người này rồi, ta liền Hạ gia đều chưa từng nghe nói. Theo lý tới nói, một cái gia tộc bên trong nếu như có thể xuất hiện một vị kiếm thần, Hạ gia đã sớm tại trong con sông dài lịch sử lưu lại nồng đậm một khoản. Nghe bóng trắng nhân hòa bóng đen người ngạc nhiên cùng nghi hoặc, Diệp Thần Phong lần nữa xác định chu vi không có dị thường, sau đó hắn mới hướng về quỷ dị hắc tuyển cùng mộ bia đi tới. Nhưng mà, làm Diệp Thần Phong càng đi càng gần thời điểm, chiếc kia quỷ dị hắc tuyển toát ra bọt khí là càng ngày càng dày đặc, nhất cổ uy nghiêm đáng sợ bàng đại khí thế, từ hắc tuyển bên trong dâng lên ầm ầm, làm cho Diệp Thần Phong trên người đột nhiên phảng phất được một ngọn núi lớn cho đè lại. Loại này nặng nề cảm giác, để Diệp Thần Phong tim đập tần suất cũng chỉ hoãn mấy phần, hắn màu máu trên mặt cũng giống như đang bị từ từ rút khô, nhưng lại tại Diệp Thần Phong yếu lui về phía sau thời điểm, trên mộ bia kiểu chữ thật giống vặn vẹo lên. Từ cả khối trên mộ bia tản ra một đạo kiếm ý bén nhọn, cỗ kiếm ý này bên trong bao hàm một loại bất khuất ý thức. Oanh, một tiếng. Diệp Thần Phong trực tiếp được cỗ kiếm ý này cho đánh bay ra ngoài, thân thể nặng nề đụng vào sau lưng trên một cây đại thụ. Phốc, một tiếng, một ngụm máu tươi từ Diệp Thần Phong miệng bên trong phun đi ra. Diệp Thần Phong đem vết máu ở khóe miệng lau khô, sau đó ánh mắt của hắn lần nữa nhìn hướng cách đó không xa quỷ dị hắc tuyển cùng mộ bia, hắn nhìn thấy hắc tuyển cùng mộ bia lại khôi phục được bình thường dáng vẻ. Diệp Thần Phong lần thứ hai thận trọng hướng về hắc tuyển cùng mộ bia đi đến, hắn phát hiện mình cách hắc tuyển cùng mộ bia chỉ còn dư lại xa 3 mét thời điểm, hắc tuyển cùng mộ bia liền lập tức sẽ sinh ra biến hóa. Bất quá, chỉ cần hắn lui về phía sau kịp lúc, hắc tuyển cùng mộ bia lại sẽ lần nữa khôi phục bình thường. Tại thử 6 lần về sau, Diệp Thần Phong là hoàn toàn xác định chính mình một suy đoán là chính xác. Này kiếm thần chi mộ liền tại trước mắt của mình, Diệp Thần Phong đương nhiên là muốn đi tìm tòi hư thực được rồi. Làm Diệp Thần Phong khổ khổ suy tư phải như thế nào tiếp cận hắc tuyển cùng mộ bia thời điểm, hắn bên phải nơi xa truyền đến sóng linh khí. Đồng thời Diệp Thần Phong trong lồng ngực một khối hình trăng lưỡi liềm ngọc bội cũng lấp lánh lên. Khối ngọc bội này là Thủy Tử Yên tiến vào di tích trước đưa cho Diệp Thần Phong. Tháng này răng ngọc bội là Thủy gia dòng chính thân phận tượng trưng. Đồng dạng Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm đôi tỷ muội này trên người cũng có một khối trăng lưỡi liềm ngọc bội, nắm giữ trăng lưỡi liềm ngọc bội người một khi lẫn nhau đang đến gần, như thế ngọc bội liền sẽ không ngừng chớp động. Diệp Thần Phong cau mày nhìn mình bên phải phương hướng, hắn biết chắc là Thủy Tử Yên hoặc là Thủy Mộng Hàm đang đến gần nơi này, nhưng căn cứ nơi xa truyền tới sóng linh khí, đối phương tuyệt đối là nằm ở trong chiến đấu. Diệp Thần Phong một lần nữa đem trăng lưỡi liềm ngọc bội thả lại trong ngực của mình, hắn cảm giác sóng linh khí cách mình càng ngày càng gần, còn có hắn mơ hồ đã có thể nghe được một ít tiếng mắng chửi, chết tiện nhân. Ngươi tốt nhất dừng lại cho ta, bằng không chúng ta phá tan rồi phòng ngự của ngươi. Ngươi tự đợi đến nhận hết sỉ nhục mà chết đi. Cách Diệp Thần Phong bên phải ước chừng 2.000 mét địa phương, một tên ăn mặc trường sam màu tím thanh niên cùng một tên thanh y đàn ông trung niên, bọn hắn theo sát ở một cô thiếu nữ phía sau, không ngừng thi triển các loại chiến kỹ công kích tên thiếu nữ này. Ăn mặc trường sam màu tím thanh niên, hắn trên mặt mang vẻ tàn nhẫn, nhìn xem thiếu nữ không sai tư thái, trong con ngươi của hắn thoáng hiện thần sắc tham lam. Tên thanh niên này chính là Âm Minh Tông Tống Xuân Mi đệ tử Giang Mạc Thiên rồi. Mà một gã khác thanh y đàn ông trung niên, hắn đồng dạng là Âm Minh Tông bên trong đệ tử, thực lực tại hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ. Mặc trên người màu trắng sợi tơ quần áo thiếu nữ, chung quanh nàng được một tầng lồng năng lượng cho che lại, cái lồng năng lượng này tạm thời thanh Giang Mạc Thiên cùng thanh y nam nhân công kích cho triệt tiêu, tên thiếu nữ này thực lực chỉ có hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong.
Giang Mạc Thiên cùng Thanh Y nam nhân thực lực xa cao hơn nhiều tên thiếu nữ này, bọn hắn sở dĩ không cách nào đem đối phương cho chặn lại, giống như là bọn hắn không cách nào tới gần năng lượng đó cháo. Trốn ở lồng năng lượng bên trong thiếu nữ, trên mặt nàng là cực kỳ hốt hoảng vẻ mặt, sợi tóc đã bị đổ mồ hôi cho dính tại trên trán, người liều mạng hướng phía trước chạy trốn, tên thiếu nữ này chính là Thủy Tử Yên muội muội Thủy Mộng Hàm rồi. Lúc trước Thủy Mộng Hàm tiến vào chỗ này di tích sau đó người phát hiện chu vi không có bất cứ người nào, trong lòng nàng vội vã muốn tìm được người sùng bái Diệp đại ca, cho nên, người một thân một mình tại trong di tích tìm kiếm. Kết quả, Diệp Thần Phong đúng là không có tìm tới, Thủy Mộng Hàm trước tiên gặp Âm Minh Tông Giang Mạc Thiên cùng Thanh Y Nam Nhân. Giang Mạc Thiên cùng Thanh Y Nam Nhân hai người bọn họ vô cùng may mắn, bọn hắn tiến vào di tích thời điểm, hai người bọn họ liền cùng nhau. Bọn hắn đang nhìn đến Thủy Mộng Hàm sau, bọn hắn biết Thủy Mộng Hàm là nước gia gia chủ tôn nữ, trên người khẳng định có không ít bảo bối, lần sau Thủy Mộng Hàm trưởng được vô cùng tốt, Giang Mạc Thiên lại là một cái cực kỳ yêu thích nữ nhân, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua Thủy Mộng Hàm rồi. Thế nhưng, Thủy Mộng Hàm dù sao cũng là nước gia gia chủ tôn nữ, trên người nàng bảo bối thật đúng là không ít, người lập tức lấy ra một cái phòng ngự tính thượng phẩm pháp khí. Cho tới Giang Mạc Thiên cùng Thanh Y Nam Nhân là một đường đuổi theo Thủy Mộng Hàm, nỗ lực đem Thủy Mộng Hàm pháp khí phòng ngự cho nổ ra rồi. Nước nhị tiểu thư, nếu như người nguyện ý ngoan ngoãn bó tay chịu trói, như vậy ta Giang Mạc Thiên chắc chắn sẽ không thương hương tiếc ngọc, ta không chỉ sẽ xuất thủ bảo vệ ngươi, tương lai rời khỏi chỗ này di tích, ngươi vẫn có thể làm bên cạnh ta trong đó một cái nữ nhân. Giang Mạc Thiên nhẹ nhõm cười nói. Hừ... Thủy Mộng Hàm trắng nón cánh mũi thượng toát ra mồ hôi lấm tấm, trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, nói, Giang Mạc Thiên, ngươi cái đồ vô sỉ, nếu để cho ta rời khỏi di tích, như vậy ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Xem ra nước nhị tiểu thư là không muốn ngoan ngoãn nghe lời. Giang Mạc Thiên khóe miệng xẹt qua một nụ cười gằn, trong cơ thể khí thế lại tăng lên nữa lên, trong tay lần nữa thi triển ra chiến kỹ đến. Kèm theo Giang Mạc Thiên cùng Thanh Y Nam Nhân không ngừng công kích. Đem Thủy Mộng Hàm bao vây lấy lồng năng lượng là càng ngày càng không ổn định rồi, xem ra năng lượng này cháo lúc nào cũng có thể được Giang Mạc Thiên bọn hắn phá tan rồi. Thủy Mộng Hàm bên hông trang lưỡi liềm ngọc bội không ngừng lóe lên, bất quá, người giờ khắc này căn bản không có tâm tư chú ý bên hông ngọc bội rồi, người mang trên mặt vẻ tuyệt vọng, liều mạng đem trong cơ thể linh khí tăng lên tới cực hạn, tại xông qua một mảnh lùm cây sau, người đi tới một mảnh không có bất kỳ cỏ dại trên đất trống. Ngược lại, Thủy Mộng Hàm lại thấy được đứng ở cách đó không xa một tên cõng lấy kiếm lớn màu đen thanh niên, trên mặt nàng vẻ tuyệt vọng quét một cái sạch sành xanh. Ta xem ngươi trốn đi đâu? Theo sát sau lưng Thủy Mộng Hàm Giang Mạc Thiên cùng Thanh Y Nam Nhân, bọn hắn lần thứ hai vung quyền đánh vào Thủy Mộng Hàm lồng năng lượng thượng. Két, 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 toàn bộ lồng năng lượng nhất thời không thể tả gánh nặng vỡ vụn, mà cùng lúc đó. Sắc mặt có phần trở nên trắng Thủy Mộng Hàm, người cũng đi tới cõng lấy kiếm lớn màu đen thanh niên bên cạnh. Thủy Mộng Hàm trực tiếp ôm một cái cõng lấy kiếm lớn màu đen thanh niên, trong con ngươi xinh đẹp hoàn toàn là được nước mắt cho thấm đầy, người hít lấy mũi nói ra, Diệp đại ca, ta cuối cùng tính nhìn thấy ngươi. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Thủy Mộng Hàm sau lưng, Thủy Mộng Hàm trên người thiếu nữ mùi thơm ngát là không ngừng chui vào trong lỗ mũi của hắn. Nhưng hắn hiện tại không lo được hưởng thụ giờ khắc này cùng Thủy Mộng Hàm ôm, ánh mắt của hắn gắt gao tập trung vào Giang Mạc Thiên cùng Thanh Y Nam Nhân trên người, hắn không nghĩ tới tại trong di tích sẽ nhanh như thế gặp phải Giang Mạc Thiên. Giang Mạc Thiên đang nhìn đến Thủy Mộng Hàm ôm Diệp Thần Phong, bởi Diệp Thần Phong trên mặt mang mặt nạ ra người, hắn căn bản không nhận ra Diệp Thần Phong là thế tục giới cái kia run rế, hắn khinh thường cười lạnh nói, ngươi chính là cái kia không phải Thủy gia người. Lại chiếm Thủy gia danh ngạch tiểu tử. Dựa vào Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm quan hệ, người ngược lại là một bộ trời sinh dạng ăn cơm chùa dáng vẻ a hát. Chương 1349, Thủy Mộng Hàm quyết tâm. Trước đó Diệp Thần Phong là do Thủy Tử Yên tự mình mang tới Thủy gia tạm thời nơi ở, lúc đó có nhiều như vậy người đều nhìn thấy màn này, cho nên Giang Mạc Thiên ngược lại cũng đúng là biết rồi Diệp Thần Phong người này. Chỉ là hắn không nghĩ tới Thủy Mộng Hàm vừa thấy được Diệp Thần Phong, dĩ nhiên trực tiếp nhào tới Diệp Thần Phong trong lồng ngực. Giang Mạc Thiên một mắt liền xuyên thủng Diệp Thần Phong thực lực, chỉ có vẻn vẹn hợp biển cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ,
hắn nhưng là đường đường thần niệm cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ cao thủ, hắn không nghĩ ra Thủy Mộng Hàm làm sao sẽ như vậy có mắt không tròng. Địa huyền giới luôn luôn là lấy cường giả vi tôn, nữ nhân đương nhiên cũng sẽ lựa chọn thực lực cường hãn nam nhân. Cho nên, Thủy Mộng Hàm hành động này để Giang Mạc Thiên vô cùng không sảng khoái, nhưng là Giang Mạc Thiên trên mặt biểu lộ đột nhiên cứng ngắc ở, bởi vì hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong phía sau cách đó không xa quỷ dị hắc tuyền cùng mộ bia rồi, hắn giọng nói có chút run rẩy ghi nhớ trên mộ bia chữ, một đời kiếm thần, hạ vô cực chi mộ. Giang Mạc Thiên thân thể đột nhiên một cái run rẩy, trên mặt bỗng nhiên phóng ra hưng đà phấn nụ cười đến, thời khắc này, hắn phảng phất đã quên Diệp Thần Phong cùng Thủy Mộng Hàm rồi, hắn tự nhủ kiếm thần chi mộ. Nơi này thậm chí có kiếm thần chi mộ, truyền thuyết có thể xưng là kiếm thần nhân, bọn hắn một kiếm là có thể miểu sát một tên niết bàn cảnh cao thủ, mà ở địa huyền giới thực lực cao thủ mạnh nhất cũng chỉ có niết bàn cảnh mà thôi, nếu như ta có thể có được kiếm thần tuyệt học, như vậy trên đất huyền giới còn có ai có thể ngăn cản ta quật khởi. Đứng ở Giang Mạc Thiên bên cạnh thanh y đàn ông trung niên, hắn nhìn xem mộ bia trong ánh mắt cũng tràn đầy tham lam, kiếm thần trên đất huyền giới chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, phàm là có thể được gọi là kiếm thần nhân, hắn tại kiếm đạo bên trên trình độ đều là đã trải qua đăng phong tạo cực được rồi, có người nói tại viễn cổ thời đại niết bàn cảnh bên trên còn có càng mạnh cường giả, bây giờ chỉ có một ít trong sách cổ mơ hồ không rõ ghi lại, kiếm thần chỉ có tại phi thường xa xôi viễn cổ thời đại mới xuất hiện qua. Mà tại đây nơi trong di tích lại xuất hiện một vị kiếm thần phần mộ, điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là chỗ này di tích là viễn cổ thời đại kết quả. Viễn cổ thời đại cường giả nhiều không kể xiết, chỉ là không biết tại sao sau đó đều vẫn lạc hiện tại Giang Mạc Thiên cùng thanh y nam nhân, bọn hắn đã bắt đầu cho rằng chỗ này di tích chính là tên này kiếm thần sáng tạo, bọn hắn tìm tới chỗ này trong di tích quý báu nhất bảo tàng. Nằm nhoài tại Diệp Thần Phong trong lồng ngực, viền mắt ướt át Thủy Mộng Hàm, người khi nghe đến Giang Mạc Thiên hưng đà phấn lời nói sau, người cũng đem ánh mắt nhìn về phía khối này mộ bia, dù sao Thủy Mộng Hàm cũng là đường đường nước gia gia chủ gọt nữ, Thủy gia cất giấu cổ tịch cũng là có không ít người Thủy nhuận miệng vi vi mở ra, hỏi, Diệp đại ca, nơi này tại sao có thể có một vị kiếm thần phần mộ? Diệp Thần Phong thuận miệng hồi đáp, ta cũng không rõ lắm. Diệp Thần Phong ánh mắt trước sau tập trung ở Giang Mạc Thiên cùng thanh y nam nhân trên người, nhớ tới lúc trước Giang Mạc Thiên coi hắn là một con nhỏ yếu run rế, trong lòng của hắn lửa giận liền trưng vọt lên. Diệp Chỉ Phong từ trước đến giờ là một cái phi thường lý trí người, hắn biết lấy mình bây giờ thực lực, hắn chả tuyệt đối không phải là đối thủ của Giang Mạc Thiên, thế nhưng lúc này hắn dù như thế nào cũng không áp chế nổi lửa giận trong lòng rồi. Hoặc là nói là hắn căn bản không muốn đi áp chế Giang Mạc Thiên thân là Tống Xuân Mi đệ tử, tại Diệp Thần Phong trong mắt Giang Mạc Thiên cũng là một cái nhất định muốn tự tay giết chết người. Đứng ở Diệp Thần Phong trước mặt cách đó không xa Giang Mạc Thiên cùng thanh y nam nhân, hai người bọn họ căn bản không coi Diệp Thần Phong là chuyện quan trọng tình, Giang Mạc Thiên đối với bên cạnh thanh y nam nhân, nói ra chỉ cần chúng ta có thể đem kiếm thần trong mộ hết thảy bảo tàng nắm bắt tới tay. Lần này chúng ta đem sẽ trở thành lớn nhất người thắng, ta cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Thanh y nam nhân một mực cung kính nói ra, Giang Thiếu, ngài yên tâm, ta luôn luôn đều là đứng ở ngài bên này. Lần này Giang Thiếu khi chiếm được kiếm thần trong mộ bảo tàng sau Âm Minh Tông Thánh Tử vị trí không phải Giang Thiếu ngài không còn ai, tương lai vị trí tông chủ cũng là thuộc về Giang Thiếu. Giang Mạc Thiên đối Vu Thanh y nam nhân mông ngựa phi thường được lợi. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, khinh thường nói, tiểu tử, ta cho ngươi một cái tự sát cơ hội, ngươi chết sau, ta sẽ chiếu cố thật tốt nước hai tiểu đà tỷ. Diệp Thần Phong lông mày chăm chú nhíu lại, ngực lửa giận là thiêu đốt càng ngày càng thịnh vượng, bất quá hắn nghe Giang Mạc Thiên lời nói này, hắn liền đại khái đoán được Giang Mạc Thiên còn không biết chỗ này trong di tích đặc thù thiên địa pháp tắc, bằng không Giang Mạc Thiên đã sớm yếu động thủ với hắn rồi. Diệp Thần Phong đem Thủy Mộng Hàm chắn phía sau hắn, hắn đem sau lưng Hắc Huyền kiếm cho rút ra, trong lòng không ngừng khuyên nhủ chính mình phải tỉnh táo, trong đầu nghĩ phải như thế nào đối phó trước mặt Giang Mạc Thiên cùng thanh y nam nhân, thần niệm cảnh cao thủ còn chưa thể trên không phi hành đây này. Diệp Thần Phong đúng là có thể lợi dụng linh cùng vũ dực mang theo Thủy Mộng Hàm rời đi, nhưng trong lòng của hắn có cỗ bất khuất ý niệm, hắn không nghĩ tại Giang Mạc Thiên trước mặt chịu thua. Hắn yếu vặn dưới Giang Mạc Thiên đầu. Hợp biển cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ thật khí thế, tại Diệp Thần Phong trên người bão táp, tay phải hắn bên trong nắm thật chặt Hắc Huyền kiếm,
từ hắc huyền kiếm, đen nhánh trên thân kiếm truyền ra từng trận uy nghiêm đáng sợ sát ý. Nhìn thấy Diệp Thần Phong biến hóa, Giang Mạc Thiên trên mặt khinh thường càng thêm nồng nặc, tiểu tử, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nguyên bản ta còn muốn yếu lưu một mình ngươi toàn thây, xem ra ngươi không có ý định tiếp thu phần của ta đây tâm ý. Muốn lấy đi mạng của ta, này cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Diệp Thần Phong trên người chiến ý dâng trào, hắn bên trong đan điền thanh viêm đã có thể đốt cháy chết hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, cho dù không thể thiêu chết thần niệm cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ cao thủ, điều này cũng tuyệt đối có thể làm cho Giang Mạc Thiên hung hăng uống một bầu. Tuy rằng bây giờ Diệp Thần Phong cũng không cách nào hoàn toàn trưởng khống power to lớn như vậy thanh viêm, thậm chí nếu như hắn miễn cưỡng muốn sử dụng thanh viêm lời nói, kết quả rất có thể là giết địch 1000, tự tổn 800, nhưng hắn không muốn tạm thời tránh né, đây là hắn hiện tại lựa chọn duy nhất. Được Diệp Thần Phong ngăn ở phía sau Thủy Mộng Hàm, họ Hàm răng thật chặt cắn môi, nàng nói, Giang Mạc Thiên, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần ngươi không làm khó dễ Diệp đại ca. Diệp Thần Phong không nghĩ tới Thủy Mộng Hàm sẽ vì hắn nói ra những lời ấy, xem ra Thủy Mộng Hàm đối với hắn sùng bái sâu tận xương tủy rồi, Diệp Thần Phong tay trái sờ sờ Thủy Mộng Hàm đầu, nói ra, người Diệp đại ca không phải là một cái oát con vô dụng, càng không phải là một cái yêu cầu nữ nhân tới bảo vệ kẻ vô dụng, người liền cho ta an tâm đứng ở sau lưng của ta, không ai có thể thương tổn ngươi. Thủy Mộng Hàm nhìn xem Diệp Thần Phong cực kỳ nghiêm túc bề ngoài nghĩ kỹ, trái tim của nàng không có từ trước đến nay giật mạnh, người thân là đại gia tộc bên trong dòng chính, từ nhỏ chân chính quan tâm người của nàng không có mấy cái, những kia phàm là tiếp cận nam nhân của nàng, hoặc là coi trọng thân phận của nàng, hoặc là coi trọng dáng dấp của nàng, người có thể khẳng định những người đàn ông kia nếu như gặp phải nguy hiểm, 89 phần 10 sẽ trực tiếp bỏ lại người bất kể, nhưng Diệp Thần Phong nhưng không có. Của nàng Diệp đại ca nhưng không có. Nước làm Hàm Viền mắt càng thêm ẩm ướt. Người thật chặt cắn thủy nhuận môi, trong lòng nàng thầm nghĩ, Diệp đại ca, cảm ơn ngươi không có vứt bỏ ta. Cho dù tương lai toàn bộ huyền giới đều đối địch với ngươi, Mộng Hàm cũng nhất định sẽ đứng ở ngươi bên này, đây là Mộng Hàm duy nhất có thể cho ngươi bảo đảm. Kỳ thực Thủy Mộng Hàm trong lòng chả sâu đậm ẩn giấu đi một chỗ vết sẹo, tại người 13 tuổi năm ấy, nàng và người bằng hữu tốt nhất lén lút chuồn ra thủy ra, tiến vào một cái bên trong dãy núi. Nhưng khi đó các nàng gặp một đầu cực kỳ hung mãnh yêu thú, mà Thủy Mộng Hàm chân chật khớp rồi, bằng hữu của nàng lại vứt bỏ người một mình trốn. Bất quá, cuối cùng cũng may phụ thân của Thủy Mộng Hàm đúng lúc chạy tới, đem Thủy Mộng Hàm cho cứu lại, mà sau đó, tên kia bỏ lại Thủy Mộng Hàm người rời đi, của nàng cả gia tộc trong một đêm trên đất huyền giới hoàn toàn biến mất rồi. Từ khi chuyện này sau đó Tiểu Mộng Hàm ngoại trừ tin tưởng chính mình ra ra, cha mẹ cùng tỷ tỷ bên ngoài, người liền cũng không bao giờ tin tưởng bất kỳ kẻ nào, tuy rằng người ở bề ngoài vô cùng hoạt bát, thế nhưng trong lòng trước sau có một bức tường, đem những người khác đều ngăn cách bởi ngoài tường. Trước đó Thủy Mộng Hàm sở dĩ hội kề cận Diệp Thần Phong, chỉ vì Diệp Thần Phong ở trong mắt nàng là một vị luyện khí đại sư, người cũng xác thực đối luyện khí cực kỳ cảm thấy hứng thú. Mà thời khắc này, theo Thủy Mộng Hàm, Diệp Thần Phong chỉ có hợp biển cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ thực lực. Mà Giang Mạc Thiên cùng thanh y nam nhân nhưng có thần niệm cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ cùng hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, cho nên, thấy thế nào Diệp Thần Phong cũng đều chỉ có chịu chết phần rồi. Nhưng là, tại Thủy Mộng Hàm chủ động đưa ra nguyện ý hạt sinh chính mình, để đổi được Diệp Thần Phong bình an lúc, Diệp Thần Phong lại không chút do dự cự tuyệt, càng là nghiêm túc nói phải bảo vệ Thủy Mộng Hàm, này làm cho Thủy Mộng Hàm thật sự đối Diệp Thần Phong sinh ra ái mộ rồi. Thủy Mộng Hàm không có đem vừa vặn trong lòng nghĩ lời nói ra, nàng là một tính cách cũng so sánh cố chấp thiếu nữ, trên mặt nàng tuyệt vọng cùng lo lắng biến mất rồi, làm không phù hợp xuất hiện tại không khí sốt sắng, nói ra, Diệp đại ca, lần trước ta nói yếu ngươi làm nam nhân của ta, kỳ thực ta cũng chỉ là đùa giỡn, thế nhưng, hiện tại ta hết sức chăm chú mà nói, ta Thủy Mộng Hàm nguyện ý làm Diệp đại ca nữ nhân của ngươi, chỉ cần Diệp đại ca ngươi không chê ta. Chương 1350, Hắc Tuyền đột biến. Khí thế ngập trời. Diệp Thần Phong tự nhiên không biết Thủy Mộng Hàm ý nghĩ trong lòng rồi, hắn khi nghe đến Thủy Mộng Hàm biểu lộ sau đó hắn là một trận không nói gì. Mà Giang Mạc Thiên trên mặt biểu lộ lại là có vẻ trở nên âm trầm, hắn quát lên, được lắm ngươi nông ta nông a hát. Ngược lại,
Giang Mạc Thiên rồi hướng bên cạnh thanh y đàn ông trung niên, ra lệnh, người ra tay đem tiểu tử này giải quyết đi. Nhớ kỹ không nên thương tổn tới nước hai tiểu đà tỷ, bằng không ta nhưng là sẽ đau lòng. Xem ra này Giang Mạc Thiên là không có ý định ra tay rồi, đứng ở hắn bên cạnh thanh y nam nhân, cái hông của hắn mang theo hai cái màu nâu chiến búa, hắn khi nghe đến Giang Mạc Thiên mệnh lệnh sau, hắn đem bên hông hai cái chiến búa nắm trong tay. Ầm, một tiếng, thanh y nam nhân đem hai cái chiến búa đột nhiên va chạm một cái, từ chiến búa bên trong truyền ra một trận hùng vĩ linh khí, cái này hai thanh chiến búa chính là thượng phẩm pháp khí. Thanh y nam nhân che lấp con mắt như ngừng lại Diệp Chỉ Phong trên người, hắn cực kỳ khát máu liếm môi một cái, nói ra tiểu tử, ta sẽ dùng của ta đoạt mệnh búa đem ngươi nện thành bánh thịt, đáng tiếc ngươi vừa vặn không có lựa chọn tự sát a hát. Cầm trong tay hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn là không nói một lời, ý thức tra xét bên trong đan điền thiên địa chi hỏa thanh viêm, trên mặt không có biểu hiện ra cái gì hốt hoảng biểu lộ đến. Cười lạnh đứng ở một bên Giang Mạc Thiên, hắn nói ra, Lục tiểu tử, chờ ngươi chết, sau đó ta sẽ ngay tại chỗ đem nước hai tiểu đà tỷ cho xử trí. Ngẫm lại tại một đời kiếm thần phần mộ trước mặt, ta có thể cùng thủy ra hai tiểu đà tỷ ân ái, chuyện này quả thật là một cái việc vui a hát. Đứng ở Diệp Thần Phong sau lưng Thủy Mộng Hàm, người nghe được Giang Mạc Thiên trong miệng ô ngôn uế ngữ sau, trong con ngươi xinh đẹp của nàng tràn đầy phẫn nộ, ánh mắt hung hăng trừng lên Giang Mạc Thiên này làm cho người buồn nôn đồ vô sỉ. Tay trái cùng trong tay phải phân biệt nắm lấy một thanh chiến búa thanh y nam nhân, hắn khí thế trên người tăng cao lên, một cước bước ra, ầm. Một tiếng, trên mặt đất là trong nháy mắt xuất hiện một cái dấu chân thật sâu, mà thanh y nam nhân bóng người cũng đã xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt. Hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ tốc độ vẫn là vô cùng nhanh chóng, Diệp Thần Phong căn bản là đến không kịp né tránh rồi, hắn chỉ có thể đem trong tay hắc huyền kiếm chắn trước mặt chính mình. Cong, một tiếng. Tại chiến búa cùng hắc huyền kiếm đụng vào nháy mắt, Diệp Thần Phong lập tức cảm thấy từ trên thân kiếm truyền đến nhất cổ trọng lực, cắn cắn cắn, dưới chân hắn bước chân liên tiếp lui về phía sau ba bước, thân trong cơ thể có loại huyết khí dâng lên cảm giác. Hả, thanh y nam nhân không muốn đánh Diệp Thần Phong có thể tiếp được hắn một chiêu này, theo lý tới nói lấy hợp biển cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ thực lực, Diệp Thần Phong sớm đã bị hắn một búa này cho chấn động bay ra ngoài. Thậm chí hẳn là không cách nào từ mặt đất đứng lên rồi, mà bây giờ Diệp Thần Phong nhưng chỉ là lui về phía sau ba bước. Không nên tại làm lỡ thời gian, đánh nhanh thắng nhanh, cho ta lập tức giải quyết xong tiểu tử này. Một bên Giang Mạc Thiên không khỏi nhíu nhíu mày, hắn không kiên trì nhìn lại Diệp Thần Phong cùng thanh y nam nhân đối chiến. Cầm trong tay chiến búa thanh y nam nhân, hắn đương nhiên không dám phản đối Giang Mạc Thiên ra lệnh, vượt á. Vượt á, hắn vặn vẹo cái cổ, từ hắn khớp xương bên trong phát ra xương ma sát âm thanh, hắn hung tàn nói, tiểu tử, xem ra không thể cùng ngươi tốt nhất vui đùa một chút rồi, chiều tiếp theo ta sẽ phải mạng của ngươi. Nói xong, thanh y nam người khí thế trên người lần thứ hai tăng vọt lên, bóng người như quỷ mị xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt, mà cách đó không xa Giang Mạc Thiên Thủy Chung là một cách nhàn nhã tự tại dáng dấp, dưới cái nhìn của hắn một chiêu này, Diệp Thần Phong là chắc chắn phải chết rồi. Diệp Thần Phong nhìn xem xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình thanh y nam nhân, nhìn xem thanh y nam nhân vung lên chiến búa, hắn chỉ có thể đem thanh viêm thả ra ngoài rồi, mà khi Diệp Thần Phong yếu phóng thích thanh viêm thời điểm, cách đó không xa khối này mộ bia, trên mộ bia kiểu chữ dường như con giun bình thường uốn éo chuyển động, khiến người ta căn bản thấy không rõ lắm trên mộ bia chữ. Oanh, một tiếng. Tại thanh y nam nhân chiến búa yếu nện vào Diệp Thần Phong trên đầu thời điểm. Tại Diệp Thần Phong yếu thả ra thanh viêm đem thanh y nam nhân xóa bỏ thời điểm, trên mộ bia kiếm ý tăng mạnh, hùng vĩ vô biên kiếm ý đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Cảnh này khiến Diệp Thần Phong cùng thanh y nam nhân động tác đều hơi dừng lại một chút, tại mạnh mẽ kiếm ý mà trùng kích vào, thanh y nam nhân không khỏi lui về phía sau hai bước, loảng xoảng một tiếng, trong tay chiến búa một cái không cầm chắc, mất rơi đến trên mặt đất. Mà Diệp Thần Phong cùng Thủy Mộng Hàm cũng là sắc mặt khẽ thay đổi, rất rõ ràng cỗ kiếm ý này lực trùng kích, để hai người bọn họ cũng phi thường không dễ chịu. Về phần cách đó không xa Giang Mạc Thiên, hắn cũng nhận được kiếm ý lan đến, bất quá, ánh mắt của hắn là càng thêm nóng rực rồi, chỗ này kiếm thần chi mộ bên trong bảo tàng, hắn Giang Mạc Thiên tình thế bắt buộc.
Diệp Thần Phong nhìn một chút mình và mộ bia khoảng cách còn có cách xa 5 mét, trước hắn đã sớm kinh quá nhiều lần thí nghiệm, phải đi đến cách hắc tuyển cùng mộ bia chỉ còn dư lại 3 mét khoảng cách, này mộ bia mới sẽ sinh ra phản ứng, hiện tại như nào đây có 5 mét khoảng cách, mộ bia liền phát sinh biến hóa rồi. Này cỗ từ trên mộ bia truyền ra kiếm ý tới cũng nhanh, đi cũng cực kỳ nhanh, dưới chân bước chân không kìm lòng được lui về phía sau 2 bước thanh y nam nhân. Hắn phục hồi tinh thần lại sau đó hắn đem mất rơi xuống mặt đất chiến búa cho nhặt lên, sắc mặt có chút khó coi chừng lên Diệp Thần Phong, quát lên, tiểu tử, lúc này ngươi tuyệt đối sẽ không lại vận tốt như vậy. Sùng sục, sùng sục, sùng sục, sùng sục, sùng sục. Nhưng mà, tại thanh y nam nhân tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong, chiếc kia quỷ dị hắc tuyền bên trong toát ra bọt khí là càng ngày càng dày đặc, chỉ là trong nháy mắt. Hắc trên suối vàng toàn bộ được rậm rạp chằng chịt bọt khí cho che kín, từ hắc tuyền bên trong dịn ra nhất cổ cực kỳ khí thế cường hãn, này để người ở chỗ này đều đem ánh mắt tập trung vào hắc trên suối vàng. Phốc, một tiếng, từ hắc tuyền bên trong đột nhiên hướng về bầu trời mãnh liệt gọt xíu, ra một cái màu đen cột nước. Phốc, phốc, tại cái thứ nhất màu đen cột nước phóng lên trời sau, lại ôm liền có hai cái màu đen cột nước phóng lên trời. Này ba cái màu đen cột nước phương thức sắp xếp, tại hắc tuyền bên trong tạo thành một cái ba mũi hình đồ án. Sau đó, hắc tuyền bên trong hình tam giác đồ án nổi lên nhất cổ hào quang màu đỏ ngòm, hào quang màu đỏ ngòm càng ngày càng chói mắt, càng ngày càng chói mắt, thẳng đến chói mắt để tất cả mọi người tại chỗ đều nheo lại tinh nhãn thời điểm. Két, 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 két. Quỷ dị hắc tuyền chung quanh bùn đất là từng tấc nứt toác, hào quang màu đỏ ngòm từ từ được thu liễm. Tại hình tam giác bên trong xuất hiện một cái xoay tròn cấp tốc vòng xoáy. Từ nơi này trong nước xoáy, thật giống có một loại đồ vật đang chậm rãi nhô ra, vật này nhô ra tốc độ phi thường nhanh, như nấm mọc sau mưa măng bình thường. Rất nhanh loại vật này bộ mặt thật liền hiện lên hiện tại tầm mắt mọi người bên trong, đây là một tôn đen nhánh pho tượng có tới cao hơn 10 mét, pho tượng này được khắc họa trông rất sống động. Pho tượng này chính là một vị sắc mặt nghiêm túc đàn ông trung niên, cái này đàn ông trung niên khoác trên người một cái áo choàng, trong tay cầm một thanh khổng lồ kiếm bản to, đầu hơi hơi giơ lên, cho người một loại ngày càng ngạo nghễ, nhìn xuống thiên hạ cảm giác. Cái này đột nhiên từ quỷ dị hắc tuyền bên trong nhô ra pho tượng to lớn, để Diệp Thần Phong cùng Giang Mạc Thiên bọn người lâm vào trong khiếp sợ. Giang Mạc Thiên kích động cả người đều run rẩy, hắn tự nói. Này nhất định là vị kia kiếm thần khi còn sống bộ dáng rồi, nói không chắc tại pho tượng kia bên trong cũng ẩn giấu đi cái gì huyền bí. Giang Mạc Thiên là một khắc cũng đã đợi không kịp, hắn ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, quát lên, tiểu tử, tính là ngươi hảo vận, liền để cho ta tới tự mình ra tay tiễn ngươi trầu trời nhé. Nhưng mà, tại Giang Mạc Thiên muốn động thủ thời điểm, cái kia pho tượng khổng lồ trong con ngươi tránh qua một đạo tinh quang, này pho tượng khổng lồ con ngươi thật giống chuyển động. Tiếp lấy, nhất cổ khí thế bế nghĩa thiên hạ từ pho tượng trên người tán phát ra đến. Luồng khí thế này đột nhiên hướng về Diệp Thần Phong cùng Giang Mạc Thiên đám người ép xuống, phù phù. Một tiếng, thực lực kém nhất Thủy Mộng Hàm trước tiên được luồng khí thế này ép quỳ trên mặt đất. Mà Diệp Thần Phong lại là đem trong tay hắc huyền kiếm cắm vào trong lòng đất, cả người chống đỡ ở hắc huyền trên thân kiếm, hắn nhưng sẽ không tùy ý quỳ xuống, đây là Diệp Thần Phong bản năng một loại cử động. Thế nhưng, từ khắc giống trên người tản mát ra thật khí thế là càng ngày càng dày nặng, Diệp Thần Phong hai chân đều lâm vào trong lòng đất, nhưng thân thể của hắn vẫn là vững vàng chống đỡ lấy hắc huyền kiếm. Phù phù, một tiếng, vừa lúc đó, thanh y nam nhân cũng bị khí thế chèn ép quỳ xuống, hắn nghĩ chính mình không cần thiết cùng luồng khí thế này làm đấu tranh, bằng không lấy thực lực của hắn, hắn vẫn có thể kiên trì không ít thời gian. Lại là phù phù, một tiếng. Giang Mạc Thiên cũng quỳ xuống, hắn thân là thần niệm cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ cao thủ, theo lý tới nói, hắn là có thể kiên trì dài nhất một người, thế nhưng, hắn và thanh y ý tưởng của nam nhân như thế, nếu như một mực cùng luồng khí thế này đấu tranh, nói không chắc sẽ nghẹn thành nội thương, dù sao cũng không phải cho những người khác quỳ xuống, Giang Mạc Thiên trong lòng không có bất kỳ gánh nặng. Tại Giang Mạc Thiên đám người sau khi quỳ xuống, chỉ còn dư lại Diệp Thần Phong một người. Miệng hắn bên trong thật chặt cắn làm răng, khóe miệng tràn ra từng tia tiên huyết, ở trên thế giới này không ai có thể làm cho Diệp Thần Phong cúi xuống đầu gối của hắn, ai cũng không thể. Liền ở Diệp Thần Phong gắt gao chống đỡ thời điểm, ai cũng không có phát hiện,
cái kia pho tượng to lớn, bộ mặt biểu lộ thật giống phát hiện biến hóa, pho tượng khóe miệng vi vi hiện lên một vệt tán thưởng nụ cười. Chương 1351, kiếm ý ngưng tụ mà thành hung thú. Ngập trời khí thế, càng lúc càng kịch liệt, theo pho tượng khổng lồ mặt bộ biểu lộ phát hiện biến hóa rất nhỏ, từ khắc như trên người tán phát ra khí thế không có tiêu tan, trái lại trở nên càng thêm kịch liệt. Đã quỳ trên mặt đất Thủy Mộng Hàm, Giang Mạc Thiên cùng Thanh Y Nam Nhân, trên người bọn hắn đúng là không có áp lực quá lớn rồi, bởi vì bọn họ thuận theo này cỗ ngập trời khí thế, trong lòng căn bản không có phản kháng luồng khí thế này ý niệm. Lợi dụng cắm trên mặt đất bên trong Hắc Huyền Kiếm, vẫn cứ còn tại gắt gao chống đỡ Diệp Thần Phong, kèm theo trên pho tượng trầm trọng khí thế không ngừng áp bức, hắn hai cái chân nhỏ đều lâm vào trong lòng đất, nắm thật chặt Hắc Huyền Kiếm chuôi kiếm hai tay của, có thể là cầm quá mức dùng sức, từ hắn hai bàn tay bên trong chảy ra ấm áp tiên huyết đến. Diệp Thần Phong trong xương chính là một cái quật cường người, cũng không biết tại sao theo luồng khí thế này áp bức, hắn bản năng sinh ra phản kháng, hắn chính là không muốn thuận theo quỳ ở trên mặt đất thượng. A hát! Một tiếng gầm điên cuồng từ Diệp Thần Phong trong cổ họng rít gào mà ra, trên người hắn hợp biển cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ thật khí thế, gần như trong nháy mắt thượng trướng tới cực điểm, trên người hắn mơ hồ tản ra nhất cổ không khuất phục thật khí thế. Diệp Thần Phong tóc theo chung quanh khí lưu nhấp nhô, trong miệng cắn thật chặt trong hàm răng, không ngừng có máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra tới, trên mặt hắn biểu lộ cực kỳ dữ tợn, phảng phất tiến vào một loại điên cuồng trạng thái. Quỳ gối cách đó không xa Giang Mạc Thiên, hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong dĩ nhiên gắt gao không quỳ xuống, hắn cười lạnh nói tiểu tử này cho là mình là ai. Chỉ bằng hắn loại tiểu nhân vật này còn muốn chống cự một đời kiếm thần tàn lưu lại khí thế. Quả thực là không tự lượng sức. Quỳ gối Diệp Thần Phong bên cạnh Thủy Mộng Hàm, nàng nhìn Diệp Thần Phong thống khổ mà lại điên cuồng dáng dấp. Người tuy rằng không biết Diệp Thần Phong tại sao phải kiên trì như vậy. Thế nhưng người không có đi ngăn cản Diệp Thần Phong, người biết Diệp Thần Phong nhất định là có dụng ý của mình. Cái kia pho tượng khổng lồ khóe miệng nụ cười là càng thêm thịnh vượng. Hắn thật giống phi thường hài lòng Diệp Thần Phong hành vi, cái kia pho tượng khổng lồ trên người tránh qua một đạo hắc quang, trên mặt hắn biểu lộ lần thứ hai khôi phục nghiêm túc, đồng thời chung quanh ngập trời khí thế cũng trong nháy mắt biến mất không còn chút nào. Tại ngập trời khí thế biến mất trong nháy mắt, Diệp Thần Phong nhất thời cảm giác trên người nhẹ đi, hắn suýt chút nữa một cái không đứng vững, trực tiếp té lăn quay trên mặt đất, trong miệng hắn hơi hơi thở hổn hển. Cái trán cùng trên gương mặt mồ hôi như là thác nước. Tại Diệp Thần Phong bên cạnh Thủy Mộng Hàm, người vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, giúp đỡ một cái Diệp Thần Phong, quan tâm mà hỏi, Diệp đại ca, ngươi không sao chứ? Diệp Thần Phong không có bị vừa vặn luồng khí thế kia áp đảo, hắn cảm giác trong lòng vui sướng không ngớt. Đây là một loại phi thường cảm giác khó hiểu. Hắn đem hãm xuống mặt đất bên trong hai cái chân kéo ra đi ra, lắc lắc đầu, nói ra, yên tâm, ta không sao. Bất quá, ngươi chẳng mấy chốc sẽ có việc rồi. Tại ngập trời khí thế áp bức biến mất sau đó Giang Mạc Thiên cũng từ trên mặt đất đứng lên. Hắn đối Diệp Thần Phong là càng ngày càng thấy ngứa mắt rồi, vừa vặn liền ngay cả hắn đều thuận theo quỳ xuống. Dựa vào cái gì Diệp Thần Phong cái khu vực này khu hợp biển cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ tiểu tử, hắn dĩ nhiên có thể khổ sở tiếp tục chống đỡ. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có bao nhiêu bổn sự. Vừa vặn ngươi có hay không nghẹn ra nội thương đến, như ngươi loại này rác rưởi, ngươi nên cho ta ngoan ngoãn quỳ xuống, vừa nãy ngươi không phải là không muốn quỳ xuống sao? Như vậy ta hiện tại liền muốn cho ngươi cho ta quỳ xuống. Cho ta Giang Mạc Thiên quỳ xuống. Giang Mạc Thiên hung hăng trừng lên Diệp Thần Phong, hắn quyết định không vội giết chết Diệp Thần Phong rồi, hắn trước tiên phải ở Diệp Thần Phong trên người tìm về một điểm cảm giác ưu việt. Giang Mạc Thiên ánh mắt nóng rực nhìn xem cái kia pho tượng to lớn, hắn đối với bên cạnh Thanh Y Nam Nhân, nói ra, trực tiếp đưa hắn hai cái chân nhỏ cho ta đánh đoạn, sau đó khiến hắn cho ta dập đầu đầy 100 dập đầu, ngươi cho nữa hắn lên đường. Trong tay cầm hai cái chiến búa Thanh Y Nam Nhân, hắn vừa nãy mấy lần ra tay, hắn đều không có giải quyết xong Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn cũng đang khó chịu lắm. Đang nghe được Giang Mạc Thiên mệnh lệnh sau, hắn khí thế trên người tăng vọt, lần này hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục thất thủ, hắn cũng không tiếp tục cho phép chính mình thất thủ. Cầm trong tay hai cái chiến búa Thanh Y Nam Nhân, hắn nhìn xem thở hồng hộc, khóe miệng cùng trong lòng bàn tay chảy tiên huyết Diệp Thần Phong, trên mặt hắn hiện lên một vệt nụ cười tàn nhẫn. Từng bước hướng về Diệp Thần Phong đi tới,
nói ra tiểu tử, vận khí của ngươi chấm dứt. Sùng sục, sùng sục, sùng sục, sùng sục, sùng sục. Chính lúc thanh y nam nhân phất lên trong tay hai cái chiến búa, hắn muốn yếu tốc độ tăng lên đối Diệp Thần Phong triển khai công kích thời điểm, cái kia hắc tuyền lại sản sinh biến hóa, dày đặc màu đen bọt khí lần nữa từ hắc tuyền bên trong xông ra. Biến hóa này để thanh y nam nhân không khỏi dừng lại, hắn hiện tại thật có loại yếu tức giận thổ huyết xúc động rồi, làm sao mỗi lần hắn yếu công kích Diệp Thần Phong thời điểm, hoặc là hắc tuyền phát sinh biến hóa, hoặc là mộ bia phát sinh biến hóa, còn tiếp tục như vậy hắn vẫn có thể giải quyết được rồi Diệp Thần Phong sao? Không phải là bốc lên mấy cái bọt khí sao? Hiện tại coi như là chó này dám kiếm thần phục sinh, cũng không thể nào cứu được ngươi tiểu tử này. Tại vì phục hồi tinh thần lại sau đó thanh y nam nhân là ăn nói ngông cuồng, khí thế trên người không giảm, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt, giống như một con hung thú nhắm ngay con mồi của mình. Mà ngay tại lúc này, từ hắc tuyền bên trong dâng lên một vệt nồng nặc kiếm ý, có thể là bởi hắc tuyền nguyên nhân, cỗ kiếm ý này ở trong không khí không ngừng ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu hình thể khổng lồ màu đen yêu thú. Yêu thú này dáng dấp phi thường quái lạ, thân thể là dường như phóng to bản lang, mà ở trên người nó lại mọc ra bốn con cánh. Bốn cánh ma lang. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Thủy Mộng Hàm không khỏi bật thốt lên, nàng nhìn mắt trong tràn đầy nghi ngờ Diệp Thần Phong, lại giải thích, Diệp đại ca, trong ta gia tộc một bản cổ tịch bên trong là chuyên môn ghi chép các loại yêu thú, vật này dáng dấp cùng bốn cánh ma lang giống nhau như đúc, có người nói bốn cánh ma lang chính là viễn cổ thời đại một loại yêu thú, bây giờ trên đất huyền giới đã sớm diệt tuyệt. Diệp Thần Phong nghe bên cạnh Thủy Mộng Hàm giải thích, ánh mắt của hắn tập trung vào bốn cánh ma lang trên người, bởi vì hắn đã sớm lĩnh ngộ Hàn Băng kiếm ý rồi, cho nên hắn cảm giác được suốt con này bốn cánh ma lang là do một loại kiếm ý ngưng tụ mà thành, cũng không phải thật sự là bốn cánh ma lang. Tại đây bốn cánh ma lang ngưng tụ mà thành nháy mắt, con của nó bên trong tránh qua một đạo hung quang, bóng người dường như gió lốc hướng về thanh y nam nhân lướt tới. Nguyên bản đang chuẩn bị đối Diệp Thần Phong phát động công kích thanh y nam nhân, hắn đang nhìn đến kiếm ý ngưng tụ mà thành bốn cánh ma lang sau, hắn đã sớm lại là lần lâm vào trong khiếp sợ, đợi đến bốn cánh ma lang hướng hắn lướt đến đây thời điểm, hắn mới chậm rãi chỉ hoãn qua một chút thần trí. Mắt thấy chính mình thì không cách nào tránh né, thanh y nam nhân chỉ có thể trước mặt đỡ này bốn cánh ma lang một đòn, hắn trong gân mạch linh khí dòng sông chạy vọt lên, trong tay hai cái chiến búa thượng lập lòe hào quang màu đỏ, nện gõ như núi. Từ thanh y nam nhân hai cái chiến búa bên trên truyền ra hai nguồn sức mạnh, tại thanh y nam nhân sau lưng loáng thoáng xuất hiện một ngọn núi lớn ảo ảnh. Này nện gõ như núi chính là huyền cấp trung phẩm chiến kỹ, chính là thanh y nam nhân ép đáy hòm tuyệt chiêu. Oanh! Một tiếng, nện gõ như núi nặng nề đánh vào, do kiếm ý ngưng tụ mà thành bốn cánh ma lang trên người, mà bốn cánh ma lang không nhìn thẳng thanh y nam nhân một chiêu này, thân thể của nó trực tiếp nhào vào thanh y nam nhân trên người. Thanh y nam nhân thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm cũng không phát ra, khi hắn được nhào tới trong nháy mắt, trên người hắn thật giống được không vài đạo kiếm khí cho lướt qua, thanh y thân thể của nam nhân trong phút chốc trên mặt đất biến thành một bãi thịt giữa. Tại thanh y nam nhân sau khi chết, nhất cổ tinh khiết nồng nặc năng lượng, từ thi thể của hắn bên trong truyền ra, bất quá, nguồn năng lượng này cũng không hề tiến vào Diệp Thần Phong cùng với ở đây bất cứ người nào trong cơ thể, mà là nhanh chóng hướng về giữa bầu trời tản đi rồi. Diệp Thần Phong không khỏi hướng về giữa bầu trời nhìn tới, hắn mơ hồ cảm giác được thanh y nam người trong cơ thể năng lượng, tiến vào bầu trời xa xa bên trong cái kia đạo hắc sắc vết xước bên trong. Này đạo hắc sắc vết xước lúc trước nhưng là để Diệp Thần Phong suýt chút nữa đã bị mất phương hướng tâm trí, cho nên, Diệp Thần Phong ánh mắt cũng không muốn ở trên bầu trời cái kia đạo hắc sắc vết xước trên có quá lâu dừng lại. Từ chết đi thanh y trên thân nam nhân, Diệp Thần Phong lại tìm tòi đã đến một cái trong di tích quy tắc, chỉ có chính mình tự tay giải quyết xong người, bọn hắn trong cơ thể năng lượng mới có một phần được chính mình hấp thu. Diệp Thần Phong nhìn trên mặt đất biến thành một bãi thịt giữa thanh y nam nhân, hắn là gương mặt đáng tiếc, dưới cái nhìn của hắn hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thanh y nam nhân, quả thực chính là một thuốc bổ a hát. Cứ như vậy lãng phí, thật là đáng tiếc. Bất quá, Diệp Thần Phong cũng biết bây giờ không phải là đáng tiếc thời điểm, ánh mắt của hắn là tập trung vào do kiếm ý ngưng tụ mà thành bốn cánh ma lang trên người. Nếu như bốn cánh ma lang hướng hắn cùng Thủy Mộng Hàm phát động công kích lời nói,
hắn chỉ có thể lập tức triển khai linh khí vũ dực mang theo Thủy Mộng Hàm tạm thời tránh mũi nhọn rồi. Chương 1352, chạy trối chết. Liền ngay cả hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thanh y nam nhân, hắn đều được trong nháy mắt cho miểu sát, tuy rằng Giang Mạc Thiên có thần niệm cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thực lực, thế nhưng hắn phi thường rõ ràng chính mình khẳng định cũng không phải này bốn cánh ma lang đối thủ. Do kiếm ý ngưng tụ mà thành bốn cánh ma lang, nó tại đem thanh y nam nhân giải quyết xong sau đó nó cái kia hung quang tuôn ra con ngươi nhìn hướng Giang Mạc Thiên, nồng nặc kiếm ý tại đây bốn cánh ma lang trên người hiện lên, cỗ kiếm ý này bên trong đã bao hàm một loại ý chí bất khuất. Được bốn cánh ma lang nhìn chằm chằm Giang Mạc Thiên, trên mặt hắn cũng không còn phong đạm vân khinh vẻ rồi, trên ngón tay của hắn chữ vật giới chỉ lóe lên, một cái trường kiếm màu xanh lục xuất hiện tại trong tay phải của hắn. Từ trường kiếm trên thân kiếm tránh qua một đạo hào quang màu xanh lục, cái này trường kiếm màu xanh lục chính là thượng phẩm pháp khí. Bốn cánh ma lang đang nhìn đến Giang Mạc Thiên lộ ra trường kiếm màu xanh lục sau đó nó đột nhiên hướng về Giang Mạc Thiên chạy như bay tới. Giang Mạc Thiên thấy thế, trên người hắn khí thế nhấp nhô, trong tay phải trường kiếm màu xanh lục nhắm ngay bốn cánh ma lang, trên người linh khí tăng vọt, trường kiếm màu xanh lục trên thân kiếm cũng phóng ra tia sáng chói mắt. Trong tay hắn trường kiếm màu xanh lục hướng về bốn cánh ma lang quất tới, kiếm khí như cầu vồng. Một đạo lục sắc hung mãnh kiếm khí từ Giang Mạc Thiên trường kiếm trong tay bên trong phóng thích mà ra, làm cho bốn phía không khí đều một chút có phần vặn vẹo lên, dường như muốn trực tiếp đem không khí cho mạnh mẽ bổ ra bình thường. Mà đầu kia do kiếm ý ngưng tụ mà thành bốn cánh ma lang, nó căn bản đối Giang Mạc Thiên chiêu này kiếm khí như cầu vồng ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ thấy cái kia đạo lục sắc hung mãnh kiếm khí tại sắp tiếp cận bốn cánh ma lang thời điểm, bốn cánh ma lang cái miệng lớn như chậu máu vi vi mở ra, từ bồn máu của nó miệng lớn bên trong thả ra nhất cổ kiếm ý. Này Giang Mạc Thiên kiếm khí như cầu vồng tại gặp phải cỗ kiếm ý này sau. Trong khoảnh khắc ở trong không khí biến mất không còn chút nào. Mà bốn cánh ma lang cũng không có đình chỉ dưới chân bước tiến, thân ảnh của nó trong nháy mắt xuất hiện tại Giang Mạc Thiên trước mặt. Giang Mạc Thiên sắc mặt có vẻ hơi trắng xanh, hắn không kịp thi triển bất kỳ chiến kỹ rồi, chỉ có thể đem trong cơ thể linh khí rót vào tới trong tay trường kiếm màu xanh lục bên trong, đem trường kiếm màu xanh lục bay thẳng đến bốn cánh ma đầu sói đâm vào đi. Trường kiếm màu xanh lục là thông suốt liền đâm vào bốn cánh ma đầu sói trong, đáng tiếc là này căn bản cũng không phải là thật sự bốn cánh ma lang, chỉ là do kiếm ý ngưng tụ mà thành bốn cánh ma lang mà thôi. Cho nên chiêu kiếm này với trước mắt con này do kiếm ý ngưng tụ bốn cánh ma lang là không có ảnh hưởng chút nào. Két, 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 ầm. Đâm vào bốn cánh ma lang trong đầu trường kiếm màu xanh lục, phảng phất được nhất cổ sức hút cho một mực hút vào, tại trường kiếm màu xanh lục trên thân kiếm xuất hiện từng đạo vết rạn nứt. Sau đó, chỉnh thanh trường kiếm màu xanh lục trực tiếp nổ tung thành bột phấn. Gào. Do kiếm ý ngưng tụ mà thành bốn cánh ma lang. Cổ họng của nó bên trong phát ra rít lên một tiếng, thanh này rít gào bên trong hàm chứa năng lượng mạnh mẽ chấn động. Nguồn năng lượng này chấn động trực tiếp đánh vào Giang Mạc Thiên trên người. Giang Mạc Thiên thân thể tại thừa nhận lấy nguồn năng lượng này công kích sau. Cả người hắn bay thẳng đến mặt sau bay ngược ra ngoài, ầm. Một tiếng, thân thể đụng vào trên một tảng đá to lớn. Giang Mạc Thiên khóe miệng không ngừng tràn ra tiên huyết. Sắc mặt của hắn có vẻ càng thêm tái nhợt, hắn nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt đã tràn ngập hốt hoảng thần sắc, ở trong mắt hắn này bốn cánh ma lang thật là đáng sợ, liền liền thượng phẩm pháp khí cũng trực tiếp được bốn cánh ma lang cho biến thành bột phấn. Mắt thấy đầu kia do kiếm ý ngưng tụ mà thành bốn cánh ma lang lần thứ hai vào tới. Giang Mạc Thiên trên mặt tránh qua một vệt đau lòng vẻ, hắn chữ vật giới chỉ lóe lên. Một mặt màu xanh tấm khiên liền xuất hiện tại trước mặt hắn. Này màu xanh trên tấm chắn khắc họa một cái trông rất sống động thanh long, theo, Giang Mạc Thiên điên cuồng đem trong cơ thể mình linh khí rót vào đến tấm khiên bên trong, chỉnh mặt màu xanh tấm khiên không ngừng trướng lớn lên, thanh Giang Mạc Thiên nghiêm nghiêm thật thật chắn mặt sau. Khối này màu xanh tấm khiên tên là thanh long lá chắn, chính là phòng ngự hệ hạ phẩm linh khí, đồng dạng cũng là Giang Mạc Thiên trên người duy nhất một cái linh khí. Đây là hắn sư phụ Tống Xuân Mi cho hắn lúc mấu chốt bảo mệnh dùng. Nhưng mà, đầu kia do kiếm ý gắn kết mà thành bốn cánh ma lang, nó hóa thành một đạo xoay tròn cơn lốc, đột nhiên đụng vào thanh long lá chắn bên trên. Đùng! Một tiếng vang trầm thấp,
ở trong không khí vang vọng ra. Chi, 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 thanh âm chói tai không ngừng vang lên. Chỉ thấy bốn cánh ma lang tại hóa thành một đạo xoay tròn cơn lốc, sau đó xoay tròn cơn lốc là vững vàng chặn lại thanh long lá chắn, nỗ lực tại thanh long lá chắn thượng chui ra một cái lỗ khổng đến. Mà thanh long lá chắn bên trên không ngừng nổi lên hào quang màu xanh, bất quá, theo cơn lốc không ngừng xoay tròn, thanh long lá chắn thượng ánh sáng màu xanh đang từ từ mờ đi. Từ thanh long lá chắn chính giữa bắt đầu, từng cái vết nứt tại chiều bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Đứng ở thanh long lá chắn phía sau Giang Mạc Thiên, hắn đang nhìn đến liền ngay cả thanh long lá chắn cũng phải bị phá hủy, sau đó hắn giờ khắc này căn bản không lo được cái gì kiếm thần chi mộ rồi. Hắn đem trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển tới cực hạn, bóng người hướng về mặt sau chật vật lao đi rồi. Một tiếng, liền ở Giang Mạc Thiên chạy trối chết thời điểm, cả khối thanh long lá chắn trực tiếp bạo liệt ra, đạo kia xoay tròn cơn lốc lần thứ hai khôi phục bốn cánh ma lang bộ dáng. Giang Mạc Thiên lợi dụng thanh long lá chắn ngược lại là cho mình gia tăng rồi một ít trốn chạy thời gian, thân ảnh của hắn đã là chạy ra mảnh đất trống này, mà do kiếm ý gắn kết mà thành bốn cánh ma lang, nó chỉ đuổi tới đất trống biên giới, thật giống bởi vì một loại nào đó hạn chế, nó không cách nào đi ra mảnh đất trống này, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Mạc Thiên trốn. Về phần đứng ở cách đó không xa Diệp Thần Phong, hắn đang nhìn đến này cỗ thay đổi thất thường kiếm ý cường hãn như vậy sau. Hắn nơi nào còn có lưu lại ý tứ. Hắn ôm một cái thủy mộng hàm thon thả, nỗ lực muốn triển khai linh khí vũ dực, mang theo thủy mộng hàm rời đi nơi này rồi. Mà khi Diệp Thần Phong đem linh khí truyền tới trên lưng thời điểm, phía sau lưng của hắn thượng cả cái gì một chút phản ứng cũng không có, này làm cho hắn là sốt ruột lên, mà lúc này, đầu kia do kiếm ý ngưng tụ mà thành bốn cánh ma lang, nó đưa mắt nhìn Diệp Thần Phong cùng thủy mộng hàm trên người. Đồng thời đã đem bọn hắn đường đi của hai người cho phong tỏa ngăn cản rồi. Không phải đâu, có muốn hay không như thế lừa bố mày. Diệp Thần Phong hiện tại mới nghĩ đến, có thể là bởi vì trong di tích thiên địa pháp tắc hạn chế, hắn căn bản vô pháp ở nơi này thi triển linh khí vũ dực. Nhìn cách đó không xa nhìn chằm chằm bốn cánh ma lang, ôm thủy mộng hàm thon thả Diệp Thần Phong, trong đầu hắn suy nghĩ cấp tốc chuyển động. Một bên khác. Liều mạng đào tẩu Giang Mạc Thiên, thân ảnh của hắn rất nhanh liền chạy ra mảnh này âm trầm sơn mạch, đang nhìn đến bốn cánh ma lang cũng không hề đuổi theo, sau đó hắn mới xem như là nặng nề thở ra một hơi. Hắn giờ khắc này mái tóc có phần rối tung, y phục trên người cũng có nhiều chỗ tổn hại, muốn từ bản thân hạ phẩm linh khí thanh long lá chắn đều báo hỏng, này làm cho hắn là cực kỳ không sảng khoái. Theo Giang Mạc Thiên bây giờ còn tại kiếm thần chi mộ chung quanh Diệp Thần Phong cùng Thủy Mộng Hàm là chắc chắn phải chết rồi, hắn không cần thiết tốn tâm tư đi suy nghĩ nhiều cái kia hai con run dế rồi, hắn không cam lòng cứ như vậy từ bỏ cái này kiếm thần chi mộ, có thể bằng vào một mình hắn thực lực, hắn căn bản không dám nữa bước vào kiếm thần chi mộ chu vi rồi. Lúc này đối với Giang Mạc Thiên tới nói là tổn thất nặng nề, không chỉ có hạ phẩm linh khí bị hủy. Hơn nữa còn chết rồi một tên hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, tên kia thanh y nam nhân là Giang Mạc Thiên người ủng hộ. Mà lần này Âm Minh Tông tiến vào trong di tích người, chỉ có hai người tại hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, một gã khác ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ nhưng là Âm Minh Tông Vương Tiềm người ủng hộ, Vương Tiềm cùng Giang Mạc Thiên chính là lần này thánh tử nhiệt môn nhân tuyển. Tình huống bây giờ đối với Giang Mạc Thiên tới nói là phi thường bất lợi. Hắn tại trái lo phải nghĩ, sau đó hắn khí thế trên người trong chớp mắt để được đưa lên, bàn tay phải hướng về giữa bầu trời duỗi ra, từ bàn tay phải của hắn bên trong đột nhiên thả ra một trái cầu lửa thật lớn, cái này hỏa cầu phóng lên trời, ầm. Một tiếng, ở trên bầu trời bạo liệt ra, phóng ra ánh sáng hoa mỹ màu. Giang Mạc Thiên quyết định đem phụ cận người toàn bộ hấp dẫn lại đây, hắn yếu lợi dụng những người khác cùng đi thăm dò kiếm thần chi mộ. Cái này cũng là hắn hiện tại biện pháp duy nhất rồi, bằng không hắn chỉ có thể từ bỏ này kiếm thần chi mộ. Chương 1353, bất khuất kiếm ý. Âm u sơn mạch, kiếm thần chi mộ vị trí. Nguyên vốn chuẩn bị ôm thủy mộng hàm, lợi dụng linh khí vũ dực rời đi Diệp Thần Phong, hắn tại phát hiện mình không cách nào triển khai linh khí vũ dực sau, hắn thật có loại muốn xúc động mà chửi thề rồi. Nhìn xem phía trước mặt cách đó không xa do kiếm ý ngưng tụ mà thành bốn cánh ma lang, hiện tại nhưng thật không phải đùa giỡn thời điểm a hát. Ôm thủy mộng hàm thon thả Diệp Thần Phong, tay phải hắn bên trong nắm thật chặt hắc huyền kiếm,
nếu hắn không cách nào triển khai linh khí vũ dực, như vậy hắn chỉ có thể cùng trước mặt bốn cánh ma lang liều mạng một lần rồi, tranh thủ có thể tìm tới một tia chạy khỏi nơi này cơ hội. Nhưng mà, đầu kia do kiếm ý ngưng tụ mà thành bốn cánh ma lang, từ trong con ngươi của nó bắn ra hai đạo hào quang màu xanh lam, Diệp Thần Phong cùng Thủy Mộng Hàm lực chú ý một mực tập trung ở bốn cánh ma lang trên người, đương nhiên bọn hắn cũng nhìn thấy cái này hai đạo ánh sáng màu lam rồi. Bất quá, tại hai người bọn họ nhìn thấy cái này hai bôi từ bốn cánh ma lang trong con ngươi bắn ra ánh sáng màu lam sau, hai người bọn họ thân thể đột nhiên cứng đờ, trên người đột nhiên được nhất cổ lực lượng vô danh kiềm chế, thậm chí ngay cả đầu ngón tay đều không thể nhúc nhích một chút. Cảm giác được thân thể mình biến hóa Diệp Thần Phong, hắn sắc mặt khẽ thay đổi, trong cơ thể điên cuồng khởi động linh khí dòng sông, tướng khí thế bạo phát đã đến đỉnh điểm nhất, đáng tiếc tất cả những thứ này đều là uổng công vô ích, hắn căn bản vô pháp thoát khỏi này cỗ không hiểu sức mạnh kiềm chế. Mộ bia bên cái kia pho tượng to lớn, trên mặt hắn biểu lộ lần thứ hai trở nên rất sống động lên, đầu kia do kiếm ý ngưng tụ mà thành bốn cánh ma lang, trong nháy mắt hóa thành một đạo khinh phong, chui vào pho tượng khổng lồ bên trong. Từ trên pho tượng tản ra một đạo hào quang màu tím, luồng hào quang màu tím này đem Diệp Thần Phong cho bao phủ ở trong đó. Mà Thủy Mộng Hàm nhưng là được hào quang màu tím bài trừ ở bên ngoài. Được hào quang màu tím bao phủ lại Diệp Thần Phong, hắn cảm giác đầu của mình bên trong chóng mặt. Mí mắt phảng phất có nặng ngàn cân rồi, nhất cổ ủ rũ cuốn sạch lấy ý thức của hắn, rất nhanh, hắn liền đứng tại chỗ, hoàn toàn nhắm hai mắt lại, giống như là đứng đấy liền ngủ mất rồi. Mà bị hào quang màu tím bài trừ Thủy Mộng Hàm, của nàng thân thể khôi phục năng lực hoạt động, người đang nhìn đến Diệp Thần Phong được hào quang màu tím bao phủ trong đó sau. Người cũng muốn đi vào hào quang màu tím trong, thế nhưng, hào quang màu tím ngoại vi thật giống có một tầng bức tường vô hình, đem Thủy Mộng Hàm cho vững vàng chắn bên ngoài. Thủy Mộng Hàm đem hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong khí thế để được đưa lên, hai con bàn tay trắng nõn nhanh chóng hướng về hào quang màu tím vỗ tới. Trong không khí là linh khí phân tán. Ầm, 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 ầm. Từng tiếng vang trầm vang vọng tại trong không khí, Thủy Mộng Hàm công kích căn bản vô pháp lay động hào quang màu tím này. Diệp đại ca, người có thể nghe được thanh âm của ta không? Thấy được hào quang màu tím bao phủ Diệp Thần Phong chậm chạp không hề trả lời, chính mình cũng căn bản không tiến vào được hào quang màu tím bên trong, không còn biện pháp Thủy Mộng Hàm. Người chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi, người đương nhiên không thể đem nàng Diệp đại ca một người ở lại chỗ này rồi. Được hào quang màu tím bao phủ Diệp Thần Phong, trải qua một trận đầu tráng váng hoa mắt sau đó khi hắn lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, hắn phát xuất hiện ý thức của mình đi tới một cái phi thường đen nhánh địa phương. Diệp Thần Phong cẩn thận đánh giá bốn phía một cái, hắn phát hiện ở phía trước chính mình từ từ xuất hiện một vệt ánh sáng, tiếp lấy. Chung quanh hắn toàn bộ phát sáng lên. Tại Diệp Thần Phong chu vi xuất hiện một đạo lại một đạo bóng người, những bóng người này Diệp Thần Phong đều vô cùng quen thuộc. Có thôn vệ đế quốc quốc vương, có ngày minh minh chủ Nghiêm Phi Trần, có cổ võ giới rất nhiều môn phái trưởng môn. Những người này đều là chết ở Diệp Thần Phong trên tay. Thậm chí cuối cùng liền linh dược cốc ngũ trưởng lão Vương Vĩnh Tinh, Nam Nguyên Vương Triều hiểu rõ công chúa Tưởng Vân Đình. Nam Nguyên Vương Triều Hộ Quốc Tướng Quân Nhi Tử Trương Văn Hiên, Thủy Gia Đại Trưởng Lão Cháu Trai Giang Tuấn Thiên cùng Giang Tuấn Hoa, cùng với Âm Minh Tông Tống Xuân Mi cùng Giang Mạc Thiên đôi thầy trò này vân vân, bọn hắn cũng một cái tiếp liền một cái xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt. Những người này hầu như có thể nói là Diệp Thần Phong trên đất huyền giới kẻ thù. Những kia từng chết ở Diệp Thần Phong trên tay người, những kia bây giờ trên đất huyền giới hận không giết được Diệp Thần Phong người. Bọn hắn từng cái hướng về Diệp Thần Phong tụ lại, đem Diệp Thần Phong cấp bao vây vào giữa, từ những người này trên người dâng lên từng đạo cường hãn bất khả tư nghị khí thế, từng tiếng khinh thường lời nói từ những người này trong miệng truyền ra. Diệp Thần Phong, lẽ nào muốn còn muốn phản kháng sao? Lẽ nào ngươi cho là mình hội là chúng ta những người này đối thủ? Ngươi chính là cái không hơn không kém rác rưởi mà thôi. Diệp Thần Phong. Ngươi căn không xứng làm đối thủ của chúng ta, nếu như ngươi thức thời, ngươi lập tức cho ta tự sát. Tiểu tử, ngươi chính là một con nhược nhỏ đến đáng thương run rế mà thôi, ngươi không có tư cách sống trên thế giới này, thân là một con run rế, ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể được chúng ta cho đạp ở dưới bàn chân. Tiểu tử,
Các loại đến chúng ta động thủ cũng không phải là giết chết ngươi đơn giản như vậy, chúng ta sẽ đem người nhà của ngươi từng cái toàn bộ giết sạch, để ngươi biết cái gì gọi là chân chính thống khổ. Ngươi vẫn là lựa chọn tự sát đi. Tự sát, tự sát, tự sát. Được những người này bao vây vào giữa Diệp Thần Phong, hắn cảm thụ từng đạo khí thế cường hãn, nghe những này châm chọc khiêu khích lời nói, đặc biệt là cái kia từng tiếng tự sát, quả thực như là một đạo ma âm bình thường vang vọng ở lỗ tai của hắn bên, cho dù Diệp Thần Phong làm sao vung cái đầu, hắn cũng không cách nào để những thanh âm này biến mất. Diệp Thần Phong nhìn xem trên mặt mang theo khinh thường Tống Xuân Mi cùng Giang Mạc Thiên đám người, cùng với đã sớm chết ở trên tay hắn Thiên Minh Minh chủ Nghiêm Phi Trần đám người. Song quyền của hắn nắm thật chặt, đầu ngón tay hoàn toàn lâm vào trong lòng bàn tay, trong lòng có nhất cổ không cách nào phát tiết ra ngoài tức giận. Diệp Thần Phong trong con ngươi là tràn đầy không khuất phục vẻ mặt, hắn đột nhiên chợt quát lên, các ngươi tính là thứ gì? Ta Diệp Thần Phong sớm muộn cũng sẽ đem bọn ngươi từng cái toàn bộ giết chết, gia nhân của ta ta sẽ bảo vệ tốt, trên thế giới này không ai có thể đến uy hiếp ta Diệp Thần Phong, không có bất kỳ người nào có thể. Diệp Thần Phong gân xanh trên trán nổi lên, hai con mắt huyết hồng một mảnh, trên người hiện lên nhất cổ vĩnh viễn không khuất phục thật khí thế, ánh mắt của hắn hung mãnh quét mắt đưa hắn vây lại người. Không tệ, không tệ, người miễn cưỡng có tư cách làm người thừa kế của ta rồi. Một đạo thanh âm đột ngột tại Diệp Thần Phong vang lên bên tai, này làm cho Diệp Thần Phong hơi hơi ngẩn người, tiếp lấy, chung quanh hắn từng đạo bóng người đều từng cái biến mất rồi. Diệp Thần Phong cũng cảm giác được một ít chuyện, nhưng Nghiêm Phi Trần đám người đã sớm chết, căn bản không khả năng xuất hiện ở nơi này, như vậy vừa vặn hết thảy đều ảo giác, nhưng kia chút ảo giác lại là chân thực như thế, chậm rãi tính táo lại Diệp Thần Phong, sau lưng của hắn là toát ra một thân mồ hôi lạnh. Tại tất cả mọi người bóng người đều biến mất sau đó Diệp Thần Phong phát hiện mình tại thân ở một mảnh bao la vô biên trên đất trống, mà tại đây trên đất trống lại cắm đầy từng thanh không cùng loại bảo kiếm. Phóng tầm mắt nhìn quả thực là một mảnh kiếm hải a hát. Tại Diệp Thần Phong trước mặt đứng chắp tay một người trung niên nam nhân, tên này đàn ông trung niên đưa lưng về phía hắn, trên người mặc khoác một cái màu đen áo choàng, tên này đàn ông trung niên từ từ xoay người qua, trong ánh mắt đối Diệp Thần Phong tràn đầy thưởng thức. Diệp Thần Phong đang nhìn đến tên này đàn ông trung niên sau, hắn hơi sững sờ, bởi vì hắn phát hiện tên này đàn ông trung niên dáng dấp. Dĩ nhiên cùng cái kia pho tượng khổng lồ bộ dáng là giống nhau như đúc, lẽ nào này đàn ông trung niên chính là kiếm thần Hạ Vô Cực. Diệp Thần Phong thật nhanh sửa sang lại trong đầu suy nghĩ, hắn hỏi dò, ngươi là kiếm thần Hạ Vô Cực. Tên kia đàn ông trung niên khẽ gật đầu, nói ra, tại ta khi còn sống, giống như là có người gọi ta là kiếm thần. Hạ Vô Cực tiếp tục nói, biểu hiện của ngươi phi thường để cho ta thỏa mãn. Đặc biệt là ngươi trong xương không khuất phục tính cách, ta Hạ Vô Cực tại khi còn sống không có bất cứ người nào truyền thừa y bát của ta, hôm nay ta cuối cùng tính có thể mang của ta bất khuất kiếm ý truyền thừa tiếp rồi, tiểu tử, hy vọng bất khuất kiếm ý ở trong tay ngươi vẫn như cũ có thể đủ vô cùng cường đại. Còn không có đợi Diệp Thần Phong kịp phản ứng lại đây, chỉ thấy Hạ Vô Cực thủ chỉ vi vi bắn ra, một đạo màu nâu ánh sáng trong nháy mắt chui vào Diệp Thần Phong bên trong thân thể. Này làm cho Diệp Thần Phong là có chút không ứng phó kịp. Ta đã đem bất khuất kiếm ý hạt giống cắm vào bên trong đan điền của ngươi rồi, ngươi chỉ là đạt được ta bước đầu tán thành mà thôi, về phần ngươi có thể đạt được hay không bất khuất kiếm ý tán thành, này muốn xem chính ngươi, một khi tương lai ngươi đã nhận được bất khuất kiếm ý tán thành, như vậy ngươi bên trong đan điền kiếm ý hạt giống liền sẽ bạo phát, đến lúc ấy, ngươi mới coi như là chân chính có thể nắm giữ bất khuất kiếm ý. Hạ Vô Cực chậm rãi giải thích. Chương 1354, cao thủ hội tụ. Kiếm ý tăng lên. Diệp Thần Phong nội thị đan điền, hắn phát xuất hiện đan điền của mình bên trong nhiều hơn một viên tông màu nâu hạt giống. Đây chính là Hạ Vô Cực chỗ nói kiếm ý mầm móng. Diệp Thần Phong không khỏi hỏi ta đây là ở nơi nào? Còn có bất khuất kiếm ý là cái gì? Ý thức của ngươi tiến vào ta sáng tạo một cái trong ảo cảnh. Vừa vặn tại ngươi xuất hiện trước mặt những bóng người kia, là ta lợi dụng trí nhớ của ngươi chế tạo ra, về phần bất khuất kiếm ý chính là một loại phi thường đặc biệt kiếm ý. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra. Cái gọi là bất khuất kiếm ý, chính là muốn vĩnh viễn không khuất phục, mặc kệ ngăn ở trước mặt ngươi chính là trời vẫn là địa, ngươi cũng không có thể hạ thấp đầu của mình, một khi ngươi về mặt tư tưởng khuất phục,
như vậy bất khuất kiềm ý liền sẽ trong khoảnh khắc tiêu tan. Diệp Thần Phong khi nghe đến Hạ Vô Cực lời nói sau, hắn lại hỏi, chúng ta tiến vào chỗ này di tích cũng là ngươi sáng tạo sao? Hạ Vô Cực vẻ mặt có phần cô đơn nói, đây chỉ là ta lưu lại một tia thần niệm rồi, vì chính là đợi được có người đến kế thừa của ta bất khuất kiềm ý, khi còn sống phần lớn sự tình ta đều không nhớ rõ, bất quá, ta hẳn là có thể khẳng định, lời ngươi nói chỗ này di tích cũng không phải ta sáng tạo. Ngược lại, Hạ Vô Cực lại nói, tiểu tử, ngươi nên trả lĩnh ngộ băng chi kiếm ý đây này chứ. Ngươi băng chi kiếm ý vừa vặn đạt đến cấp một viên mãn tầng thứ. Diệp Thần Phong biết Hạ Vô Cực chỗ nói băng chi kiếm ý, phải là hắn lĩnh ngộ hàn băng kiếm ý, nhưng này nhất giai viên mãn lại là cái gì? Diệp Thần Phong không khỏi hỏi, Hạ tiền bối, cái gì gọi là cấp một viên mãn? Hạ Vô Cực một mặt ngu ngốc nhìn xem Diệp Thần Phong, giải thích, ngươi ngay cả kiếm ý đẳng cấp cũng không biết. Mỗi một loại kiếm ý đều chia làm cấp 1 đến thập giai, kiếm ý đẳng cấp càng cao. Ngươi có thể phát huy ra power cũng lại càng lớn, thập giai đỉnh cấp kiếm ý được gọi là đại viên mãn kiếm ý. Ta khi còn sống đã đem bất khuất kiếm ý tu luyện đến đại viên mãn, ta cắm vào ngươi bên trong đan điền kiếm ý hạt giống. Một khi ngươi có thể kích phát, như vậy ngươi không chỉ đem trong nháy mắt nắm giữ bất khuất kiếm ý, ngươi không khuất kiếm ý đẳng cấp trả sẽ trực tiếp tiêu thăng đến thất giai tầng thứ. Nếu như ngươi có thể sớm mấy năm đi tới nơi này, hay là ta là có thể đem đại viên mãn bất khuất kiếm ý trực tiếp truyền thừa cho ngươi, nói cách khác một khi ngươi kích phát kiếm ý hạt giống, bất khuất kiếm ý đẳng cấp đem trực tiếp đến đại viên mãn. Đáng tiếc là những năm này kiếm ý hạt giống bên trong kiếm ý trôi mất rất nhiều, bất quá. Thất giai bất khuất kiếm ý cũng vô cùng mạnh mẽ rồi, một khi ngươi kích phát kiếm ý hạt giống. Ngươi nên dùng không được bao nhiêu năm là có thể đem bất khuất kiếm ý tăng lên tới đỉnh cấp đại viên mãn. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh cùng bóng đen người Giang Vận Thiên. Hai người bọn họ đương nhiên cũng là biết kiếm ý đẳng cấp phân chia, chỉ là bọn hắn trước đó đều đã quên cho Diệp Thần Phong giới thiệu. Bây giờ Diệp Thần Phong từ Hạ Vô Cực trong miệng biết được kiếm ý còn có đẳng cấp phân chia, mà hắn lĩnh ngộ hàn băng kiếm ý dĩ nhiên mới cấp một tầng thứ. Này làm cho hắn cảm giác mình quả thực là nhược bạo rồi. Nếu để cho địa huyền giới còn lại trời mới biết Diệp Thần Phong giờ khắc này trong lòng suy nghĩ. Bọn hắn nhất định sẽ lệ rơi đầy mặt. Đại đa số thiên tài căn bản liền kiếm ý đều lĩnh ngộ không được. Cho dù có như vậy mấy người có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Này kiếm đạo một đường tu luyện cực kỳ gian nan. Thậm chí có phần lớn lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài. Bọn hắn cả đời cũng chỉ có thể đủ dừng lại tại cấp một tầng thứ. Về phần vừa vặn Hạ Vô Cực nói, một khi Diệp Thần Phong kích phát rồi bên trong đan điền kiếm ý hạt giống, Diệp Thần Phong liền không dùng được mấy năm liền có thể đem bất khuất kiếm ý tăng lên đến đại viên mãn, điều này là bởi vì kiếm ý hạt giống bên trong đã bao hàm Hạ Vô Cực đúng không khuất kiếm ý lý giải. Chỉ cần Diệp Thần Phong có thể kích phát kiếm ý hạt giống, như vậy Diệp Thần Phong tự nhiên cũng sẽ đem Hạ Vô Cực đối với bất khuất kiếm ý lý giải toàn bộ tiếp nhận rồi. Đến lúc đó Diệp Thần Phong tu luyện khởi bất khuất kiếm ý đương nhiên là làm ít mà hiệu quả nhiều được rồi. Tiểu tử, khoảng cách ta đây một tia thần niệm biến mất, còn có một quãng thời gian, ta liền tới giúp ngươi tăng lên một cái băng chi kiếm ý đi. Hạ Vô Cực tay áo vung lên, chu vi trong nháy mắt biến thành một mảnh hàn băng thế giới, bất quá, trên mặt đất nhưng vẫn là cắm đầy nhiều loại bảo kiếm. Chính ngươi chọn một thanh kiếm đi, sau đó dùng băng chi kiếm ý đến công kích ta. Hữu hảo lâu đều không có cùng người đối chiến, hôm nay đúng là có thể hoạt động một chút gân cốt. Hạ Vô Cực một mặt lạnh nhạt nói, Diệp Thần Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ tăng cao thực lực cơ hội rồi, hắn lập tức tiện tay đem băng tuyết bên trong một cái trường kiếm màu trắng rút ra, trong cơ thể hàn băng kiếm ý hơi động, trên thân kiếm trong nháy mắt toát ra uy nghiêm đáng sợ hàn khí, vung tay phải lên, một cái có tới dài hơn 2 mét kiếm khí hướng về Hạ Vô Cực bay đi. Hạ Vô Cực tay áo vung lên, Diệp Thần Phong phát ra kiếm khí nhất thời đương nhiên vô tồn, hắn nói ra, người băng chi kiếm ý chỉ là bình hoa di động a hát. Cái gọi là băng chi kiếm ý, kiếm khí làm lạnh lẽo đến xương, phải có một kiếm vung ra, hàn khí che trời thật khí thế. Nghe được Hạ Vô Cực đem chính mình hàn băng kiếm ý giáng chức không đáng giá một đồng, Diệp Thần Phong trong lòng cũng có chút khó chịu, trong cơ thể hắn hàn băng kiếm ý lần thứ hai hơi động. Thân kiếm trong nháy mắt được màu trắng sương mù cho bao trùm rồi, từ trên thân kiếm còn mơ hồ truyền đến một trận tiếng rồng ngâm, này làm cho Hạ Vô Cực trong con ngươi hiện lên một vệt vẻ khiếp sợ.
Long tượng cửu thiên. Một cái màu trắng cự long đột nhiên từ Diệp Thần Phong trong thân kiếm nhảy ra, hung mãnh hướng về Hạ Vô Cực tịch quyển nhi đi. Hạ Vô Cực tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại với nhau, hắn khép lại ngón tay hướng về màu trắng cự long nhẹ nhàng vạch một cái, ầm. Một tiếng, toàn bộ màu trắng cự long lập tức bạo liệt ra, Hạ Vô Cực lạnh nhạt nói, đúng vậy, này trong vòng nhất chiêu dung hợp một loại chiến kỹ, khí thế ngươi ngược lại là có một ít rồi, nhưng còn chưa đủ ác liệt. Tiếp đó, ta cũng sẽ không đứng tại chỗ cho ngươi công kích, ta sẽ đem thực lực áp chế tới trình độ nhất định, ngươi phải làm tốt tử vong chuẩn bị, một khi ý thức của ngươi ở nơi này tiêu tan, như vậy tại trên thực tế ngươi sắp biến thành một kẻ ngu ngốc. Nghe vậy, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, hắn nghe được suốt Hạ Vô Cực cũng không đang nói đùa, khi hắn còn muốn nói một câu thời điểm, chỉ thấy Hạ Vô Cực thân ảnh đã hướng hắn lướt đã tới. Âm U Sơn Mạch bên ngoài. Tại Diệp Thần Phong tiếp thu kiếm thần Hạ Vô Cực huấn luyện lúc, Âm Minh Tông Giang Mạc Thiên một mực tại ngoài dãy núi chờ, khi hắn hướng về giữa bầu trời phát ra động tĩnh cực lớn sau, đã có lục tục người đến nơi này. Trước hết được hấp dẫn tới là ba tên hợp biển cảnh tam trọng thiên tán tu, Giang Mạc Thiên cũng không hề lập tức đối cái kia ba tên tán tu giải thích, mà là để ba tên tán tu trước tiên cùng hắn đồng thời chờ. Tại ba tên hợp biển cảnh tam trọng thiên tán tu đến không bao lâu sau, Thủy gia đại trưởng lão tiểu tôn tử Giang Tuấn Hoa cũng đi tới ngoài dãy núi, giờ khắc này, Giang Tuấn Hoa hầu như máu me khắp người, quần áo cũng rách dưới, bất quá, Giang Tuấn Hoa tinh thần lại là cực kỳ tốt, hắn thì ra là thực lực chỉ có hợp biển cảnh nhị trọng thiên trung kỳ, bây giờ thực lực của hắn đã tới hợp biển cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ rồi. Xem ra này Giang Tuấn Hoa là thông qua giết người đến tăng cao thực lực, hắn cũng đã biết rồi chỗ này di tích đặc thù thiên địa pháp tắc rồi. Giang Tuấn Hoa mới vừa vặn đến ngoài dãy núi, ánh mắt của hắn liền nhìn hướng ba tên hợp biển cảnh tam trọng thiên tán tu, trong ánh mắt hung quang không hề che giấu chút nào, cũng may, Giang Mạc Thiên đúng lúc mở miệng nói, ngươi là Giang Tuấn Thiên đệ đệ Giang Tuấn Hoa. Giang Mạc Thiên nhớ rõ ràng khi tiến vào di tích trước, này Giang Tuấn Hoa mới hợp biển cảnh nhị trọng thiên trung kỳ tầng thứ, bây giờ mới qua thời gian bao lâu. Này Giang Tuấn Hoa thực lực liền đã tới hợp biển cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ. Theo Giang Mạc Thiên, Giang Tuấn Hoa nhất định là gặp kỳ ngộ gì rồi. Giang Tuấn Hoa tự nhiên biết mình chả không phải là đối thủ của Giang Mạc Thiên, hắn nhìn ra được Giang Mạc Thiên chả cũng không biết trong di tích đặc thù thiên địa pháp tắc, hắn gật đầu nói ta là Giang Tuấn Hoa. Đang xác định thân phận của Giang Tuấn Hoa sau đó Giang Mạc Thiên thanh đại khái sự tình nói một lần, đương nhiên hắn cũng không có nói ra chính mình truy sát Thủy Mộng Hàm sự tình. Chỉ nói là Thủy Mộng Hàm cùng Diệp Thần Phong bị vây ở kiếm thần trong mộ địa. Giang Tuấn Hoa khi nghe đến Giang Mạc Thiên miêu tả sau, tuy rằng Giang Mạc Thiên chưa có nói ra tên Diệp Thần Phong, nhưng hắn biết cùng với Thủy Mộng Hàm nhất định là Diệp Thần Phong. Hắn một mặt thất vọng nói ra, chiếu ngươi nói như vậy, Thủy Mộng Hàm cùng tiểu tử kia là nhất định sẽ chết ở kiếm thần trong mộ địa. Thật đúng là tiện nghi tiểu tử kia. Chúng ta chờ một chút, hẳn là còn có người tại hướng về bên này lại đây. Đến lúc đó chúng ta cùng đi tra xét kiếm thần nghĩa địa. Giang Mạc Thiên thuận miệng nói ra, hắn cảm giác được xuất hữu hảo vài cỗ cường thế khí tức đang không ngừng hướng về bên này tiếp cận, dưới cái nhìn của hắn những người khác chỉ là mình dò đường thạch mà thôi. Mà ở thủy gia Giang Tuấn Hoa đến âm u ngoài dãy núi mặt thời điểm. Kiếm thần Hạ Vô Cực sáng tạo trong ảo cảnh, Diệp Thần Phong trên người che kín từng đạo sâu thấy được tận xương vết thương, cả người nhìn qua vô cùng chật vật. Mà đứng ở trước mặt hắn Hạ Vô Cực nhưng vẫn là bộ kia bình thản dáng dấp. Tiểu tử, còn tiếp tục như vậy, ý thức của ngươi chỉ biết được kiếm của ta ý cho xóa bỏ. Hạ Vô Cực nhìn xem Diệp Thần Phong nói ra, vết thương chằng chịt Diệp Thần Phong, hắn mũi cùng trong miệng khí tức vô cùng hỗn loạn, hắn nắm trường kiếm màu trắng tay phải có chút hơi run, trong đầu không ngừng nhớ lại vừa vặn Hạ Vô Cực một lần lại một lần bay vụt ra ác liệt kiếm khí. Diệp Thần Phong trong miệng cắn chặt hàm răng. Hắn cũng không phải một cái nguyện ý nhận mệnh người, càng là nguy hiểm liền càng có thể kích phát tiềm lực của hắn. Hắn đem trong tay trường kiếm màu trắng nắm thật chặt, trong đầu bỗng nhiên đã nhận được một tia hiểu ra, Diệp Thần Phong bên trong thân thể hàn băng kiếm ý lần thứ hai hơi động. Lần này Diệp Thần Phong khí thế trên người một chút sinh ra một ít biến hóa, nhớ lại vừa vặn Hạ Vô Cực trên người sắc bén thật khí thế, tay phải của hắn cánh tay không lại run rẩy, ngươi lại tiếp ta một chiêu thử xem. Diệp Thần Phong trên người hàn băng kiếm ý tăng mạnh, thân kiếm không có bị hàn khí cho bao trùm rồi, mà là chỉnh thanh kiếm thân kiếm đều bị tầng băng cho ngưng tụ rồi,
trong con ngươi của hắn tránh qua hai bôi sắc bén ánh sáng, long tường cửu thiên. Hai đạo tiếng rồng ngâm từ trên thân kiếm truyền ra, Diệp Thần Phong tóc cùng quần áo theo chung quanh khí lưu phù chuyển động. Oanh! Một tiếng, hai cái màu trắng cự long từ Diệp Thần Phong trong thân kiếm phi nhảy ra, này màu trắng cự long không những từ một đầu biến thành hai cái, hơn nữa màu trắng cự long trong cơ thể kiếm ý càng thêm sắc bén, trên người tán phát hàn khí cũng càng thêm lạnh lẽo rồi. Hai cái màu trắng cự long trong nháy mắt đem Hạ Vô Cực thân thể bao phủ lại rồi, đợi đến màu trắng cự long tản đi thời điểm, Hạ Vô Cực nhưng vẫn là đứng tại chỗ, bất quá, tay phải hắn cánh tay một mảnh ống tay áo chậm rãi phiêu đã rơi vào trên mặt đất, tại tay phải của hắn trên cánh tay xuất hiện một đạo sâu đậm vết thương. Tiểu tử, không tệ, không tệ, lúc này mới giống điểm dáng vẻ ma. Ai, đáng tiếc thời gian của ta không nhiều lắm a hát. Vốn là ngược lại là còn có thể lại huấn luyện ngươi. Ngươi bây giờ băng chi kiếm ý bước vào cấp 2 tầng thứ, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ thiên phú coi như không tệ. Chương 1355, là thông minh. Vẫn là ngu xuẩn. Trong di tích, không có ban ngày cùng đêm tối phân chia, bầu trời thủy chung là sáng loáng. Tiến vào trong di tích người chỉ có thể đại khái thôi toán thời gian trôi qua. Diệp Thần Phong tại Hạ Vô Cực huấn luyện dưới, Long Tường Cửu Thiên một chiêu này thuận lợi có thể thả ra hai cái cự long rồi, power so với ban đầu trọn vẹn vọt lên gấp đôi không ngừng, hắn hàn băng kiếm ý cũng khóa nhập cấp 2 tầng thứ. Mà chính lúc thời điểm này, âm u ngoài dãy núi. Ngoại trừ đã bị Giang Mạc Thiên động tĩnh hấp dẫn tới Giang Tuấn Hoa cùng ba tên tán tu bên ngoài, bên trái phương hướng xuất hiện hai cái điểm đen, hai cái này điểm đen đang không ngừng tiếp cận. Ước chừng 30 giây sau, hai cái này điểm đen liền đi tới âm u ngoài dãy núi. Hai cái này điểm đen là một nam một nữ, tại bọn hắn ngực quần áo thêu một tòa băng sơn đồ án, đây là Hàn Băng Tông tiêu chí. Tại trong hai người này, nam là lần này Hàn Băng Tông người dẫn đầu một trong, thần niệm cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ Ninh Tuyết Tùng, đồng dạng hắn cũng là Hàn Băng Tông tông chủ nghĩa tử. Mà nữ chỉ có 18 tuổi tả hữu dáng dấp. Lớn lên ngược lại là thanh tân khả nhân, người chính là Hàn Băng Tông con gái của tông chủ Ninh Tuyết Nhi, thực lực hôm nay tại hợp biển cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ. Nguyên bản Ninh Tuyết Nhi cũng không phải một cái yêu thích người tu luyện, cho nên nàng thực lực tăng lên mới sẽ khá chậm chậm, thế nhưng, từ khi lúc trước người đem Diệp Thần Phong giam giữ tiến Hàn Băng Thánh Địa, cho rằng Diệp Thần Phong cả đời cũng chỉ có thể đủ ở tại Hàn Băng trong Thánh Địa rồi. Nhưng kết quả... Diệp Thần Phong không những tại Hàn Băng trong Thánh Địa đột phá thực lực, chả đã thu phục được Cửu U Băng Sư, cuối cùng thậm chí ngay cả Hàn Băng Tông không ai có thể lĩnh ngộ Hàn Băng kiếm ý cũng hiểu thấu đáo rồi, tại Hàn Băng trong Thánh Địa đại náo một hồi. Quan trọng nhất là, lúc đó Diệp Thần Phong lại còn thưởng thức Ninh Tuyết Ni miệng nhỏ, phải biết Ninh Tuyết Ni từ trước đến giờ là mắt cao hơn đầu, người chả chưa có tiếp xúc qua bất kỳ nam nhân. Của nàng cái thứ nhất hôn lại bị Diệp Thần Phong cướp đi. Đáng giận hơn là, Diệp Thần Phong lợi dụng khi hắn bên trong đan điền tiến hóa băng cắn trùng, lại đang Hàn Băng Tông tông chủ đám người đưa tiễn dưới nghênh ngang đi ra Hàn Băng Tông. Tại lúc rời đi, Diệp Thần Phong chả nói một chút có nhục Ninh Tuyết Ni danh tiếng sự tình, bây giờ toàn bộ Hàn Băng Tông đều biết Ninh Tuyết Ni đã là có nam nhân chủ rồi. Từ khi chuyện này sau đó Ninh Tuyết Ni thay đổi ngày xưa điêu ngoa tính cách. Người bắt đầu trở nên trầm mặc ít nói lên, một lòng nhào vào trên việc tu luyện. Lúc đó Ninh Tuyết Ni mới hợp biển cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. Mà bây giờ nhưng có hợp biển cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ, Ninh Tuyết Ni thực lực tăng lên tốc độ cũng coi như là cực kỳ nhanh được rồi, đương nhiên này vẫn không thể cùng yêu nghiệt loại Diệp Thần Phong so sánh với. Khoảng thời gian này Ninh Tuyết Ni cũng một mực lợi dụng Hàn Băng Tông mạng lưới tin tức, đến tìm hiểu Diệp Thần Phong cụ thể hành tung. Người tuyệt đối không thể thả Diệp Thần Phong đồ vô sỉ này. Lần này nguyên bản phụ thân của Ninh Tuyết Ni là không đồng ý người tiến vào trong di tích. Nhưng không chịu được Ninh Tuyết Ni luôn mãi thỉnh cầu, cho nên, tại đưa cho Ninh Tuyết Ni một cái phòng ngự hệ pháp khí sau, hắn mới miễn cưỡng đồng ý Ninh Tuyết Ni tiến vào di tích bên trong. Ninh Tuyết Ni tiến vào trong di tích chỉ là muốn gặp phải một ít cơ duyên, dùng này đến càng nhanh hơn tăng cao thực lực, mặc cho người suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ tới. Người hận vào trong xương Diệp Thần Phong, giờ khắc này cũng ở này nơi di tích bên trong. Tại Ninh Tuyết Tùng cùng Ninh Tuyết Ni vừa vặn đến âm u ngoài dãy núi thời điểm. Bên phải phương hướng cũng xuất hiện ba cái điểm đen, tại đây ba cái điểm đen sau khi đến gần.
mới nhìn rõ này ba cái điểm đen là ba tên chừng 20 tuổi nữ nhân. Ba người nữ nhân này ngực quần áo đều thêu một cái nguyệt lượng đồ án, điều này đại biểu các nàng là Vạn Nguyệt Các đệ tử. Một tên trong đó cầm đầu nữ nhân, hình dạng của nàng nhất là xuất chúng, cho người một loại không dính khói bụi trần gian tiên nữ cảm giác, đồng thời tên này nữ nhân thực lực cũng là mạnh nhất, tại thần niệm cảnh nhất trọng thiên trung kỳ tầng thứ, nàng chính là Vạn Nguyệt Các hai tên người dẫn đầu một trong Tô Băng Xoáy rồi. Đứng ở Tô Băng Xoáy sau lưng hai tên nữ nhân thực lực phân biệt tại hợp biển cảnh nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên tầng thứ. Giang Mạc Thiên đang nhìn đến Hàn Băng Tông cùng Vạn Nguyệt Các người đều được hấp dẫn đã tới, hơn nữa trong đó còn có hai tên thần niệm cảnh cao thủ, này làm cho hắn là càng thêm yên tâm, dù sao trước đó kiếm thần nghĩa địa để lại cho hắn không thể xóa đi bóng mờ. Chính lúc Giang Mạc Thiên sẽ đối Hàn Băng Tông cùng Vạn Nguyệt Các người giải thích một phen thời điểm, tại phía sau hắn phương hướng lại có hai đạo bóng đen tại xẹt qua đến, các loại cái kia hai đạo bóng đen tới gần thời điểm, Giang Mạc Thiên ý cười là càng thêm nồng nặc. Bởi vì xuất hiện hai người này chính là hắn Âm Minh Tông đệ tử, thực lực tại hợp biển cảnh tam trọng thiên cùng tứ trọng thiên tầng thứ, này bằng với là cho hắn bỏ thêm vào nhất cổ trợ lực. Cái này hai tên Âm Minh Tông đệ tử đang nhìn đến Giang Mạc Thiên sau, bọn hắn lập một mực cung kính gọi một tiếng, Giang Thiếu. Một tên trong đó người cao Âm Minh Tông đệ tử, hắn tại Giang Mạc Thiên bên tai nói nhỏ một trận, mà Giang Mạc Thiên sắc mặt lại là không ngừng biến đổi. Hắn từ nơi này tên người cao trong miệng đã được biết đến, chỗ này trong di tích thiên địa pháp tắc, hiện tại hắn cuối cùng là biết tại sao Giang Tuấn Hoa thực lực sẽ tăng lên nhanh như vậy rồi, hơn nữa ở đây những người khác trong con ngươi đều có vẻ cảnh giác, xem ra ở đây chỉ có một mình hắn còn không biết di tích cái này đặc thù. Đáng tiếc là ở chỗ này trong di tích, thực lực một khi đến thần niệm cảnh nhị trọng thiên, liền sẽ được trong di tích thiên địa pháp tắc xóa bỏ. Bằng không Giang Mạc Thiên hiện tại đã nghĩ đại khai sát giới rồi, bất quá, cũng may, bây giờ Giang Mạc Thiên cũng mới chỉ có thần niệm cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, hắn vẫn là có tăng cao thực lực không gian. Thế nhưng, Giang Mạc Thiên tăng cao thực lực cũng không gấp tại nhất thời, vạn nhất chỗ này trong di tích có càng cơ duyên tốt, đến lúc đó chẳng phải là muốn bạch bạch bỏ qua. Lại đợi nửa giờ, phát hiện cũng không có người sau đó đi tới. Giang Mạc Thiên lại đem hắn tại âm u bên trong dãy núi phát hiện kiếm thần chi mộ nói một lần, đương nhiên kiếm thần chi mộ nguy hiểm hắn vẫn không có nói phi thường tỉ mỉ, chỉ nói là thủy gia hai người bị vây ở kiếm thần nghĩa địa, hiện tại vô cùng có khả năng đã bị chết. Tại thô sơ giản lược giải thích một lần sau đó Giang Mạc Thiên nói ra, được rồi, lần này ta đem mọi người hấp dẫn lại đây, là vì đồng thời thăm dò kiếm thần chi mộ, ta xem mọi người trước tiên từng người nghỉ ngơi một ngày. Đem thực lực điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, nhìn xem vẫn không có không ai tại trong một ngày này chạy tới nơi này. Đương nhiên, ta nghĩ các người cũng đều biết chỗ này trong di tích đặc thù pháp tắc, vì để tránh cho tự giết lẫn nhau, chúng ta ngày hôm nay liền tách ra nghỉ ngơi, sau một ngày ở nơi này tập trung. Mọi người không có không ý kiến. Vạn Nguyệt Các Tô Băng Xoáy, không quá thích nói chuyện, người trực tiếp mang theo hai tên Vạn Nguyệt Các đệ tử hướng về bên phải phương hướng đi đến. Điều này cũng làm cho đại diện cho bọn hắn Vạn Nguyệt Các không có bất kỳ ý kiến. Hàn Băng Tông Tông chủ Nghĩa Tử Ninh Tuyết Tùng, hắn hướng về Giang Mạc Thiên chắp tay, nói ra, Giang Thiếu, chúng ta cũng không có ý kiến gì. Nói xong, Ninh Tuyết Tùng liền mang theo Ninh Tuyết Ni hướng về bên trái phương hướng đi đến. Tại Vạn Nguyệt Các cùng Hàn Băng Tông người sau khi rời đi, Giang Mạc Thiên xem một ngày Giang Tuấn Hoa cùng ba tên tán tu. Nói ra các ngươi tại âm u ngoài dãy núi ngay tại chỗ nghỉ ngơi đi. Tại trong một ngày này khả năng còn sẽ có những người khác tới chỗ này. Tại dặn dò Giang Tuấn Hoa đám người một phen sau đó Giang Mạc Thiên mang theo hai tên Âm Minh Tông đệ tử cũng tìm địa phương đi nghỉ ngơi rồi. Tại ba cái đại tông môn người đều sau khi rời đi, nguyên bản mặt không thay đổi Giang Tuấn Hoa, sắc mặt của hắn trong phút chốc trở nên âm trầm cực kỳ, bây giờ thủy ra chỉ có một mình hắn ở nơi này. Hắn biết cho dù tại kiếm thần chi mộ ở bên trong lấy được chỗ tốt, chỉ sợ cũng không có hắn Giang Tuấn Hoa phần. Giang Tuấn Hoa liếc mắt nhìn bên cạnh ba tên hợp biển cảnh tam trọng thiên tán tu, trong đầu hắn ngược lại là nghĩ tới một cái biện pháp, hắn có thể lợi dụng ba người này đánh trận đầu, nếu như kiếm thần chi mộ địa phương thật sự có nguy hiểm, như vậy hắn có thể lập tức lui về đến. Giang Tuấn Hoa nhìn xem ba tên tán tu. Nói ra, nếu như chúng ta cùng bọn họ cùng nhau tới rồi kiếm thần chi mộ, như vậy cho dù đã nhận được bảo vật, chỉ sợ cũng không có phần của chúng ta,
chẳng bằng chúng ta đoàn kết lại, trước tiên cùng đi thăm dò kiếm thần nghĩa địa, nếu có nguy hiểm, lui nữa về đến vẫn là có thể, ba người các ngươi ở trong mắt bọn họ chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Cái kia ba tên tán tu khi nghe đến Giang Tuấn Hoa lời nói sau, bọn hắn không khỏi nhíu nhíu mày, bọn hắn biết Giang Tuấn Hoa nói không sai, lần sau Giang Tuấn Hoa mặc dù có hợp biển cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thực lực, nhưng mà nếu như ba người bọn hắn liên hợp lại, bọn hắn không nhất định sẽ thua cho Giang Tuấn Hoa. Kiếm thần chi mộ to lớn như vậy lợi ích bày ở trước mắt, ba tên tán tu đang do dự chỉ chốc lát sau, bọn hắn đều đồng ý đề nghị của Giang Tuấn Hoa, thế là, đang xác định mặt khác tam đại môn phái người rời khỏi sau đó này ba tên tán tu đi theo Giang Tuấn Hoa tiến vào âm u bên trong dãy núi. Mà ở Giang Tuấn Hoa đám người mới vừa tiến vào âm u sơn mạch, liền có tam đạo thần niệm ở nơi này hơi đảo qua một chút, đã rời đi âm u ngoài dãy núi Giang Mạc Thiên, khóe miệng hắn xẹt qua một vệt nụ cười, cá cắn câu rồi, vừa vặn để cho bọn họ đi trước tiên tra xét kiếm thần nghĩa địa tình huống. Giang Tuấn Hoa tự cho là mình một chiêu này vô cùng thông minh, nhưng hắn rốt cuộc là thông minh. Vẫn là ngu xuẩn. Chương 1356, hiểu ra. Trọng kiếm vô phong. Âm u sơn mạch bên phải phương hướng. Vạn Nguyệt các tổ băng xoáy đám người, các nàng tìm một sạch sành xanh địa phương ngồi dậy, vừa vặn tam đạo thần niệm trong đó một đạo chính là tổ băng xoáy. Người tuy rằng lạnh như băng không thích nói chuyện, thế nhưng cái này không có nghĩa là người không có đầu. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Giang Mạc Thiên sẽ thông báo cho các nàng lại đây sao? Vậy thì mang ý nghĩa kiếm thần nghĩa địa nguy hiểm không phải lớn một cách bình thường. Tô Băng Xoáy biết Giang Tuấn Hoa đám người đã trở thành Giang Mạc Thiên bia đỡ đạn, bất quá, người cũng không có đi ngăn cản ý tứ. Dưới cái nhìn của nàng đây là Giang Tuấn Hoa đám người lòng tham đưa đến. Nếu như Giang Tuấn Hoa đám người ngoan ngoãn tại âm u ngoài dãy núi đợi được ngày mai, đến lúc đó liền ngay cả Giang Mạc Thiên cũng bắt bọn họ không có cách. Đồng thời âm u sơn mạch bên trái phương hướng. Hàn Băng Tông Ninh Tuyết Tùng cùng Ninh Tuyết Nhi, bọn hắn ngồi xuống đất, Ninh Tuyết Tùng tại thu hồi của mình thần niệm sau đó trong lòng của hắn âm thầm lầm bầm một câu, một đám ngu xuẩn, chết rồi cũng xứng đáng. Tại Tô Băng Xoáy cùng Ninh Tuyết Tùng bọn người cho rằng Giang Tuấn Hoa bọn hắn ngu không thể nói thời điểm. Giang Tuấn Hoa cùng ba tên tán tu, bọn hắn mới vừa từ Giang Mạc Thiên trong miệng biết rồi kiếm thần nghĩa địa đại khái phương hướng, bọn hắn một đường thận trọng hướng về kiếm thần nghĩa địa đi đến. Dọc theo con đường này Giang Tuấn Hoa đám người căn bản không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm, này để cho bọn họ căng thẳng thần kinh từ từ tùng một chút, Giang Tuấn Hoa đối với mặt khác ba tên tán tu nói ra. Xem ra lần này vận khí của chúng ta tốt vô cùng, cho tới bây giờ liền một điểm nguy hiểm cũng không gặp phải, nói không chắc kiếm thần chi mộ bên trong bảo tàng thật sự có thể được chúng ta lấy đến trong tay. Cái kia ba tên tán tu cũng là từng cái hưng phấn không thôi, kiếm thần nhưng là viễn cổ thời đại truyền thuyết nhân vật. Kiếm thần trong mộ địa bảo tàng chắc chắn sẽ không thiếu đi nơi nào, một tên trong đó hơi mập tán tu, nói ra, Giang thiếu. Kiếm thần chi mộ bên trong nếu quả như thật tìm tới bảo tàng, như vậy ba người chúng ta yếu một nửa, đây không quá mức chứ. Giang Tuấn Hoa trong lòng cười lạnh một tiếng, bất quá, ngoài miệng lại nói, này là đương nhiên, nếu quả như thật tìm tới bảo tàng, như vậy ta chỉ lấy đi một nửa. Trước tiên dừng một cái, Giang Tuấn Hoa đột nhiên lại nói ra. Giang Tuấn Hoa ánh mắt nhìn về phía chính mình bên trái phương hướng. Nơi đó có một khỏa lớn vô cùng đại thụ che trời, hắn cảm thấy được đại thụ che trời mặt sau thật giống có động tĩnh, Giang Tuấn Hoa chỉ vào cây kia đại thụ che trời. Nói ra, chúng ta qua xem một chút, vừa vặn vẫn là ta đi ở phía trước dẫn đường, hiện tại có phải không hẳn là yếu đến phiên các ngươi. Cái kia ba tên tán tu ngược lại thì không cách nào phản bác Giang Tuấn Hoa lời nói, bởi vì vừa vặn xác thực vẫn là Giang Tuấn Hoa tại dẫn đường. Bọn hắn bất đắc dĩ đi tới Giang Tuấn Hoa trước mặt. Thận trọng hướng về cây kia đại thụ che trời đi đến. Làm ba tên tán tu cùng Giang Tuấn Hoa lướt qua cây kia ba ngày đại thụ sau, đập vào mi mắt là ngồi trên mặt đất thượng thủy mộng hàm thân ảnh, cùng với được hào quang màu tím bao phủ lại Diệp Thần Phong. Giang Tuấn Hoa từ Giang Mạc Thiên trong miệng biết được, Diệp Thần Phong cùng thủy mộng hàm hẳn là chắc chắn phải chết được rồi, nhưng hôm nay thủy mộng hàm còn sống khỏe ri. Vậy thì chứng minh tối thiểu phụ cận không có bất kỳ nguy hiểm, cho nên, Giang Tuấn Hoa bước nhanh đi tới ba tên tán tu phía trước. Đi vào đại thụ che trời sau mảnh đất trống này bên trong. Rất nhanh,
Giang Tuấn Hoa cùng ba tên tán tu ánh mắt đã bị Thủy Mộng Hàm sau lưng một khối mộ bia hấp dẫn. Khi bọn họ nhìn thấy trên mộ bia viết một đời kiếm thần, hạ vô cực chi mộ thời điểm, bọn hắn từng cái kích động nín thở. Giang Tuấn Hoa đắc ý đối với bên cạnh ba tên tán tu, nói ra các người hiện tại hẳn phải biết nghe ta không sai rồi chứ. Này bên trong căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, kiếm thần chi mộ trong bảo tàng đều là thuộc về chúng ta được rồi. Tại Giang Tuấn Hoa hưng phấn sắc mặt đỏ lên thời điểm, ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất Thủy Mộng Hàm chậm rãi mở mắt ra, người đang nhìn đến Giang Tuấn Hoa sau, trong con ngươi của nàng tránh qua một vệt vẻ chán ghét, người lo lắng liếc mắt nhìn nhưng vẫn bị hào quang màu tím bao phủ lại Diệp Thần Phong. Mà ở Giang Tuấn Hoa cùng ba tên hợp biển cảnh tam trọng thiên tán tu đến kiếm thần chi mộ thời điểm. Kiếm thần hạ vô cực chỗ sáng tạo ra trong ảo cảnh. Tại Diệp Thần Phong hàn băng kiếm ý thuận lợi khóa nhập cấp 2 sau đó hạ vô cực không có tiếp tục huấn luyện Diệp Thần Phong ý tứ rồi, hơn nữa vết thương chẳng chịt Diệp Thần Phong, hắn cảm giác được đứng ra trước hạ vô cực thần niệm trở nên càng ngày càng suy yếu, e sợ không tốn thời gian dài hạ vô cực thần niệm liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Hạ vô cực cánh tay phải khẽ động, vừa vặn được Diệp Thần Phong cắt ra vết thương, lập tức dùng một loại mắt thường tốc độ rõ rệt khép lại. Hắn nhìn xem Diệp Thần Phong nói ra, thiên phú của ngươi so với năm đó ta tốt hơn không ít, nếu như ta còn sống, như vậy ta nhất định sẽ thu ngươi làm đồ đệ, có thể bồi dưỡng ngươi như thế một cái đồ đệ, đồng thời nhìn xem ngươi một ngày lại một ngày trưởng thành, ta nghĩ đây nhất định hội là một chuyện vô cùng thú vị. Nguyên bản trên người hiện đầy vết thương Diệp Thần Phong, hắn trên người vết thương cũng hoàn toàn khép lại, dù sao nơi này cũng không phải thế giới hiện thực. Chỉ là hạ vô cực sáng tạo một cái huyễn cảnh mà thôi, Diệp Thần Phong không khỏi nói ra, hạ tiền bối. Hạ vô cực khoát tay áo một cái, đã cắt đứt Diệp Thần Phong lời nói, tiếp tục nói, tiểu tử, kỳ thực vừa nãy tự coi như ngươi chết trên tay ta, ngươi tại trên thực tế cũng sẽ không biến thành một kẻ ngu ngốc, ta chỉ là muốn hết khả năng kích phát tiềm lực của ngươi mà thôi, bằng không ngươi cũng không khả năng tại thời gian ngắn như vậy đem băng chi kiếm ý bước vào cấp 2. Ta cũng không bao nhiêu thời gian, bây giờ bất khuất kiếm ý vẫn không có kích phát, ngươi chả cũng không thể đủ thi triển bất khuất kiếm ý, vậy ta mặt khác lại truyền thụ ngươi một môn kiếm pháp đi. Nói xong, hạ vô cực tốt như sa vào trong ký ức, trên mặt hắn khi thì mang theo nụ cười, khi thì mang theo thống khổ, chỉ chốc lát sau, hắn mới lại chậm rãi mở miệng nói, ta hạ vô cực 30 tuổi bước lên kiếm đạo một đường, 40 tuổi kiếm đạo sơ lược có thành tựu. 50 tuổi thu được một quyển tên là Trọng Kiếm Vô Phong Chiến Kỹ. Hạ vô cực lời nói hơi dừng lại một chút, 60 tuổi đem Trọng Kiếm Vô Phong tu luyện đến tiểu thành, từ đây tại cùng đẳng cấp bên trong nằm ở vô địch. 80 tuổi đem Trọng Kiếm Vô Phong tu luyện đến đại thành, từ đây vượt cấp khiêu chiến cũng là điều chắc chắn. 100 tuổi lĩnh ngộ bất khuất kiếm ý, từ đó không tiếp tục bại một lần. Hạ vô cực hít sâu một hơi, âm thanh hùng hậu nói ra, Đại Giang Đông Khứ, sóng đảo tận, thiên cổ nhân vật anh hùng. Giang Sơn như vẽ, nhất thời bao nhiêu hào kiệt. Hạ vô cực vẻ mặt khi thì khí thế ngập trời, lúc mà cô đơn không ngớt. Hạ vô cực này câu nói đầu tiên có ý tứ là, sông lớn mênh mông cuồn cuộn hướng đông chảy tới, đào hết thiên cổ cường giả đỉnh cao, mà hắn câu nói thứ hai có ý tứ là, hùng tráng Giang Sơn như hoa Mỹ tranh vẽ, nhất thời hiện ra biết bao anh hùng hào kiệt. Hạ vô cực không khỏi thở dài, nói ra tiểu tử, bất luận thực lực của ngươi tại làm sao cường hãn, một ngày nào đó ngươi sẽ bị vùi sâu vào trong bùn đất, vùng thế giới này mỗi ngày đều hội có thiên tài sinh ra, trừ phi ngươi có thể siêu thoát luân hồi, đến sống mãi. Nghe được hạ vô cực âm thanh hùng hậu những câu nói này, này làm cho Diệp Thần Phong trong lúc nhất thời cũng cảm khái vạn phần. Đến sống mãi. Diệp Thần Phong tâm cảnh vào thời khắc này xảy ra một ít biến hóa rất nhỏ. Từ trước đây đến bây giờ, hắn vẫn là bị bức ép đề cao mình tăng cao thực lực, mà vào giờ phút này, hắn đột nhiên có phần đã minh bạch, nếu như thực lực không đủ, như vậy tuổi thọ cũng nhất định sẽ vô cùng ngắn ngủi, hắn không chỉ yếu chính mình đến sống mãi, hắn còn muốn cho bên người người thân cùng nữ nhân của mình toàn bộ đến sống mãi, một chút cũng không có buồn phiền tiêu dao sống trên thế giới này. Cảm tạ hạ tiền bối, ngươi lời nói này để cho ta hiểu rõ rất nhiều. Diệp Thần Phong trịnh trọng nói. Hạ vô cực khoát tay áo một cái, nói ra, không dùng tới cảm ơn ta, đây chỉ là ta sống thời điểm một ít lĩnh ngộ mà thôi. Ta muốn truyền thụ cho kiếm pháp của ngươi chính là Trọng Kiếm Vô Phong, ta
ta từ 50 tu sửa hàng năm luyện trọng kiếm vô phong, đến 100 tuổi mới lĩnh ngộ bất khuất kiếm ý, dòng dã 50 năm ta đều tại dùng trọng kiếm vô phong đối địch. Kiếm cũng không phải càng sắc bén càng tốt, nếu như có thể dùng một cái không chút nào kiếm sắc bén cũng có thể ung dung đối địch, đây mới thật sự là kiếm đạo, người yếu nhớ kỹ một điểm, kiếm đạo cao nhất là không có kiếm thắng có kiếm. Này trọng kiếm vô phong chỉ có vẻn vẹn 3 chiêu, thế nhưng 3 chiêu này không có chỗ nào mà không phải là tinh diệu tuyệt luân, chính ngươi hảo hảo lĩnh ngộ đi. Hạ Vô Cực tay phải nhẹ nhàng vung lên, một tia sáng trắng tiến vào Diệp Thần Phong giữa chân mày. Diệp Thần Phong trong đầu nhất thời lại tăng thêm một loại ký ức, đây chính là trọng kiếm vô phong phương pháp tu luyện rồi. Được rồi, tiểu tử, ta có thể truyền dạy cho ngươi cũng chỉ có bao nhiêu thôi, hy vọng tương lai ngươi có thể trở thành cái thứ nhất siêu thoát luân hồi, đến sống mãi người đi. Nói xong câu đó sau, Hạ Vô Cực thân ảnh trở nên mờ ảo, hắn một cái sợi còn sót lại thần niệm tại dùng một loại cực kỳ nhanh tốc độ tiêu tán. Chương 1357, Càn Khôn Chuông. Âm U Sơn Mạch, Kiếm Thần Nghĩa Địa Chu Vi. Tại Giang Tuấn Hoa cùng ba tên tán tu đến sau đó nguyên bản ngồi ở trên mặt đất Thủy Mộng Hàm đứng lên, người trong con ngươi xinh đẹp ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Tuấn Hoa, hỏi, làm sao ngươi tới nơi này? Giang Tuấn Hoa đối với Thủy Mộng Hàm chất vấn là hồn nhiên không để ý, ánh mắt của hắn Thủy chung là nhìn chăm chú vào Thủy Mộng Hàm sau lưng mộ bia, chỉ chốc lát sau. Hắn mới cười nói, Mộng Hàm, lẽ nào ngươi ở nơi này gặp phải ta không vui sao? Yên tâm đi, bây giờ ta đã có thực lực bảo vệ ngươi rồi. Giang Tuấn Hoa trên người mơ hồ thả ra nhất cổ hợp biển cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thật khí thế, này làm cho nhận ra được Giang Tuấn Hoa thực lực Thủy Mộng Hàm hơi sững sờ. Dù sao khi tiến vào di tích trước Giang Tuấn Hoa mới hợp biển cảnh nhị trọng thiên trung kỳ, Thủy Mộng Hàm cũng còn không biết chỗ này trong di tích đặc thù thiên địa pháp tắc. Giang Tuấn Hoa đang nhìn đến Thủy Mộng Hàm vẻ mặt sau khi biến hóa, hắn là phi thường hài lòng, tiếp tục nói, Mộng Hàm, rời đi di tích trước đó, ta chắc chắn đem thực lực tăng lên tới thần niệm cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ, ta nghĩ ta chẳng mấy chốc sẽ biến thành thủy gia trọng tâm bồi dưỡng thiên tài, ta và ngươi mới là tối xứng, lấy tư cách nữ nhân của ta, ngươi về sau muốn hảo hảo nghe lời của ta. Tại thực lực đạt được cấp tốc tăng lên sau đó Giang Tuấn Hoa lòng tự tin cũng vô hạn bành trướng lên. Trước đó hắn chỉ là Thủy Mộng Hàm trong đó một cái người theo đuổi, cả ngày nghĩ tất cả biện pháp lấy lòng Thủy Mộng Hàm, nhưng tại hắn bây giờ nhìn lại, hắn lập tức muốn đạt được kiếm thần nghĩa địa bảo tàng rồi, hắn không dùng tới đi lấy lòng Thủy Mộng Hàm rồi, hẳn là Thủy Mộng Hàm để lấy lòng hắn. Thủy Mộng Hàm khi nghe đến Giang Tuấn Hoa tự cho là đúng ngôn ngữ sau, của nàng hai cái mày liễu nhanh nhíu lên. Quát lên, Giang Tuấn Hoa, ngươi không nên ở chỗ này nói bậy nói bạ. Ta Thủy Mộng Hàm đời này đều sẽ không thích ngươi loại nam nhân này. Nghe vậy, Giang Tuấn Hoa sắc mặt trở nên có chút khó coi, phải biết bên cạnh còn đứng ba tên tán tu, Thủy Mộng Hàm lời nói khiến hắn vô cùng thật mất mặt, hắn trong lỗ mũi cực độ khó chịu hừ lạnh một tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía một bên được hào quang màu tím bao phủ Diệp Thần Phong, trong con ngươi của hắn không hề che giấu chút nào bắn ra sát ý nồng nặc, phải biết trước đó Diệp Thần Phong nhưng là khiến hắn đổ cứt đái hắn phun. Hắn những ngày qua coi như là nằm mơ cũng muốn đem Diệp Thần Phong cho chém thành muôn mảnh. Giang thiếu, hiện tại chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian thăm dò kiếm thần nghĩa địa đi. Chúng ta nhưng không có quá nhiều thời gian lãng phí. Ba tên tán tu trong, một tên chừng 70 tuổi lão đầu nói ra, lão đầu này thực lực tại hợp biển cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, thực lực của hắn tại ba tên tán tu bên trong là cường hãn nhất. Hai gã khác tán tu. Một tên trong đó trên mũi có một vết sẹo thanh niên, thực lực của hắn tại hợp biển cảnh tam trọng thiên sơ kỳ, một tên sau cùng một con mắt trái hoàn toàn mù mất đầu đàn ông trung niên. Thực lực của hắn tại hợp biển cảnh tam trọng thiên hậu kỳ, hai người này trong con ngươi cũng tận là cấp thiết vẻ, bọn hắn lo lắng Âm Minh Tông, Vạn Nguyệt Các cùng Hàn Băng Tông người tại phát hiện không đúng sau, cũng ngay đầu tiên chạy tới bên này. Giang Tuấn Hoa cũng biết ba tên tán tu lo âu trong lòng. Ngón tay hắn chỉ vào được hào quang màu tím bao phủ lại Diệp Thần Phong, nói ra chờ ta trước hết giết tiểu tử này sau. Chúng ta lập tức thăm dò kiếm thần nghĩa địa. Giang Tuấn Hoa trực tiếp đi tới hào quang màu tím ngoại vi, mà Thủy Mộng Hàm lại không có chút nào ngăn cản Giang Tuấn Hoa ý tứ. Theo Thủy Mộng Hàm, hào quang màu tím này coi như là thần niệm cảnh cao thủ cũng không cách nào phá vỡ, cho nên bây giờ Diệp Thần Phong là vô cùng an toàn.
Mộng Hàm, ngươi không phải là làm giữ gìn tiểu tử này sao? Ngươi làm sao không ngăn ta? Ta muốn tại trước mặt ngươi đem tiểu tử này cái cổ cho vặn gãy. Giang Tuấn Hoa còn tưởng rằng Thủy Mộng Hàm biết không hội là đối thủ của hắn, lúc này mới phi thường thức thời ở một bên không có ngăn cản hắn. Hừ, mà trả lời Giang Tuấn Hoa, chỉ là Thủy Mộng Hàm trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, này làm cho Giang Tuấn Hoa là càng thêm khó chịu, dưới cái nhìn của hắn mình thích Thủy Mộng Hàm lâu như vậy, nhưng Thủy Mộng Hàm đối với hắn Thủy chung là xa cách, mà Thủy Mộng Hàm mới nhận thức Diệp Thần Phong bao lâu. Thủy Mộng Hàm cũng đã thiên hướng Diệp Thần Phong. Giang Tuấn Hoa trong lòng nén giận lợi hại, điên cuồng thôi thúc lên trong gân mạch linh khí dòng sông, trên người lăn lộn hợp biển cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thật khí thế, được linh khí bao quanh bàn tay phải đột nhiên hướng về Diệp Thần Phong đập tới, muốn xuyên thấu qua hào quang màu tím vỗ vào Diệp Thần Phong ngực, trong cổ họng quát lên, tiểu tử, chớ ở trước mặt ta làm bộ rồi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không một cái tát đập chết ngươi. Một tiếng. Nhưng là tại Giang Tuấn Hoa bàn tay phải nỗ lực xuyên qua hào quang màu tím thời điểm, tại hào quang màu tím bên ngoài thật giống có một tầng bức tường vô hình như thế, Giang Tuấn Hoa thủ trưởng căn bản vô pháp xuyên thấu hào quang màu tím, thậm chí một trưởng này không để cho hào quang màu tím nổi lên bất kỳ một tia gợn sóng, này làm cho Giang Tuấn Hoa sắc mặt hơi có chút đỏ lên, dù sao hắn vừa vặn chả đang kêu gào, nhưng đến cuối cùng hắn liền Diệp Thần Phong một đầu ngón tay cũng không có đụng tới. Này đối với hắn mà nói không là tự đánh mặt của mình mà. Giang Tuấn Hoa nhìn xem được hào quang màu tím bao phủ Diệp Thần Phong, mà Diệp Thần Phong thủy chung là nhắm mắt lại, thật giống căn bản khinh thường chấp nhặt với Giang Tuấn Hoa như thế, cảnh này khiến Giang Tuấn Hoa lửa giận trong lòng là nhanh chóng bay lên, hai con được linh khí bao quanh bàn tay là liên tiếp hướng về hào quang màu tím vỗ tới. Ầm, từng đợt vang trầm âm thanh không dứt bên tai. Ước chừng sau một phút, Giang Tuấn Hoa trong miệng đã có chút thở hổn hển rồi, mà hắn vẫn là căn bản vô pháp lay động được rồi hào quang màu tím mảy may, một bên hợp biển cảnh tam trọng thiên đỉnh phong lão đầu lần nữa thúc giục, Giang thiếu, có muốn hay không chúng ta đồng loạt ra tay giúp ngươi một tay. Giang Tuấn Hoa thân là thủy gia đại trưởng lão cháu trai, trên người hắn vẫn có một ít lá bài tẩy, chỉ là những này lá bài tẩy không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không tùy ý lấy ra dùng. Trước mắt thấy mình chậm chạp không phá ra được hào quang màu tím này, khi hắn vừa định yếu đồng ý tên kia hợp biển cảnh tam trọng thiên đỉnh phong đề nghị của lão đầu lúc. Chỉ thấy thanh Diệp Thần Phong bao phủ lại hào quang màu tím, không có dấu hiệu nào, trong chớp mắt nổi lên một vệt gợn sóng, hào quang màu tím tại bắt đầu trở nên càng ngày càng nhạt rồi, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất rồi, nhưng Diệp Thần Phong nhưng vẫn là nhắm mắt lại đứng tại chỗ. Nếu không phải là hắn trong lỗ mũi còn có hô hấp, đoán chừng người khác sẽ cho rằng hắn đã chết đây. Biến hóa này làm đến quá đột nhiên, chỉ có 3 giây đồng hồ tả hữu thời gian, bao phủ lại Diệp Thần Phong hào quang màu tím liền toàn bộ biến mất rồi, cho tới Giang Tuấn Hoa đám người không có ngay đầu tiên phục hồi tinh thần lại, ngược lại là một bên Thủy Mộng Hàm đang nhìn đến hào quang màu tím biến mất sau đó trên mặt nàng vẻ mặt căng thẳng, bóng người nhanh chóng chắn Diệp Thần Phong trước mặt. Tại Thủy Mộng Hàm dưới chân bước chân động sau đó Giang Tuấn Hoa cũng lập tức phản ứng lại, hắn cười lạnh nói, Mộng Hàm, ngươi vẫn là cho ta thành thành thật thật đi tới một bên đi, xem ra hôm nay liền ngay cả ông trời cũng là đứng ở ta Giang Tuấn Hoa bên này, tiểu tử này hôm nay nhất định phải chết. Thủy Mộng Hàm chỉ là hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực, người biết mình căn bản không phải Giang Tuấn Hoa các loại đối thủ của người, thế nhưng người cũng tuyệt đối không thể bỏ qua Diệp Thần Phong. Trước lúc này Giang Mạc Thiên đám người truy sát của nàng thời điểm, là Diệp Thần Phong chắn trước người của nàng, mà bây giờ hẳn là muốn đổi làm người ngăn ở Diệp Thần Phong trước người rồi. Diệp Đại ca, ngươi nghe được lời ta nói sao? Diệp Đại ca, ngươi nghe được lời ta nói sao? Thủy Mộng Hàm trong cổ họng hô hai câu, đáng tiếc là Diệp Thần Phong không phản ứng chút nào, căn bản không có dấu hiệu tỉnh lại. Thế là, Thủy Mộng Hàm đôi mắt đẹp hung hăng nhìn chằm chằm Giang Tuấn Hoa. Quát lên, Giang Tuấn Hoa, ta dùng nước ra ra chủ tôn nữ thân phận phát thệ, nếu như ngươi dám làm tổn thương Diệp đại ca một cọng tóc gáy, như vậy các loại rời đi di tích sau đó ta sẽ để tỷ tỷ ta tự tay ngươi giải quyết này cái mạng nhỏ. Giang Tuấn Hoa nghe thế lời nói sau, trên mặt hắn vẻ giận dữ là càng thêm thịnh vượng, hắn cười một tiếng, nói ra, Thủy Mộng Hàm, ngươi đã đều nói như vậy ta cũng không cần thiết giả bộ tránh nhân quân tử. Nếu như ngươi và tiểu tử này đồng thời biến mất,
như vậy liền không ai truy cứu trách nhiệm của ta đi nha. Giang Tuấn Hoa, ngươi dám? Thủy Mộng Hàm không nghĩ tới Giang Tuấn Hoa dám đối với nàng đều lên sát niệm. Ta có những gì không dám? Giang Tuấn Hoa chuyện đương nhiên nói, trên người lăn lộn lên mãnh liệt thật khí thế. Thủy Mộng Hàm biết rồi Giang Tuấn Hoa cũng không đang nói đùa, người nhẹ nhàng cắn môi, trên ngón tay chữ vật giới chỉ lóe lên, một con cổ điển tiểu hình chuông đồng xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng bên trong. Sau đó, Thủy Mộng Hàm đem trong cơ thể linh khí điên cuồng truyền vào chuông đồng bên trong, con này tiểu hình chuông đồng tại dùng một loại thật nhanh tốc độ phồng lớn, cuối cùng chướng lớn đến cùng những tự miếu đó trong chuông đồng giống nhau như đúc lớn nhỏ. Con này phồng lớn lên trên chuông đồng che kín rậm rạp chẳng chịt ký hiệu, giờ khắc này toàn bộ chuông đồng chiếu ở Thủy Mộng Hàm cùng Diệp Thần Phong trên đỉnh đầu, từ chuông đồng nội bộ tản ra một tia sáng trắng, này đạo bạch quang đem Thủy Mộng Hàm cùng Diệp Thần Phong cho bao phủ ở bên trong. Trên chuông đồng ký hiệu lập lòe màu vàng hào quang óng ánh, để người bên ngoài nhìn qua vô cùng thần thánh. Tại đem linh khí truyền vào chuông đồng bên trong Thủy Mộng Hàm, sắc mặt của nàng trở nên vô cùng tái nhợt. Thân thể cũng có vẻ lảo đảo, thế nhưng trên mặt nàng lại tràn đầy vẻ kiên định, hàm răng thật chặt cắn môi, nói ra, Giang Tuấn Hoa, ta sẽ không để cho các ngươi thương tổn Diệp đại ca, tuyệt đối sẽ không. Mà Giang Tuấn Hoa đang nhìn đến không ngừng phồng lớn chuông đồng sau, trên mặt hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc, trong miệng không khỏi nói ra càn khôn chuông. Ra ra ngươi dĩ nhiên đem phòng ngự hệ trung phẩm linh khí cũng cho ngươi sử dụng. Chấm chấm chấm. Chương 1358, chuyện tiếp theo giao cho ta. Đứng ở Giang Tuấn Hoa bên cạnh ba tên tán tu, bọn hắn đang nhìn đến Thủy Mộng Hàm lấy ra trung phẩm linh khí càn khôn phút sau, trong ánh mắt của bọn họ thoáng hiện thần sắc tham lam, trên đất huyền giới luyện khí tông bên trong cao nhất luyện khí sư cũng chỉ có lục phẩm, mà lục phẩm luyện khí sư nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra thượng phẩm linh khí, hơn nữa tỷ lệ thành công còn không phải 100%. Cho nên, linh khí trên đất huyền giới đã là cực kỳ chân quý pháp bảo rồi, tại toàn bộ luyện khí tông bên trong, một năm cũng mới chỉ có thể luyện chế ra một cái hạ phẩm linh khí, một cái trung phẩm linh khí cùng một cái thượng phẩm linh khí, chớ nói chi là linh khí bên trên bảo khí cùng tiên khí rồi, có lẽ có ít nội tình phi thường thâm hậu đại tông môn bên trong, hội truyền thừa một hai kiện bảo khí, mà tiên khí hầu như chỉ tồn tại ở truyền thuyết chi bên trong. Mà luyện khí sư luyện chế pháp bảo chủng loại lại bị chia làm công kích hệ, phi hành hệ cùng phòng ngự hệ, trong đó phòng ngự hệ pháp bảo là khó khăn nhất luyện chế, tỷ lệ thành công so với công kích hệ cùng phi hành hệ còn nhỏ hơn, cho nên, bởi vậy có thể thấy được Thủy Mộng Hàm lấy ra cái này càn khôn chuông có cỡ nào để cho người đỏ mắt rồi. Cũng khó trách trước đó Giang Mạc Thiên phòng ngự hệ hạ phẩm linh khí thanh long lá chắn đang bị hủy sau đó hắn hội đau lòng như vậy rồi, bất quá. Giang Mạc Thiên dù sao chỉ là Tống Xuân Mi đệ tử, Tống Xuân Mi cũng chỉ là Âm Minh Tông bên trong một tên trưởng lão mà thôi, người có thể cho Giang Mạc Thiên cung cấp pháp bảo cũng cực kỳ có hạn. Bất quá, Thủy Mộng Hàm liền không giống nhau, người nhưng là đường đường ngũ phẩm tông môn nước gia gia chủ cháu gái nhỏ, lại tiến vào cái này di tích bên trong, rời đi Thủy gia trước, nước gia gia chủ nhất định sẽ cho Thủy Mộng Hàm một hai dạng phòng ngự hệ pháp bảo. Trước đó, đang bị Giang Mạc Thiên đám người truy sát thời điểm, Thủy Mộng Hàm là sử dụng phòng ngự hệ thượng phẩm pháp khí. Bởi vì lấy nàng thực lực hôm nay yếu sử dụng trung phẩm linh khí vẫn còn có chút miễn cưỡng, nhưng kia phòng ngự hệ thượng phẩm pháp khí đã bị Giang Mạc Thiên đám người phá tan rồi, không cách nào đang sử dụng rồi. Cho nên Thủy Mộng Hàm chỉ có thể sử dụng này càn khôn giờ. Đứng ở càn khôn chuông dưới đáy, được ánh sáng màu trắng bao phủ lại Thủy Mộng Hàm cùng Diệp Thần Phong. Thủy Mộng Hàm là không ngừng hướng về càn khôn chuông bên trong chuyển vận linh khí của mình. Một khi người đình chỉ vận chuyển linh khí, càn khôn chuông thì sẽ không đưa đến đảm bảo hộ tác dụng của bọn họ rồi. Giang Tuấn Hoa nhìn xem sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Thủy Mộng Hàm, trong con ngươi của hắn tránh qua tham lam cùng khát vọng, hắn nói ra, Thủy Mộng Hàm. Ngươi không phải là cho là mình là cao cao tại thượng công chúa sao? Sau đó ta Giang Tuấn Hoa liền muốn cho ngươi nếm thử sảng khoái trời cao cảm giác. Ta chờ đợi ngày này đã rất lâu thật lâu rồi. Ngược lại, Giang Tuấn Hoa rồi hướng bên cạnh ba tên tán tu. Nói ra, ba người các ngươi có hứng thú hay không? Nước này ra nhị tiểu thư nhưng là thuần khiết thân, các ngươi nếu như có hứng thú, các ngươi cũng có thể gia nhập trong đó đến. Hợp biển cảnh tam trọng thiên đỉnh phong lão đầu, hợp biển cảnh tam trọng thiên sơ kỳ vết sẹo thanh niên.
cùng với hợp biển cảnh tam trọng thiên hậu kỳ độc nhãn nam nhân. Bọn hắn đều đánh giá Thủy Mộng Hàm vóc người cùng khuôn mặt, trên mặt không có chỗ nào mà không phải là lộ ra khát vọng vẻ mặt. Được càn khôn chuông ánh sáng màu trắng bao phủ Thủy Mộng Hàm, nàng nhìn thấy Giang Tuấn Hoa đám người không chút kiêng kỵ ánh mắt, nàng chọc tức là ngực kịch liệt phập phồng, quát lên, Giang Tuấn Hoa, các người đám này vô chi chi đồ, các ngươi không chết tử tế được. Thủy Mộng Hàm, lẽ nào ngươi vẫn không có biết rõ bây giờ tình hình sao? Ngươi nên hướng về chúng ta quỳ xuống đến cầu xin. Giang Tuấn Hoa hai bàn tay khép lại lên, trong gân mạch linh khí dòng sông là lao nhanh cực kỳ, nhất cổ minh mông khí thế từ trên người hắn bay lên trời cao. Hắn hai bàn tay nhanh chóng hướng về ánh sáng màu trắng vỗ tới, phiên giang đảo hải. Từ Giang Tuấn Hoa hai bàn tay bên trong đột nhiên phun ra hai luồng sức mạnh cường hãn, này hai cỗ lực lượng là nặng nề đụng vào ánh sáng màu trắng bên trên. Mà một bên ba tên tán tu, bọn hắn cũng trong cùng một lúc dồn dập thi triển ra chính mình sở trường nhất chiến kỹ, bọn hắn điên cuồng hướng về ánh sáng màu trắng công kích. Hướng về càn khôn chuông không ngừng vận chuyển linh khí Thủy Mộng Hàm, tại Giang Tuấn Hoa đám người liên tục công kích ánh sáng màu trắng thời điểm, ánh sáng màu trắng là không ngừng được nhấc lên từng đợt gợn sóng, Thủy Mộng Hàm sắc mặt là trở nên càng thêm tái nhợt, cả khuôn mặt trên má thật giống liền một tia màu máu cũng không có. Bất quá, người ngoan cố chống đỡ ánh sáng màu trắng không bị Giang Tuấn Hoa đám người phá tan. Tại Giang Tuấn Hoa cùng ba tên tán tu liên tục công kích hơn 2 phút đồng hồ sau, tuy rằng ánh sáng màu trắng một mực nằm ở không ổn định trạng thái, nhưng là bọn hắn cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn phá tan ánh sáng màu trắng, đây chính là phòng ngự hệ trung phẩm linh khí uy lực. Trên mũi có vết sẹo thanh niên, hắn nói ra, Giang thiếu. Xem ra chúng ta trong thời gian ngắn cũng không phá ra được trung phẩm linh khí phòng ngự, chúng ta hay là trước thăm dò kiếm thần nghĩa địa quan trọng. Còn lại hai tên tán tu cũng là trịnh trọng gật gật đầu, dưới cái nhìn của bọn họ thăm dò kiếm thần chi mộ cùng hưởng thụ Thủy Mộng Hàm trong lúc đó, vẫn là thăm dò kiếm thần chi mộ đối với bọn hắn tới nói trọng yếu hơn. Đang nhìn đến ba tên tán tu thái độ sau đó Giang Tuấn Hoa trên mặt tránh qua một vệt kiên quyết vẻ, nói ra các ngươi đứng ở một bên hãy chờ xem. Ta còn có lá bài tẩy không có lấy ra đây, để cho ta tới trong nháy mắt phá tan tầng này phòng ngự. Vừa dứt lời, Giang Tuấn Hoa trên ngón tay chữ vật giới chỉ lóe lên, một cái trắng bạc gậy nhất thời xuất hiện tại trong bàn tay của hắn, cây này ngân bạch sắc gậy thượng tản ra hào quang nhàn nhạt, gậy chi bên trên có khắc họa phức tạp mạch lạc. Đứng ở càn khôn chuông dưới đáy Thủy Mộng Hàm, người đang nhìn đến Giang Tuấn Hoa trong tay màu trắng bạc trường côn sau, người trắng bạch sắc mặt khẽ thay đổi. Bởi vì nàng nhận ra cây này trường côn lai lịch, đây là Thủy gia đại trưởng lão pháp bảo, tên là Hám Thiên Côn, là công kích hệ trung phẩm linh khí. Có người nói, này Hám Thiên Côn chính là năm đó Thủy gia đại trưởng lão tại một chỗ trong di tích lấy được, cuối cùng trải qua luyện khí tông luyện khí đại sư giám định, cây này Hám Thiên Côn có trung phẩm linh khí cấp bậc. Năm đó Thủy gia đại trưởng lão tại tạo hóa cảnh tầng thứ, lợi dụng cây này ngân bạch sắc trường côn đối địch. Cuối cùng hắn rõ ràng lợi dụng cây này trường côn lay động trời và đất, tự từ ngày đó trở đi, cây này ngân bạch sắc trường côn liền được gọi là Hám Thiên Côn rồi. Thủy Mộng Hàm tuyệt đối không ngờ rằng Hám Thiên Côn dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại Giang Tuấn Hoa trong tay, này làm cho tâm tình của nàng trong nháy mắt lâm vào trong tuyệt vọng. Thủy Mộng Hàm, người có phòng ngự hệ trung phẩm linh khí, ta cũng có tính công kích trung phẩm linh khí, người còn thật sự đã cho ta bắt ngươi không có biện pháp sao? Giang Tuấn Hoa sở dĩ không vừa bắt đầu liền sử dụng Hám Thiên Côn, điều này là bởi vì Hám Thiên Côn linh khí tiêu hao quá lớn, mà bây giờ hắn đã cùng Thủy Mộng Hàm trở mặt, ngoại trừ thừa dịp xuất hiện đang giết chết Thủy Mộng Hàm, không có con đường thứ hai để cho hắn lựa chọn. Một bên ba tên tán tu nhìn thấy Giang Tuấn Hoa lấy ra trung phẩm linh khí Hám Thiên Côn, trong lòng bọn họ âm thầm cảm thán Thủy gia không hổ là tứ phẩm tông môn, còn nhỏ tuổi Thủy Mộng Hàm cùng Giang Tuấn Hoa trên người. Dĩ nhiên đều ủng có trung phẩm linh khí, mà bọn hắn những tán tu này chỉ sợ là dốc cả một đời cũng không cách nào có một kiện thuộc về mình linh khí. Giang Tuấn Hoa mãnh liệt đem trong cơ thể linh khí truyền vào Hám Thiên Côn chi về sau, Hám Thiên Côn trên người hào quang màu trắng bạc càng thêm thịnh vượng, Thủy Mộng Hàm tại thấy cảnh này sau, miệng nàng bên trong nhanh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, điên cuồng đem trong cơ thể linh khí truyền vào càn khôn chuông bên trong, cho dù gân mạch có loại yếu nứt toát đau đớn. Người cũng không rảnh đi bận tâm.
Giang Tuấn Hoa đem hám thiên côn thật cao dơ lên, sau đó hắn lại nhanh chóng hướng về ánh sáng màu trắng đập xuống, trong miệng điên cuồng quát lên, phá cho ta. Phá cho ta. Ầm, một tiếng. Tại hám thiên côn cùng ánh sáng màu trắng đụng vào nháy mắt, chu vi giống như xảy ra vụ nổ lớn bình thường, khí lưu hỗn loạn đáng sợ, linh khí cũng phân tán tại trong không khí, hám thiên côn cùng càn khôn chuông tản mát ra ánh sáng để người ở chỗ này hơi hơi nheo mắt lại. Đợi đến ánh sáng tản đi thời điểm, phốc, một tiếng, Thủy Mộng Hàm trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến. Két, 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 ầm. Ánh sáng màu trắng thượng xuất hiện vô số vết rạn nứt, tại một trận vang trầm sau khi truyền ra, bao phủ Thủy Mộng Hàm cùng Diệp Thần Phong ánh sáng màu trắng trong nháy mắt hỏng mất. Dù sao Thủy Mộng Hàm cùng Giang Tuấn Hoa sử dụng đều là trung phẩm linh khí, mà Giang Tuấn Hoa thực lực cao hơn Thủy Mộng Hàm xuất rất nhiều, hắn đương nhiên là có thể lợi dụng hám thiên côn phá tan càn khôn chuông phòng ngự. Cầm trong tay hám thiên côn Giang Tuấn Hoa, hắn đang nhìn đến phòng ngự bị phá ra, sau đó hắn cười lạnh nói, Thủy Mộng Hàm, vừa nãy đã cho ngươi làm nữ nhân ta cơ hội rồi, đáng tiếc ngươi không quý trọng a hát. Hiện tại ngươi không có tư cách này rồi, sau đó chúng ta người nơi này đều sẽ cho ngươi sảng khoái lên trời đi. Phốc, lại là một ngụm máu tươi từ Thủy Mộng Hàm miệng bên trong phun ra, có thể là bởi vì phẫn nộ, cũng có khả năng là vì bị thương quá nặng đi, mà càn khôn chuông lại thu nhỏ lại đã đến to bằng bàn tay. An tĩnh nằm ở trên mặt đất. Thủy Mộng Hàm không có đi để ý tới Giang Tuấn Hoa ý tứ rồi, người liếc mắt nhìn vẫn cứ nhanh nhắm mắt Diệp Thần Phong, ngữ khí hư nhược nói ra, Diệp đại ca, xin lỗi, ta thật là không có dùng. Thủy Mộng Hàm, người cái tiện nhân, trả Diệp đại ca đâu này. Sau đó ta muốn cho người Diệp đại ca quỳ trên mặt đất cầu ta cũng muốn cho hắn đổ cứt đái hắn phun, ta còn muốn để hắn chết không chỗ chôn địa. Giang Tuấn Hoa biểu lộ dữ tợn gầm hét lên. Thủy Mộng Hàm cảm giác mình trong thân thể sức mạnh càng ngày càng ít, đầu cũng càng ngày càng hôn mê rồi, mà đang ở thân thể của nàng từ từ hướng xuống đất thượng đổ tới thời điểm, của nàng thon thả đột nhiên bị người cho ôm, chỉ thấy một mực nơi ở trạng thái nào đó bên trong Diệp Thần Phong, hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Thủy Mộng Hàm nhìn thấy Diệp Thần Phong tỉnh rồi, sau đó người không có lo lắng tình trạng của mình, trái lại lo lắng lên Diệp Thần Phong rồi. Nói ra, Diệp đại ca, ngươi chạy mau, ngươi chạy mau, ngươi. Diệp Thần Phong ngón tay đặt ở Thủy Mộng Hàm trên môi, trên mặt lạnh nhạt cười một tiếng nói, chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi. Ngươi trước thật tốt ngủ một giấc, chờ ngươi sau khi tỉnh lại, mấy tên cặn bã này thì sẽ không sống trên thế giới này rồi. Không biết tại sao Thủy Mộng Hàm chính là tin tưởng Diệp Thần Phong lời nói. Nhưng Diệp Thần Phong trên người sóng linh khí hiển nhiên còn tại hợp biển cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ tầng thứ, hắn thế nào lại là ba tên hợp biển cảnh tam trọng thiên cùng một tên hợp biển cảnh tứ trọng thiên cao thủ đối thủ. Đang nhìn đến Thủy Mộng Hàm từ từ nhắm hai mắt lại, sau đó Diệp Thần Phong mới cẩn thận từng ly từng tí để Thủy Mộng Hàm bình nằm ở trên mặt đất, thật giống chỉ lo đem Thủy Mộng Hàm lại đánh thức như thế. Chương 1359, miểu sát, lại miểu sát. Diệp Thần Phong để nằm ở hôn mê Thủy Mộng Hàm bình nằm trên mặt đất thượng, sau đó hắn mặt không thay đổi vượt liều mạng hai bước, ánh mắt tập trung vào Giang Tuấn Hoa cùng ba tên tán tu trên người. Tại kiếm thần Hạ Vô Cực đem trọng kiếm vô phong cái môn này kiếm pháp truyền thụ cho Diệp Thần Phong sau, Hạ Vô Cực còn sót lại một tia thần niệm liền nhanh chóng biến mất rồi, nhưng mà, tại Hạ Vô Cực thần niệm biến mất sau đó Diệp Thần Phong thân thể chả là ở vào cứng ngắc trạng thái, chỉ có nghe cảm giác trước tiên khôi phục lại. Cho nên vừa vặn Thủy Mộng Hàm cùng Giang Tuấn Hoa đám người trò chuyện, Diệp Thần Phong là nghe được nhất thanh nhị sở. Diệp Thần Phong không nghĩ tới Thủy Mộng Hàm sẽ như vậy che chở hắn, thậm chí là không quan tâm sinh tử của mình. Diệp Thần Phong tính cách từ trước đến giờ là người khác mời hắn một thước, hắn kính người khác một trượng, trong tay phải của hắn nắm toàn thân đen nhánh trầm trọng hắc huyền kiếm, nhìn xem Giang Tuấn Hoa đám người ánh mắt, thật giống hoàn toàn là tại nhìn mấy cái người chết như thế. Diệp Thần Phong không chút nào ẩn giấu khí thế của mình, ban đầu ở vẫn không có tiến vào trong di tích thời điểm, Diệp Thần Phong chỉ có hợp biển cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ, mà Giang Tuấn Hoa cũng chỉ có hợp biển cảnh nhị trọng thiên trung kỳ thực lực. Mà bây giờ Diệp Thần Phong thực lực tuy rằng tăng lên tới hợp biển cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ, thế nhưng Giang Tuấn Hoa đã có hợp biển cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thực lực, theo Giang Tuấn Hoa Diệp Thần Phong bất luận sức chiến đấu cường hãn bao nhiêu, cũng không khả năng ngang qua hai cái đại tầng thứ chiến thắng hắn.
Tiểu tử, mấy ngày trước tại di tích bên ngoài ngươi không phải là làm hung hăng sao? Có bản lĩnh hôm nay ngươi lại cho ta hung hăng thử một chút xem à? Nếu như ngươi muốn chết cái thống khoái, như vậy ngươi liền cho ta trước mặt mọi người thanh phân cùng nước tiểu kéo tại trong đũng quần. Giang Tuấn Hoa đối với tại di tích bên ngoài được Diệp Thần Phong sợ đến đổ cứt đái hắn phun sự tình, hắn căn bản chả không cách nào thả xuống. Này đối với hắn mà nói quả thực chính là một cái vô cùng nhục nhã. Diệp Thần Phong đem trong tay phải hắc huyền kiếm mình nhấc lên, đem mũi kiếm nhắm ngay Giang Tuấn Hoa. Lạnh nói, lần trước là xem ở Thủy Tử Yên trên mặt mũi, ta mới để lại ngươi một cái mạng chó, không nghĩ tới ngươi như thế không quý trọng. Trong tay cầm trung phẩm linh khí hám thiên côn Giang Tuấn Hoa, hắn đem hám thiên côn cầm quấn rồi mấy phần, vừa vặn lợi dụng hám thiên côn phá tan rồi thủy mộng hàm càn khôn chuông, này tiêu hao trong cơ thể hắn không ít linh khí, tuy rằng hắn bây giờ căn bản không đem Diệp Thần Phong để ở trong mắt, thế nhưng hắn không muốn lãng phí nữa linh khí. Vạn nhất sau đó tại kiếm thần trong mộ địa tìm tới bảo tàng, cái kia ba tên tán tu đồng thời động thủ với hắn lời nói, như vậy hắn nói không chắc sẽ lật thuyền trong mương. Mà đúng vào lúc này, cái kia ba tên tán tu bên trong vết sẹo thanh niên cùng độc nhãn nam nhân, hai người bọn họ một mặt khinh thường đi ra, vừa vặn Diệp Thần Phong nhưng là nói muốn đem bọn hắn mấy tên cặn bã này toàn bộ giải quyết, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong cái này hợp biển cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ tiểu tử quá mức càn rỡ. Bọn hắn tiện tay đều có thể đem Diệp Thần Phong giải quyết. Ba tên tán tu bên trong cái kia hợp biển cảnh tam trọng thiên đỉnh phong lão đầu, hắn rất rõ ràng là trong ba người người tâm phúc, hắn mở miệng nói ra, hai người các ngươi giúp Giang thiếu phế bỏ này không biết sống chết tiểu tử đi. Về phần tiểu tử này mệnh để Giang thiếu đến tự mình giải quyết. Giang Tuấn Hoa nhìn thấy hợp biển cảnh tam trọng thiên sơ kỳ vết sẹo thanh niên, cùng với hợp biển cảnh tam trọng thiên hậu kỳ độc nhãn nam nhân, hai người bọn họ dĩ nhiên chủ động phải giúp hắn đối phó Diệp Thần Phong, này đối với hắn mà nói không thể tốt hơn rồi. Tuy rằng Giang Tuấn Hoa biết Diệp Thần Phong sức chiến đấu cường hãn, dưới cái nhìn của hắn hay là chống trơn vết sẹo thanh niên có thể sẽ ôm nỗi hận chết ở Diệp Thần Phong trên tay, thế nhưng lại tăng thêm một tên hợp biển cảnh tam trọng thiên hậu kỳ độc nhãn nam nhân, Diệp Thần Phong khẳng định liền không có bất kỳ sức đánh trả nào rồi, dù sao Diệp Thần Phong mới hợp biển cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ, hắn làm sao có khả năng ngăn cản được rồi. Một tên hợp biển cảnh tam trọng thiên sơ kỳ cùng một tên hợp biển cảnh tam trọng thiên hậu kỳ cao thủ liên công kích đâu này. Tiểu tử, đối phó ngươi loại này rác rưởi chả căn bản không dùng tới bản thiếu gia ra tay. Ngươi đã không muốn đổ cứt đái hắn phun, sau đó bản thiếu gia đánh cho ngươi đổ cứt đái hắn phun, ta ngược lại muốn xem hôm nay ngươi vẫn có thể lật lên cái gì bọt nước đến. Cầm trong tay hám thiên côn Giang Tuấn Hoa, hắn một mặt lãnh đạm nhìn xem Diệp Thần Phong cười nói. Đứng ở Giang Tuấn Hoa bên cạnh tên kia hợp biển cảnh tam trọng thiên đỉnh phong lão đầu, hắn cũng hoàn toàn không có coi Diệp Thần Phong là chuyện quan trọng tình. Hắn mục quang nhìn cách đó không xa trên mặt đất càn khôn chuông, nói ra, Giang thiếu, con kia càn khôn chuông chúng ta muốn, ta nghĩ ngươi sẽ không có ý kiến gì chứ. Nguyên lai này ba tên tán tu là đánh càn khôn chuông chủ ý rồi, Giang Tuấn Hoa bây giờ còn yêu cầu này ba tên tán tu sức mạnh, hắn thật cũng không tốt cho đối phương sắc mặt xem. Hắn tùy ý cười một tiếng nói ta không có bất kỳ ý kiến, con kia càn khôn chuông liền về các ngươi. Tại hợp biển cảnh tam trọng thiên đỉnh phong lão đầu và Giang Tuấn Hoa trò chuyện giữa, vết sẹo thanh niên cùng độc nhãn nam nhân, hai người bọn họ mang trên mặt cực kỳ thích nụ cười máu, bọn hắn đem trong cơ thể mình khí thế tăng lên tới cao nhất. Nếu không chúng ta tới đánh cuộc đi, nhìn xem ai trước đem tiểu tử này tứ chi cho vặn gãy, vết sẹo thanh niên cười nói. Độc nhãn nam nhân hồi đáp, cái này đánh cược còn cần đánh sao? Tiểu tử này tứ chi ta dự định. Vết sẹo thanh niên cùng độc nhãn nam nhân là chuyện trò vui vẻ, mà đứng tại cách đó không xa Diệp Thần Phong, trong cơ thể hắn cấp 2 hàn băng kiếm ý hơi động, khí thế trên người bỗng nhiên xảy ra biến hóa nghiêng trời, trong con người tránh qua hai đạo kiếm khí màu trắng, khí thế trên người trở nên vô cùng lạnh lẽo, giống như là một cái vừa vặn trải qua khai phong tuyệt thế bảo kiếm. Két, két, két. Chỉnh thanh hắc huyền kiếm trong nháy mắt được một tầng băng cho ngưng tụ lên, Diệp Thần Phong trên người tản mát ra hàn băng kiếm ý có vẻ cực kỳ sắc bén cùng minh mông. Vết sẹo thanh niên cùng độc nhãn nam nhân hai người này, bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong thật khí thế đột nhiên sinh ra biến hóa to lớn, trong lòng bọn họ mơ hồ có loại dự cảm cực kỳ bất hảo, bọn hắn thu hồi một ít đối Diệp Thần Phong xem thường,
Bất quá, bọn hắn vẫn là không cho rằng Diệp Thần Phong có thể chiến thắng bọn hắn, bóng người nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong lướt tới. Diệp Thần Phong trong tay phải hắc huyền kiếm hướng về vết sẹo thanh niên cùng độc nhãn nam nhân vung mạnh lên, bốn phía không khí trong phút chốc trở mình dâng lên, từ hắc huyền kiếm trong thân kiếm truyền ra hai tiếng rồng gầm, chỉnh thanh hắc huyền kiếm trên thân kiếm là kiếm ý tăng mạnh, long tường cửu thiên. Hai cái màu trắng cự long từ hắc huyền kiếm bên trong nhảy ra, khí thế hung hăng hướng về vết sẹo thanh niên cùng độc nhãn nam nhân vào tới, phàm là hai cái màu trắng cự long xẹt qua địa phương, trên mặt đất bùn đất đều từng tấc được băng nhốt lại. Vào giờ phút này, vết sẹo thanh niên cùng độc nhãn nam nhân hai người này, bọn hắn đang nhìn đến hai cái do kiếm ý ngưng tụ mà thành màu trắng cự long sau, bọn hắn mới biết sợ hãi. Bọn hắn mới biết vừa vặn chính mình cái kia cái gọi là chuyện trò vui vẻ, cái gọi là đối với Diệp Thần Phong xem thường. Kỳ thực tại Diệp Thần Phong trong mắt, hai người bọn họ chính là khiêu lương tiểu sử mà thôi. Oanh, oanh, hai tiếng. Vết sẹo thanh niên cùng độc nhãn nam nhân hai người này, thân thể của bọn họ trong nháy mắt được màu trắng cự long nuốt mất rồi. Tại bạch sắc cự long bên trong kiếm ý bao phủ dưới, bọn hắn trên người của hai người trong nháy mắt che kín rậm rạp chẳng chịt kiếm ngân. Thậm chí ngay cả bất kỳ một câu di ngôn cũng không kịp nói, bọn hắn đã là đi Diêm Vương Điện Thượng báo cáo. Tại vết sẹo thanh niên cùng độc nhãn nam nhân được Diệp Thần Phong giết sau khi chết, này trong cơ thể hai người một phần tinh khiết nồng nặc năng lượng đột nhiên trào vào Diệp Thần Phong trong cơ thể. Hiện tại Diệp Thần Phong căn bản không có thời gian đi tiêu hóa cái này hai cỗ năng lượng. Nếu như tại Diệp Thần Phong hàn băng kiếm ý vẫn còn cấp một thời điểm, hắn thi triển long tường cửu thiên nhiều nhất có thể miểu sát phổ thông hợp biển cảnh tam trọng thiên trung kỳ cao thủ, căn bản vô pháp miểu sát hợp biển cảnh tam trọng thiên hậu kỳ cao thủ, mà bây giờ long tường cửu thiên power tăng lên không chỉ gấp đôi, yếu một chiêu miểu sát vết sẹo thanh niên cùng độc nhãn nam nhân quả thực là dễ như ăn cháo. Đứng ở cách đó không xa nguyên vốn chuẩn bị xem kịch vui Giang Tuấn Hoa, cùng với còn dư lại tên kia hợp biển cảnh tam trọng thiên đỉnh phong lão đầu. Tại Diệp Thần Phong sử dụng tới long tường cửu thiên thời điểm, hai người bọn họ vẻ mặt sững sờ rồi, lại nhìn thấy Diệp Thần Phong một chiêu miểu sát vết sẹo thanh niên cùng độc nhãn nam nhân, hai người bọn họ nghiễm nhiên là chấn động sợ không nói ra lời. Ngươi dĩ nhiên lĩnh ngộ kiếm ý, còn đem kiếm ý cùng chiến kỹ dung hợp, hợp biển cảnh tam trọng thiên đỉnh phong lão đầu nghi vấn đạo. Mà một bên Giang Tuấn Hoa tại phục hồi tinh thần lại sau đó hắn lập tức thu hồi đối Diệp Thần Phong khiếp sợ, nói ra tiểu tử này vừa vặn một chiêu kia power mặc dù lớn. Nhưng thực lực của hắn có hạn, hắn vừa nãy một chiêu kia nhiều nhất miểu sát phổ thông hợp biển cảnh tam trọng thiên hậu kỳ cao thủ, đối với chúng ta hai cái cũng không tạo được uy hiếp. Này Giang Tuấn Hoa phân tích chả thật có đạo lý, tuy rằng Diệp Thần Phong hàn băng kiếm ý tấn thăng đến cấp 2. Thế nhưng hắn đối đầu hợp biển cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Chỉ sợ cũng sẽ trải qua một cuộc ác chiến rồi, lại tăng thêm một tên hợp biển cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ cao thủ. Như vậy Diệp Thần Phong tình huống e sợ hội vô cùng nguy hiểm rồi. Tên kia hợp biển cảnh tam trọng thiên đỉnh phong lão đầu, hắn đương nhiên cũng không phải một cái kẻ ngu xuẩn. Hắn khi nghe đến Giang Tuấn Hoa lời nói sau, hắn lập tức đi liều mạng mấy bước, đem Diệp Thần Phong đào tẩu đường phong kín. Tại lão đầu này xem ra, hắn hai tên đồng bạn đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trong tay, chuyện này quả thật là hỏng rồi kế hoạch của hắn, sau hắn chả có điều kiện gì cùng Giang Tuấn Hoa nói. Giang Tuấn Hoa trong lòng ngược lại là vui vẻ lên, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong vô hình chung giúp hắn một đại ân, hắn đồng dạng đem Diệp Thần Phong đào tẩu đường phong kín, cười nói tiểu tử, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nếu như chúng ta tại cùng một tầng lần lời nói. Như vậy ta căn bản liền ngươi một đầu ngón tay cũng so không hơn, bất quá, hôm nay người phải chết là ngươi, không phải là ta Giang Tuấn Hoa. Ồ, thật sao? Diệp Thần Phong khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười quái dị, ý thức tiến vào đan điền của mình bên trong, đem trong tay phải hắc huyền kiếm trực tiếp cắm vào trong lòng đất, bàn tay phải một phen, một đóa ngọn lửa màu xanh xuất hiện tại Diệp Thần Phong trong bàn tay. Thanh viêm tại thoát ra Diệp Thần Phong bên trong đan điền thời điểm. Trải qua trong cơ thể hắn rất nhiều gân mạch, cảnh này khiến hắn gân mạch rất nhiều đều bị tổn thương rồi, tuy rằng hắn bây giờ còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ, nhiệt độ tăng lên tới có thể trong nháy mắt đốt cháy chết một tên hợp biển cảnh ngũ trọng thiên cao thủ thanh viêm, nhưng là vì đánh nhanh thắng nhanh, Diệp Thần Phong chỉ có thể cố nén gân mạch được đốt cháy đau đớn, cố nén bàn tay phải phảng phất đặt ở trong dung nham nóng rực. Đem thanh viêm cho kêu gọi ra.
Bởi Diệp Thần Phong không cách nào hoàn toàn khống chế xong bây giờ Thanh Viêm, cho nên Thanh Viêm lửa nóng vô cùng nhiệt độ, Diệp Thần Phong cũng không cách nào áp chế xuống. Tại Thanh Viêm xuất hiện nháy mắt, nhiệt độ chung quanh nhất thời không ngừng đi lên kéo lên, mà tới Diệp Thần Phong đường đi đóng kín hợp biển cảnh Tam Trọng Thiên Đỉnh Phong Lão Đầu và Giang Tuấn Hoa, tại Thanh Viêm xuất hiện trong nháy mắt, bọn hắn một lần nữa sững sờ rồi. Tên kia hợp biển cảnh Tam Trọng Thiên Đỉnh Phong Lão Đầu, hắn vẫn có một ít kiến thức, hắn một mắt liền phán định Diệp Thần Phong trong tay là thiên địa chi hỏa, hắn giờ khắc này hối hận muốn phiến của mình bàn tay, hắn đến cùng chọc tới một nhân vật như thế nào. Lĩnh ngộ kiếm ý, chả nắm giữ đáng chết thiên địa chi hỏa. Nhưng lại tại cái kia hợp biển cảnh Tam Trọng Thiên Lão Đầu hối hận thời gian, một vệt ngọn lửa màu xanh tại trong con mắt hắn không ngừng phóng to, đợi được hắn cảm giác được nóng rực thời điểm, hắn mới lập tức tỉnh táo lại. Đáng tiếc là tất cả những thứ này đã là quá muộn, Thanh Viêm trong nháy mắt đem Lão Đầu này thân thể cắn nuốt mất rồi. Xì xì, một tiếng. Được Thanh Viêm bao quanh cái kia hợp biển cảnh Tam Trọng Thiên Đỉnh Phong Lão Đầu, thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Chương 1360, là ảo giác, không là ảo giác. Hô! Tại hợp biển cảnh Tam Trọng Thiên Đỉnh Phong Lão Đầu được Thanh Viêm cho đốt cháy sau đó lại là một phần năng lượng tinh thuần trào vào Diệp Thần Phong bên trong thân thể bên trong, mà một phần khác năng lượng nhưng là hướng về giữa bầu trời tản đi rồi. Thanh Viêm lần thứ hai co lại chút thành tựu to bằng bàn tay, bay vào Diệp Thần Phong bàn tay phải bên trong, giờ khắc này, Diệp Thần Phong phân biệt hấp thu một tên hợp biển cảnh Tam Trọng Thiên sơ kỳ cao thủ một phần năng lượng, một tên hợp biển cảnh Tam Trọng Thiên hậu kỳ cao thủ một phần năng lượng, cùng với một tên hợp biển cảnh Tam Trọng Thiên Đỉnh Phong cao thủ một phần năng lượng. Những này năng lượng tinh thuần khi tiến vào Diệp Thần Phong trong cơ thể sau, điên cuồng trào vào hắn trong gân mạch, một lần lại một lần khi hắn trong gân mạch chảy xuôi, thật giống phải đem hắn gân mạch đều no bể bụng bình thường. Trong tay phải cháy hừng hực Thanh Viêm, để Diệp Thần Phong cảm giác mình chỉnh bàn tay đều phải bị thiêu chín bình thường, chỉnh chỉ bàn tay phải đỏ bừng lợi hại, phảng phất là nhiễm lên một tầng tiên huyết. Diệp Thần Phong bây giờ vừa không thể ngồi xuống tiêu hóa trong gân mạch năng lượng, lại không thể đủ đem Thanh Viêm thu hồi bên trong đan điền, hắn nhất định phải mau sớm đem trước mặt còn dư lại Giang Tuấn Hoa giải quyết. Cầm trong tay hám thiên côn Giang Tuấn Hoa, hắn đang nhìn đến hợp biển cảnh Tam Trọng Thiên Đỉnh Phong Lão Đầu được trong nháy mắt đốt cháy thành cho bụi sau, hắn cả người không có từ trước đến nay một cái lạnh run, bất quá, này Giang Tuấn Hoa lúc này đúng là không có được lập tức dọa sợ. Ở đằng kia tên tán tu Lão Đầu được đốt cháy thành cho bụi trong nháy mắt, hắn liền vung lên hám thiên côn hướng về Diệp Thần Phong nện tới rồi, Giang Tuấn Hoa rõ ràng cảm thấy Thanh Viêm power, hắn biết mình nếu như nhiễm lên Thanh Viêm. Hắn cũng tuyệt đối chạy không thoát được đốt cháy thành cho bụi kết quả, thế nhưng, vừa nghĩ tới Thanh Viêm cái kia nóng rực nhiệt độ, Giang Tuấn Hoa thủ chân cũng có chút như nhũn ra, liên đới công kích khí thế cùng power cũng nhược không ít. Diệp Thần Phong nhìn thấy hướng cái đầu đập tới tầng tầng côn ảnh, chân phải của hắn nhanh chóng vừa nhấc, mũi chân chính xác đá vào hám thiên côn hướng xuống đất phía kia, chân phải mũi chân hơi dùng sức, xíu. Một tiếng, hai tay có chút run rẩy Giang Tuấn Hoa một cái không cầm chắc, cả cây hám thiên côn nhất thời thoát ly Giang Tuấn Hoa thủ trưởng, hướng lên bầu trời bên trong bay đi rồi. Trong tay mất đi hám thiên côn Giang Tuấn Hoa, giống như là cuối cùng một cái phao cứu mạng bị người cho nhổ xong. Trên mặt hắn tràn ngập hoang mang cùng sợ sệt, dưới chân bước chân liên tiếp lui về phía sau bát bộ. Ầm, một tiếng, được đá lên trời không trung hám thiên côn, rơi xuống Diệp Thần Phong bên cạnh, có gần một nửa côn thân chui vào trong bùn đất. Theo Thanh Viêm tại trong bàn tay thiêu đốt, Diệp Thần Phong là càng ngày càng không cách nào nhìn được rồi, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn chỉnh chỉ bàn tay phải muốn phế rồi, hắn đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Giang Tuấn Hoa. Chuẩn bị trực tiếp kết được Giang Tuấn Hoa mạng chó, mà Giang Tuấn Hoa đang nhìn đến Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh như băng sau, cảm thụ Diệp Thần Phong trong bàn tay nóng rực Thanh Viêm. Hắn biết mình thực lực hay là tại Diệp Thần Phong bên trên, thế nhưng Diệp Thần Phong trong tay Thanh Viêm có thể trong nháy mắt khiến hắn mất mạng. Tiểu tử, dựa vào ngoại lực có gì tài ba, người có gan dựa vào thực lực của mình cùng ta đơn đả độc đấu. Giang Tuấn Hoa giận dữ quát lên, hắn là dùng một chiêu phép khích tướng. Ta không có thời gian nghe ngươi ở nơi này léo nha léo nhéo. Ngươi nói yếu ta và ngươi đơn đả độc đấu liền muốn đơn đả độc đấu sao? Vừa nãy mà các ngươi lại là một khởi công kích ta, bây giờ cùng ta đến kéo những thứ vô dụng này.
Ngươi vẫn là ngoan ngoãn lên đường thôi. Sống sót cơ hội không có lần thứ hai. Diệp Thần Phong bàn tay phải co rút lại một chút, đem Thanh Viêm đè co lại một chút. Khi nghe đến Diệp Thần Phong hoàn toàn không trúng khích tướng của mình pháp, lại nhìn thấy Diệp Thần Phong thủ trưởng đã chuyển động, này làm cho Giang Tuấn Hoa là cũng không dám nữa trang bê rồi, bởi vì hắn mình chính là một cái ngốc bức, trong thân thể hắn sức mạnh phảng phất trong nháy mắt được rút khô. Phù phù. Một tiếng, hắn bay thẳng đến Diệp Thần Phong quỳ xuống, cầu xin tha thứ, xem ở Thủy Gia trên mặt mũi, xem ở Tử Yên tỷ trên mặt mũi, cầu ngươi lại tha ta lần này đi. Vừa vặn ngươi không phải là chả muốn giết Thủy Mộng Hàm đó sao? Nếu như Thủy Tử Yên biết ngươi muốn giết muội muội của nàng, ngươi nói người hội tha thứ cho ngươi loại hành vi này sao? Ngươi bây giờ cầu xin tha thứ hữu dụng không? Diệp Thần Phong không muốn sẽ cùng Giang Tuấn Hoa nhiều lời. Tay phải của hắn ngón tay búng một cái, Thanh Viêm nhanh chóng hướng về Giang Tuấn Hoa bay đi rồi. Quỳ trên mặt đất Giang Tuấn Hoa, hắn đang nhìn đến hướng mình bay vụt mà đến Thanh Viêm. Trên mặt của hắn trong nháy mắt được sợ hãi cho lấp đầy, tại Thanh Viêm đưa hắn thôn phệ trước đó. Hắn trong đũng quần dịn ra một loại chất lỏng cùng mơ hồ có thể nhìn thấy một ít ô uế vật, xem ra này Giang Tuấn Hoa tại trước khi chết, hắn một lần nữa đổ cứt đái hắn phun. Xì xì. Một tiếng, được Thanh Viêm thôn phệ Giang Tuấn Hoa, thân thể của hắn trong nháy mắt biến thành cho tàn, mà Giang Tuấn Hoa trong cơ thể một phần năng lượng cũng trào vào Diệp Thần Phong trong cơ thể. Một bộ phận khác năng lượng thì lại là hướng về giữa bầu trời tản đi rồi. Diệp Thần Phong không khỏi cũng hướng về giữa bầu trời nhìn tới, hắn nhìn thấy này một bộ phận khác năng lượng, đích thật là được bầu trời xa xa bên trong một đạo hắc sắc vết xước cho hấp thu. Này màu đen vết xước lạ vô cùng dị, trước đó chả để Diệp Thần Phong suýt chút nữa lạc lối tâm trí, mà chính lúc Diệp Thần Phong muốn thu hồi nhìn qua bầu trời xa xa bên trong màu đen vết xước ánh mắt lúc, từ cái kia to lớn màu đen vết xước bên trong duỗi ra một bàn tay cực kỳ lớn. Bước đầu đoán chừng con này bàn tay khổng lồ có tới một người trưởng thành hình thể lớn nhỏ, bàn tay này hiện lên một loại màu tàn cho, chỉnh bàn tay trên MU bàn tay được vẽ đầy rậm rạp chẳng chịt kỳ dị ký hiệu. Con này từ bầu trời bên trong màu đen vết xước bên trong vươn ra thủ trưởng, để Diệp Thần Phong cảm giác cực kỳ uy nghiêm đáng sợ. Diệp Thần Phong lập tức thu hồi ánh mắt, dùng sức lắc lắc đầu. Hắn không khỏi tự nói, chẳng lẽ là ảo giác của ta? Giữa bầu trời cái kia đạo hắc sắc vết xước bên trong làm sao sẽ duỗi ra một bàn tay cực kỳ lớn? Lẽ nào bên trong chả ở người không được sao? Nhất định là ảo giác của ta. Nhất cổ đau đớn kịch liệt làm cho Diệp Thần Phong tự nói bên trong tỉnh táo lại, chỉ thấy đem Giang Tuấn Hoa đốt cháy thành cho bụi về sau Thanh Viêm, nó lại chính mình chủ động bay trở về Diệp Thần Phong bàn tay phải bên trong. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong chỉnh chỉ bàn tay phải ra thịt đều bị thiêu đến từng tấc băng liệt. Diệp Thần Phong vội vàng đem Thanh Viêm thu hồi bên trong đan điền, bên trong thân thể của hắn gân mạch lại là một trận nóng rực đâm nhói. Tại vạn năm băng tuyết liên hoa áp chế xuống, Diệp Thần Phong mới cảm giác được dễ chịu rất nhiều. Hiện tại trong gân mạch lại thêm một tên hợp biển cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ cao thủ tinh khiết năng lượng, Diệp Thần Phong gân mạch là bị no đến mức càng thêm đau đớn. Hắn nhất định muốn lập tức đem trong gân mạch hết thảy năng lượng đều dung hợp tiến trong cơ thể của mình. Thế nhưng, Diệp Thần Phong đối với vừa mới bắt đầu ngày mới khoảng không cái kia đạo hắc sắc vết xước trong cự đại thủ trưởng vẫn là tràn đầy nghi hoặc. Hắn không nhìn được lần nữa hướng về bầu trời xa xăm bên trong nhìn tới rồi. Đang nhìn đến giữa bầu trời cái kia đạo hắc sắc vết xước bên trong căn bản không có bàn tay vươn ra. Này mới khiến hắn là nặng nề thở ra một hơi, tự nói, xem ra đúng là ảo giác của ta. Nhưng mà, tại Diệp Thần Phong mới vừa từ trong cổ họng thở ra một hơi, con mắt của hắn bỗng nhiên trừng lớn lên, bởi vì cự đại thủ trưởng là không có từ cái kia đạo hắc sắc vết xước bên trong xuất hiện, một con có tới thành nhân tay trưởng đại ánh mắt, tại màu đen kia vết xước bên trong xuất hiện. Con này con mắt thật to bên trong là một mảnh tử khí, tại Diệp Thần Phong nhìn thấy con mắt này con ngươi thời điểm, tả nhĩ tư niệm nhắc nhở ngươi, xem xong tấu chương kiến nghị ngươi thu gom bác xem tiểu cái này đứng. Này đứng tuyên bố đổi mới nhanh nhất, tiếp lấy tiếp theo xem làm thuận tiện, con mắt này con ngươi thật giống cũng nhìn thấy Diệp Thần Phong, ánh mắt của nó hướng về Diệp Thần Phong nhìn lại. Diệp Thần Phong bốn phía không khí nhất thời trở nên trầm trọng xuống, chung quanh hắn thật giống được nhất cổ to lớn khí thế chế trụ rồi, ngực cảm giác khó chịu lợi hại, phốc. Một tiếng, một ngụm máu tươi trực tiếp từ Diệp Thần Phong miệng bên trong phun ra tung tóe. Mà cùng lúc đó, tại Diệp Thần Phong lập tức thu hồi ánh mắt của mình sau,
chung quanh hắn áp chế từ từ biến mất rồi, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn khôi phục bình thường. Diệp Thần Phong sau lưng quần áo hoàn toàn bị mồ hôi cho thấm ướt, trong miệng hắn khí tức hơi có chút hỗn loạn, giữa bầu trời cái kia đạo hắc sắc vết xước bên trong bàn tay cùng con mắt là ảo giác sao. Diệp Thần Phong nhìn trên mặt đất chính mình phun ra tung tóe tiên huyết, hắn biết tất cả những thứ này cũng không phải ảo giác, nhưng màu đen kia vết xước bên trong lại là món đồ quỷ quái gì vậy. Diệp Thần Phong có một loại trực giác mãnh liệt, chỗ này di tích càng ngày càng không đơn giản, đầu tiên là trong truyền thuyết kiếm thần nghĩa địa xuất hiện, bây giờ lại xảy ra như thế chuyện quái dị, Diệp Thần Phong cảm giác hay là lần này có thể sống rời đi chỗ này di tích người là đã ít lại càng ít. Bất quá, Diệp Thần Phong hiện tại cũng cân nhắc không được nhiều như vậy, hắn nhất định muốn trước đem trong gân mạch năng lượng cho dung hợp. Hắn ngược lại muốn xem hấp thu ba tên hợp biển cảnh tam trọng thiên cao thủ cùng một tên hợp biển cảnh tứ trọng thiên cao thủ một phần năng lượng sau, điều này có thể để thực lực của hắn đột phá đến cái gì tầng thứ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 68.